Chương 581, trung thành. Lộ Vĩ trố mắt, kêu lên thất thanh. Tề Thiên tự mình kiện mình, thật đúng là chuyện lạ thiên hạ. Tiểu tử này suy nghĩ một chút, đột nhiên mở mắt cười nói. Đại ca, anh đúng là âm độc a. Bí thư Cổ bên này đè ép chúng ta không để cho đem Vương Tiểu Ba vào viện kiểm sát, hôm trước em bị y gọi đi, hơn nữa anh cũng đã đồng ý không dây dưa. Bây giờ anh lại chơi đòn âm, không liên quan gì đến mình mà quy về Vương Tiểu Ba nổ súng vào quân nhân, nếu như bị dẫn tới căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu thì chắc là không ra được rồi. Ha ha ha, hay, hay, hay a, em đã dứt khoát tung hết những chuyện xấu của Vương Tiểu Ba. Cũng đã thu xếp người điều tra ra rất nhiều chuyện của gã. Chỉ riêng chuyện cưỡng gian đã đủ cho gã ngồi tù, lần này có quân đội ra mặt, em tin dù Vương Thiên Lượng có là cục trưởng cục tài chính thành phố cũng vô kế khả thi rồi, chiêu này của đại ca đúng là rút củi đáy nồi a. Làm rất khá. Lô Vĩ cười sằng sặc. Ừ, đây là Vương Tiểu Ba đúng người đúng tội, em đem tài liệu chuẩn bị xong rồi giao luôn. Ngoá nó, mấy ngày trước Vương Thiên Lượng còn tới Lâm Tuyền cạnh khóe anh. Nói cái gì mà không tuân thủ chế độ tài chính, ra vẻ nghi ngờ khuất tất. Chúng ta cũng phải trả miếng mới được. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Lúc này lại có tiếng gõ cửa nhẹ. Vào đi. Diệp Phàm hơi cao giọng, chắc là còn bực mình vì chuyện của Vương Thiên Lượng. Chủ nhiệm Diệp, tôi báo cáo với anh tình hình về mở rộng mặt đường ở thị trấn Quy Hồ. Bí thư Liễu chính của thị trấn Quy Hồ khom người báo cáo. À, là bí thư Liễu, ngồi đi. Diệp Phàm bình thản lại, thân thiết nói. Lần này sau khi tôi trở về lập tức động viên dân chúng thị trấn cùng nhau mở rộng mặt đường, mọi người đều rất tích cực. Liễu chính báo cáo chi tiết tình hình thị trấn Quy Hồ. Ừ, rất tốt, xem ra bí thư Liễu đã khích lệ được tính tích cực của quần chúng, chia sẻ gánh nặng cho khu kinh tế. Có thể tiết kiệm được đồng nào thì cũng là mở thêm được một đoạn đường, tôi thay mặt khu kinh tế cảm ơn anh. Diệp Phàm khách khí, chẳng qua thấy mục đích của Liễu chính tựa hồ không dừng ở đây, báo cáo công tác cũng chỉ là ngụy trang nên chờ y nói ra. Uống ba chén trà, rút hai điếu thuốc, Liễu chính rốt cục nhịn không nổi, giả bộ vô tình. Chủ nhiệm Diệp, ngày hôm qua tôi lên báo cáo công tác với chủ tịch huyện vệ, trong lúc vô tình nghe chủ tịch huyện vệ nói là gần đây chuyện quá nhiều nên sẽ rút Ngọc Xuân Thiền lên huyện để phối hợp giúp cô ấy xử lý công việc. À, còn có chuyện này. Tôi chưa nghe nói qua. Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu mục đích đến đây lần này của Liễu Chính, đoán chừng là nhòm lên vị trí phó chủ nhiệm khu kinh tế. Vốn là huyện cho khu kinh tế Lâm Tuyền đặt ra 3 vị trí phó chủ nhiệm, trước mắt phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa, phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền là do hội nghị thường vụ huyện đã định, hai phó chủ nhiệm đều là trợ lý chủ tịch huyện kiêm chức. Còn dư lại một vị trí phó chủ nhiệm cấp trưởng phòng tạm thời còn trống. Ý tứ của Cổ Bảo Toàn là để cho đồng chí Diệp Phàm tự mình đề cử. Đây cũng là Cổ Bảo Toàn suy nghĩ đến đồng chí Diệp Phàm làm nhân vật số 1 của khu kinh tế nhưng nếu không có ai tin cẩn thì khó triển khai công tác nên trao quyền cho hắn, chẳng qua Diệp Phàm khó có thể hạ quyết định. Vốn là muốn đem Liễu Chính từ thị trấn Quy Hồ tới khu kinh tế Lâm Tuyền tới đảm nhiệm phó chủ nhiệm, tuy nhiên lại nghĩ đến phó chủ nhiệm ở khu kinh tế không có ghế trong đảng ủy. Liễu Chính đảm nhiệm chức vụ bí thư thị trấn Quy Hồ. Có một phiếu trong đảng ủy khu, nếu như Liễu Chính thành phó chủ nhiệm, Diệp Phàm lại mất đi một phiếu trong đảng ủy. Từ quan hệ lợi hại mà nhìn Liễu Chính tạm thời không nên đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm khu kinh tế, chẳng qua nếu như Ngọc Xuân Thiền bị rút về huyện phối hợp giúp chủ tịch huyện vệ triển khai công tác, khu kinh tế đoán chừng chỉ còn lại hai phó chủ nhiệm. Trừ phó chủ nhiệm mới nhậm chức Trương Quốc Hoa rất có thể tiến vào đảng ủy khu kinh tế, nếu như có thể đề cử Liễu Chính đảm đương chức vụ phó chủ nhiệm. Cũng có thể đoạt lấy một phiếu trong đảng ủy khu kinh tế. Hơn nữa, Liễu Chính có thể đảm đương phó chủ nhiệm càng có thể giúp mình làm một số chuyện so với lúc y đảm đương chức bí thư thị trấn Quy Hồ. Gần đây thái độ của Liễu Chính tương đối minh xác, đã xác định đi theo mình. Diệp Phàm cũng có tính toán phương diện này. Chuyện này tôi cũng có nghe chủ tịch huyện vệ thuận miệng thở dài một câu, nên cũng không dám xác định. Liễu Chính nói, tuy nhiên y giấu giếm vẻ khẩn trương rất sâu. Vẻ mặt khát vọng vẫn bị đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Xem ra Liễu Chính thiếu kiên nhẫn rồi, mình cần phải giúp y một tay. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, cười nhạt nói. Liễu lão đệ, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần nói, anh có tính toán gì cứ nói thẳng. Tôi nghe chủ nhiệm Diệp thu xếp. Liễu Chính không chút do dự ném ra câu nói mịt mờ này.
kẻ ngu cũng có thể nghe ra Liễu Chính đang biểu thị thái độ với mình. Liễu Chính có ý gì? Y nghe chủ nhiệm Diệp Thu xếp chức vụ, còn có ý tứ nghe theo chủ nhiệm Diệp Thu xếp công tác. Ha ha, không phải nghe tôi thu xếp mà là nghe theo thu xếp của đảng và tổ chức. Chuyện này có cơ hội tôi sẽ nhắc đến, ở trên anh cũng có thể thường xuyên báo cáo công tác với bí thư cổ, hàn huyên với chủ tịch huyện vệ. Diệp Phàm mở miệng, trong lòng Liễu Chính chợt kích động liền đứng lên. Còn có một chuyện, nếu như anh rời khỏi thị trấn Quy Hồ, có phải nên suy nghĩ đến người nối nghiệp? Tuy nói bí thư thị trấn là do cấp trên quyết định, nhưng nếu anh đề cử có khi hội nghị thường ủy huyện cũng sẽ suy nghĩ có phải không? Diệp Phàm cười nhẹ nói. Ngài là người đứng đầu khu kinh tế, hơn nữa, thị trấn Quy Hồ cũng là cấp dưới trực thuộc của ngài, chuyện này tôi vẫn nghe chủ nhiệm Diệp thu xếp. Liễu Chính cung kính nói. Ha 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 Liễu Chính a Liễu Chính, đừng câu nệ như vậy, chúng ta là bằng hữu, ngồi xuống nói chuyện một chút, đừng khách khí quá thế. Diệp Phàm cười nói. Dạ. Sau khi Liễu Chính ngồi xuống suy nghĩ một lát nói. Chủ nhiệm Diệp, ta đề xuất mấy người, anh xem giúp tôi xem người nào thích hợp. Liễu Chính cẩn thận nói. Anh nói nghe một chút, nhìn xem có thể hài lòng hay không. Diệp Phàm nói. Đồng chí Thiếu Quảng Điền chủ tịch thị trấn chúng tôi chính là một đồng chí tốt. Liễu Chính thuận miệng giới thiệu Thiếu Quảng Điền, tuy nhiên thấy Diệp Phàm chỉ lo uống trà, biết chủ nhiệm Diệp không hài lòng, lại giới thiệu hai đồng chí nữa, chẳng qua thấy chủ nhiệm Diệp vẫn đang uống trà. Không biết chủ nhiệm Diệp rốt cuộc để ý người nào, ở Ngư Dương này người có thể ngồi lên vị trí này không có 100 cũng có 80, thật là khó xử. Trong đáy lòng Liễu Chính cào nhau một câu. Trong đầu đột nhiên chợt lóe một ý nghĩ. Tiếp đó y cười nói. Đồng chí bí thư Hạ Gia Trinh của xã Tây Bản chính là một đồng chí tốt, tuy nói là phái nữ, nhưng người ta là nghiên cứu sinh. Nghe nói cô ấy còn từng là cộng sự với chủ nhiệm Diệp. Lần trước gặp gỡ cô ấy, nói chuyện phiếm nghe cô ấy nói là xã Tây Bản nghèo quá, không khác gì xã Khanh Hương, mất rất nhiều sức lực lấy được 100 vạn từ thành phố về, cuối cùng lại còn không đủ trả nợ cho xã. Còn nói rất muốn cùng làm chuyện với chủ nhiệm Diệp, nói chủ nhiệm Diệp là một người có thể làm việc lớn. Liễu Chính vừa giới thiệu Hạ Giai Trinh cũng không quên nịnh bợ Diệp Phàm một chút. Đúng, bí thư Hạ không tệ. Trước kia khi ở Lâm Tuyền, cô ấy còn đang nhậm chức bí thư ở Khanh Hương, chỉ là vận khí có chút không tốt, vừa lúc gặp phải bí thư thị ủy Dương gặp xui xẻo. Tuy nhiên sau này bí thư Dương được điều đi, tài năng của cô ấy lại được thể hiện, huyện không phải lại trọng dụng cô ấy một lần nữa. Chỉ là xã Tây Bàn đúng là nghèo quá, muốn phát triển trong vài năm đúng là không có khả năng. Diệp Phàm thuận miệng khen mấy câu, tin tưởng trong lòng Liễu Chính đã có tính toán, cho nên nhanh chóng đề cử Hạ Giai Trinh. Tính toán của Diệp Phàm đương nhiên chính là điều Liễu Chính đến khu kinh tế Lâm Tuyền nhậm chức phó chủ nhiệm, sau đó Hạ Giai Trinh tiếp nhận vị trí bí thư thị trấn Quy Hồ của Liễu Chính. Cứ như vậy, mình có thể chiếm được hai phiếu vững chắc trong đảng ủy khu kinh tế chung. Cộng thêm một phiếu của Tống Ninh Giang và một phiếu của mình thì ổn định được 4 phiếu, sau khi tranh thủ được một phiếu có thể toàn diện nắm trong tay đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền. Đây mới thực sự là thực hiện nắm giữ đảng ủy, mình mới coi là nhân vật số 1 chân chính của khu kinh tế Lâm Tuyền. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, điều chuyện Liễu Chính rất dễ dàng, bởi vì vị trí phó chủ nhiệm, cổ bảo toàn đã gật đầu. Tuy nhiên muốn đẩy Hạ Giai Trinh lên trước thì khó khăn. Nếu như cổ bảo toàn có chút đề phòng đối với mình đẩy Hạ Giai Trinh lên ngược lại là chuyện xấu, đối với chuyện này, Diệp Phàm tự có quyết định của mình. Vừa muốn làm để cho Hạ Giai Trinh thượng vị có thể giúp đỡ mình, lại muốn để cho bí thư huyện ủy cổ bảo toàn an tâm mới được. 8 giờ tối, Diệp Phàm đến Tử Lâu huyện Ngư Dương. Kỳ quái chính là không có phát hiện tiểu tử Lô Vĩ, có vẻ có chút quỷ dị. Tiểu tử này, cũng không biết làm cái gì làm, còn thần bí với mình. Diệp Phàm tức giận thầm cằn nhằn đi vào. Chủ nhiệm Diệp tới rồi, mời ngồi, uống chén trà trước nhé. Ông chủ Tạ liếc mắt thấy Diệp Phàm, vội vàng bước nhanh đến phía trước, hơi có vẻ cung kính thăm hỏi. Lần trước sau khi tới phòng công an huyện đòi tiền Lô Vĩ, ông chủ Tạ đã khắc sâu hình tượng Diệp Phàm trong đầu. Hiện tại đồng chí Diệp Phàm lại càng tài giỏi, một tay nắm trong tay 6 thị trấn 2 thị xã giàu có nhất Ngư Dương. Thực quyền mơ hồ đã sớm vượt qua một số thường ủy trong huyện. Một nơi lớn như vậy, sau này tiếp đãi gì đó khẳng định không thiếu được. Hơn nữa nghe nói chủ nhiệm Diệp đặc biệt giàu có, trong tay nắm mấy ngàn vạn tài chính sửa đường.
tùy tiện dụng một cọng lông xuống cũng đủ cho ông chủ Tửu Lâu Ngư Dương kiếm lời. Ha ha, ông chủ Tạ, hôm nay không phải tôi mời khách, cục trưởng Lô của cục công an huyện có đặt phòng không? Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Cục trưởng Lô, hình như không có đặt, để tôi kiểm tra lại. Ông chủ Tạ sợ mình đoán nhầm, ra hiệu cho một nữ phục vụ, cô gái kia ngầm hiểu, lập tức tra xét một phen, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chương 582, ép nhận chỉ kết nghĩa. Chủ nhiệm Diệp, hôm nay huyện cục không có đặt phòng ở Tửu Lâu chúng tôi. Ông chủ Tạ hơi biến sắc, đoán chừng là hiểu lầm, cho rằng Lô Vĩ Thu xếp ăn uống ở chỗ khác. Ăn uống mặc dù nói chỉ là một việc nhỏ, nhưng đây chính là một tín hiệu không tốt, nếu cứ tiếp tục như thế này mãi, cục công an huyện cũng không tới Tửu Lâu Ngư Dương thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Nếu như ngay cả chủ nhiệm Diệp cũng không tới Tửu Lâu Ngư Dương lại càng không ngồi yên được, cho nên, có một số việc nhìn qua là chuyện nhỏ, tuy nhiên vừa nghĩ sâu, chuyện nhỏ hình như cũng dính líu đến việc lớn. Ha ha, không sao, có lẽ tôi nhớ lầm, để tôi hỏi lại. Diệp Phàm cười gọi điện, trong lòng đã thầm cằn nhằn, thầm nghĩ. Tiểu tử Lô Vĩ này làm trò gì vậy, chẳng lẽ dám đùa mình hay sao? Tiểu tử này, xem ra muốn ăn đòn rồi. Lô Vĩ, tiểu tử cậu đùa bỡn tôi có phải không? Rốt cuộc ở chỗ nào, có phải muốn tôi ngạc nhiên phải không? Diệp Phàm cười mắng. Đại ca, xin lỗi rồi, tối nay không phải em mời khách, có người tiền trả rồi, là cục trưởng Vu thu xếp, em cũng không rõ lắm. Nếu không anh gọi điện thoại hỏi cục trưởng Vu xem. Lô Vĩ kêu oan, ý tứ mình không phải người được mời, đoán chừng trong lòng còn có oán khí. Nói ra cũng đúng. Cục trưởng cục công an thành phố đến địa bàn của mình mời khách, cũng không kêu lên mình, rõ ràng chứng tỏ mình không lọt vào tầm mắt người ta, Lô Vĩ có chút mất mát cũng là bình thường. Tuy nhiên ngừng mười mấy giây, Lô Vĩ lại nói. Đại ca, sau khi bộ phận bảo vệ Liệp báo tới tìm hiểu rõ tình huống, anh đoán kết quả như thế nào? Bọn họ trực tiếp bắt Vương Tiểu Ba đem đi. Nói là muốn nhờ đồng chí Vương Tiểu Ba đến bộ đội đối chất với Tề Thiên, làm rõ ràng vấn đề. Hắc hắc, tiểu tử này không chết cũng phải lột da rồi. Anh không nhìn thấy bộ dạng của y, sức khỏe vốn đã bình phục, nhưng cứ giả vờ ở lại bệnh viện. Kết quả bị hai người lính một người đá một chân kéo cũng không dám nằm trên giường nữa, tự mình bò dậy đi theo bọn họ, lúc ấy y chạy còn nhanh hơn thỏ, ha ha ha, thống khoái, quá thống khoái. Chuyện đó là đương nhiên, nếu không lại bị ăn đá, người bên quân đội vốn hào sảng, đâu thèm để ý Vương Tiểu Ba là kẻ trói gà không chặt. Còn chuyện mời khách để tôi lại cục trưởng Vu. Tiểu tử kia bị vậy là đáng đời, cậu không có sao chứ? Diệp Phàm lại càng nghi ngờ, không biết trong lòng cục trưởng Vu đang âm mưu gì, thật khó hiểu, hình như ngay cả Lô Vĩ cũng không gọi tới. Không sao, lúc đi đại tá chịu trách nhiệm còn khen ngợi em trước mặt cục trưởng Vu, ông ấy nói chúng ta vô cùng quả cảm, dám làm dám chịu, còn muốn kêu em đầu quân. Ha ha ha, Lô Vĩ đắc ý không dứt. Thiếu chút nữa phun nước miếng. Tiểu tử cậu thì hay rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm trực tiếp gọi điện cho Vu Kiến Thần. Mới biết được địa điểm đúng là ở Tửu Lâu Ngư Dương, phòng VIP số 1. Tuy nhiên người nào mời khách, Vu Kiến Thần cũng không nói rõ, tỏ ra bí hiểm. Diệp Phàm cũng ngại hỏi, đợi lát nữa đoán chừng sẽ biết. Ông chủ Tạ, phòng số 1 là khách nào đặt vậy? Diệp Phàm giả bộ rất tùy ý hỏi. À, là cục trưởng Phí của cục nhân sự đặt. Ông chủ Tạ cười nói. Vậy thì phòng số 1, tôi vào ngồi trước. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng lại càng buồn bực, thầm nghĩ. Phí Tư Trạch, bà xã của người này là một trong ngũ đoá kim hoa ở cục tôn giáo, trước kia vì chuyện phụ cấp còn bị mình dạy dỗ một bữa. Hôm nay y mời cục trưởng Vu, ở đây hình như có gì khó hiểu. Chẳng lẽ là muốn mượn cục trưởng Vu để áp chế mình, có lẽ không phải. Phí Tư Trạch làm sao quen biết cục trưởng Vu, thật là kỳ quái. Diệp Phàm tiến vào phòng đặt, cô gái phục vụ mỉm cười đưa lên trà ngon hạng sang, đứng bên cạnh Diệp Phàm biểu diễn trà nghệ, sau khi chuẩn bị xong mới dần dần lui ra ngoài. Diệp Phàm ngồi chờ mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc nghe thấy được tiếng cười của Vu Kiến Thần, vội vàng mở cửa nghênh đón. Hắn hơi sững sờ, phát hiện bên cạnh Vu Kiến Thần còn có một cô gái tương đối có khí thế, khuôn mặt trái xoan. Tóc búi cao, khoác một chiếc áo gió mỏng màu tím nhạt, bên trong là áo lông có thêu hoa, có chút giống như tiên nữ trong phim. Cô gái này hình như đã từng gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Diệp lão đệ, làm gì mà sững sờ vậy? Để tôi giới thiệu cho cậu, vị này là thư ký trưởng Phí Ngọc của thành phố chúng ta. Phu Kiến Thần vui tươi hớn hở giới thiệu. Phí, thư ký trưởng Phí, xin chào. Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng, lúc này rốt cuộc cũng nhớ ra, vội vàng tiến lên chào hỏi. Lần trước ở trong hoạt động ở đỉnh Nam Thiên, Phí Ngọc hình như cũng trở về, cho nên có chút ấn tượng, tuy nhiên lúc đó khách khứa quá nhiều, Phí Ngọc cũng không coi là chói mắt, cho nên ấn tượng không sâu. Mặc dù nói Diệp Phàm không thích Phí gia, nhưng Phí Ngọc dù gì cũng là ủy viên thường vụ thị ủy, nghiêm khắc mà nói cũng là lãnh đạo của mình. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy Phí Ngọc chịu đến gặp mình, đoán chừng có liên quan đến vụ án Phí Vũ Vân cháu cô ta. Xem ra Phí gia thật đúng là chịu phát lực, vì cứu Phí Vũ Vân, ngay cả thường ủy Phí Ngọc cũng chiêu hiền đãi sĩ rồi. Nếu không bình thời muốn gặp đến thư ký trưởng thị ủy, cấp bậc của mình còn chưa đủ, người ta căn bản không để mắt đến mình. Đoán chừng Phí gia cũng biết Phí Mặc đã đấu với mình mấy đao, cho nên, Phí Mặc không xuất hiện, sợ làm cho mình ghét. Thật ra đối với Diệp Phàm mà nói, chuyện này cũng chỉ là tranh đấu trên quan trường mà thôi, đối với Phí gia cũng chưa có bao nhiêu ân oán cá nhân. Chủ nhiệm Diệp thật trẻ tuổi, nhìn thấy chủ nhiệm Diệp, tôi cảm thấy mình già thật rồi. Phí Ngọc khẽ mỉm cười nói. Giọng nói rất êm tai, cô gái này không phải là dựa vào thân thể bò lên vị trí thư ký trưởng thị ủy chứ. Trong lòng Diệp Phàm oán thầm Phí Ngọc. Thư ký trưởng Phí đâu có già, không khác gì tỷ tỷ của tôi, ha ha. Diệp Phàm cười theo, cảm giác mình có chút giống lão già ở kỹ viện. Thật ra Phí Ngọc đúng là không già, nghe nói mới 30 tuổi, hơn nữa tương đối xinh đẹp. Bộ ngực đầy đặn, gợi cảm, phần bụng nhìn qua cũng không chảy xệ, người cũng không thấp, đoán chừng cao 1m65. Đôi mắt đặc biệt mê hoặc, nhưng cũng đầy kiêu ngạo, giống như đang cảnh cáo người ta, không thể tùy tiện đùa bỡn cô ta. Chị gái, đề nghị này không tệ. Phí Ngọc kỳ quái thì thầm một câu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thản nhiên mỉm cười khiến người ta dễ hiểu lầm. Tốt, tốt, dứt khoát gọi là chị gái đi, thế nào hả? Ha ha ha, Diệp lão đệ có phúc khí, vừa đến đã nhận là chị gái. Phu Kiến Thần cười lớn, ánh mắt ra hiệu cho Diệp Phàm, đoán chừng là muốn kêu Diệp Phàm thuận tiếng tiến lên một bước, cứ gọi chị gái cũng không sao, có một chị gái thường ủy che chở có gì không tốt. Vậy, em sẽ gọi là chị Phí. Diệp Phàm cũng thản nhiên cười cười, cũng không lộ ra vẻ cung kính, thậm chí còn có dáng vẻ đùa giỡn. Được, làm em trai của tôi cũng được, tuy nhiên làm em trai thì phải chia sẻ gánh nặng với chị gái. Phí Ngọc thuận thế tiến lên, thâm ý sâu sắc cười nói. Ngoá nó, nữ nhân này đúng là lợi hại, thoáng cái đã nhốt mình vào trong vòng luẩn quẩn, không phải là trúng kế rồi sao? Nghe nói cô ta không đồng tâm với bí thư thị ủy Chu, còn vọng tưởng cùng Ngọc Hoài Nhân liên hiệp, tạo thành phái Ngư Dương gì đó, hoặc là cùng thường ủy bổn địa thành phố Mạc Hương kết liên minh, kết thành phái địa phương. Nếu như gọi cô ta là tỷ tỷ, để cho Chu Càn Dương biết được mình không phải sẽ chết không nơi táng thân sau. Hiện giờ nghe nói quan hệ giữa các thường ủy trong thành phố rất không trong sáng. Vào thời khắc vô cùng mấu chốt này phải cẩn thận một chút, nếu đứng sai hàng. Sau này sẽ gặp xui xẻo. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm hối hận vừa rồi, mình quá vọng động, làm sao lại thốt ra hai chữ chị gái chứ? Có lẽ trong tiềm thức của mình luôn hy vọng có một chị gái như vậy. Bởi vì Diệp Phàm chỉ có một đại ca, cũng không có chị gái, đoán chừng trong sâu thẳm trái tim vẫn khát vọng có sự yêu thương của chị gái. Vậy cũng được, tiểu đệ chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể lọt tầm mắt của thư ký trưởng Phí, ngài là lãnh đạo của tôi. Tôi còn phải gọi chị là thư ký trưởng mới đúng. Trong nháy mắt Diệp Phàm sửa lại ý. Ha ha ha, anh thấy không cục trưởng Vu, mới vừa rồi ở trên đường anh cứ nói khoác với tôi, nói huynh đệ của anh hào sảng làm sao, tuy nhiên nghe danh không bằng gặp mặt a. Hình như tôi quá mơ tưởng rồi, không bằng một phụ nữ nông thôn. Có lẽ chủ nhiệm Diệp mắt cao hơn đầu, không thèm để ý đến người chị gái này, ai. Phí Ngọc ép thẳng Diệp Phàm vào góc tường. Xem ra tối nay không gọi cô ta là chị gái thì không được rồi. Diệp lão đệ, cậu làm sao vậy, cậu xem thường anh Vu rồi. Cậu gọi thư ký trưởng Phí một tiếng tỷ tỷ, chẳng lẽ người ta đường đường là thư ký trưởng còn có thể khiến cậu thua thiệt sao? Mới vừa rồi thư ký trưởng Phí bảo là muốn nhờ đệ đệ cậu làm một chuyện nho nhỏ, một chuyện nhỏ có thể làm khó cậu sao? Huống chi tôi tin tưởng, cậu giúp thư ký trưởng làm một chuyện nho nhỏ,
người ta cao hứng hứa hẹn, sau này còn có thể giúp cậu làm chuyện lớn có phải không? Phu Kiến Thần thu lại nụ cười, không giống như đang nói đùa. Chị Phí có chuyện gì cứ gọi em một tiếng là được. Tiểu đệ nào dám từ chối? Diệp Phàm nói nước đôi. Hắn lén liếc mắt nhìn Phí Ngọc, phát hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ta thoáng chốc đỏ ửng, đoán chừng cũng có chút hiểu lầm. Ha ha ha, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chị Phí, tôi thật sự có chuyện muốn nhờ cậu làm đây. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, da mặt Phí Ngọc cũng không phải dày, cười mấy tiếng vô hình hóa giải cảnh tượng lúng túng. Phí Ngọc cũng uống rượu, tuy nhiên chỉ uống chén nhỏ mà thôi. Khi Diệp Phàm chạm cốc với cô ta chỉ nhấp một ngụm nhỏ, trái lại hắn làm vài chén cạn sạch với Vu Kiến Thần. Tuy nhiên, Phí Ngọc không mở miệng, Diệp Phàm cũng không mở miệng, tán gẫu toàn những chuyện không có liên quan. Vu Kiến Thần liếc mắt nhìn Diệp Phàm, tuy nhiên Diệp Phàm cũng giả bộ không nhìn thấy mơ hồ bỏ qua. Đương nhiên, Diệp Phàm không mở miệng Phí Ngọc càng sẽ không mở miệng, dù sao người ta đường đường là thư ký trưởng thị ủy, còn là thường vụ. Một cán bộ cấp phó ban, khí thế rất vượng lại đi van cầu một cán bộ nhỏ cấp phó phòng quả thực có chút cảm giác quá thấp kém. Phí Ngọc cũng hạ quyết tâm lắm mới ngồi ở chỗ này. Tiểu tử này, còn giả ngu với mình, xem ra ân oán của Phí gia với Diệp lão đệ tương đối sâu, muốn nhất thời hóa giải là tương đối khó khăn, ai? Phu Kiến Thần thở dài, biết chuyện này còn cần mình làm cầu nối. Diệp lão đệ, gần đây ở Lâm Tuyền làm việc cũng không tệ lắm. Tiếng vang rất lớn, ngay cả trong thành phố cũng có lãnh đạo chú ý. Chương 583, giúp chị gái làm việc nhỏ. Chúng tôi chỉ là một nơi nhỏ, thành phố Mặc Hương lớn như vậy, lãnh đạo thành phố làm sao để mắt đến chứ, anh Vu nói đùa rồi. Diệp Phàm cười ha ha, khẽ nhúc nhích đầu, trong bụng hiểu Vu Kiến Thần muốn dẫn mình vào quỷ anh than, chẳng qua Diệp Phàm không muốn rơi vào đó. Địa phương nhỏ, địa bàn của cậu không nhỏ đâu, ngay cả báo tỉnh cũng bị kinh động. Phí Ngọc cười nhạt, xen vào nói. Báo tỉnh, chuyện này là thế nào? Vu Kiến Thần có vẻ kinh ngạc. Quay đầu nhìn Diệp Phàm. Tôi cũng không biết. Diệp Phàm cũng ngạc nhiên, thật sự không biết Phí Ngọc nói vậy có ý gì, cho nên nhìn Phí Ngọc muốn nghe cô ta giải thích. Tiểu tử này, cậu còn muốn giả vờ hồ đồ với tôi có phải không? Phu Kiến Thần cho rằng Diệp Phàm đang giả bộ mơ hồ, cười mắng. Em thật sự không biết mà anh Vu. Diệp Phàm cứ lắc đầu, nhìn Phí Ngọc nói. Xin thư ký trưởng Phí nói giúp cho tôi. Nếu không anh Vu thực sự trách tôi rồi. Nếu bị cục trưởng cục công an thành phố theo dõi cũng không phải là một chuyện tốt, mới nghĩ đến cả người đã nổi da gà rồi. Hừ. Phí Ngọc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng tỏ vẻ không vui rồi. Diệp Phàm càng khó hiểu, liếc mắt nhìn Phí Ngọc, không biết có chỗ nào chọc giận vị thư ký trưởng này. Ha ha ha, Diệp lão đệ, cách xưng hô của cậu có vấn đề rồi, mới vừa rồi còn gọi là chị Phí. Thoáng cái đã biến thành thư ký trưởng Phí, có phải đang chơi đùa hay không? Phạt ba chén. Vu Kiến Thần cười khan nói. Tuy nhiên, từ thái độ tự nhiên của Vu Kiến Thần đối với Phí Ngọc, Diệp Phàm rất là nghi ngờ, không biết Vu Kiến Thần và Phí Ngọc có quan hệ gì, nói hai người có quan hệ tình yêu nam nữ có vẻ không giống. Xin lỗi chị Phí, lời vừa nói ra lại bị uy tín của lãnh đạo hù dọa, cho nên trong người vẫn còn chút sợ hãi. Dù sao chị là thường ủy. Em không sợ hãi lãnh đạo sao được. Rượu này em xin uống ba chén trước. Diệp Phàm vội vàng giải thích một phen rồi uống ba chén. Phí Ngọc đương nhiên biết tiểu tử này đang giả bộ hồ đồ với mình, chẳng qua cô ta cũng không bóc trần, thần sắc trên mặt lại hòa hoãn một chút, mỉm cười nói. Vậy thì gọi nhiều mấy tiếng, sau này sẽ thành thói quen. Phí Ngọc mới vừa cười xong lời nói xoay chuyển, thu lại nụ cười, vẻ mặt đứng đắn, nói. Chú Phàm, chú đã gọi tôi một tiếng chị Phí, tôi cũng sẽ gọi chú một tiếng chú Phàm, hôm nay chị gái này mặt dày muốn đến thương lượng với chú. Chị Phí xin cứ nói. Diệp Phàm giả bộ thật tình lắng nghe. Chú là người quản lý trực tiếp quỷ anh than có phải không? Phí Ngọc tiếp cận chủ đề. Đúng vậy. Diệp Phàm trả lời dứt khoát, hắn biết có muốn đẩy tới người khác cũng đẩy không được. Vậy thì tốt, ai? Đứa cháu Vũ Vân của chị có chút không ra hồn, nhất thời sơ suất. Sau khi tiếp nhận công trình san bằng nền đất quỷ anh than bởi vì quá sức vui mừng, buông tay không để ý, dẫn đến công trình xuất hiện sơ sót lớn. Hiện tại Ủy ban Kiểm tra và Viện Kiểm sát thành phố đang điều tra chuyện này,
chị tin chú Phạm cũng biết rõ chuyện này. Phí Ngọc cuối cùng cũng phun ra mục đích tối nay. Tuy nhiên lời nói thốt ra từ miệng Phí Ngọc, Phí Vũ Vân trái lại biến thành người không có trách nhiệm gì cả, đây chỉ là chuyện bọn thủ hạ làm thôi. Ý tứ của chị Phí là... Diệp Phàm hỏi Phí Ngọc, giống như đang đợi chỉ thị. Ha ha, thư ký trưởng Phí sau khi về nhà đã nghiêm nghị phê bình Phí Vũ Vân, giao đãi công ty Võ Thần gánh chịu tất cả trách nhiệm. Hôm nay các giám đốc của công ty Võ Thần đã mở cuộc họp, tính toán một lần nữa chi phí công trình san bằng nền đất Quỷ Anh Than. Đương nhiên, tất cả chi phí làm lại này đều do công ty Võ Thần gánh chịu. Hơn nữa để bảo đảm chất lượng, công tác giám sát san bằng sẽ do khu kinh tế các cậu phái người giám sát, chỉ đạo phương diện san bằng cũng do khu kinh tế các cậu phái người thu xếp, công ty Võ Thần chỉ thi hành là được, cậu thấy thế nào Diệp lão đệ? Vu Kiến Thần ném ra tính toán của Phí gia. Hừ, đã xảy ra chuyện mới nghĩ đến đền bù, bên này lại không muốn gánh chịu trách nhiệm. Người ta nói mất bò mới lo làm chuồng vẫn không xem là muộn, thế nhưng các người cũng làm thương tổn nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân Lâm Tuyền. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, ngoài mặt ra vẻ khó xử. Chuyện này sợ rằng không dễ xử lý. Một là công trình lần này chúng tôi đã đồng ý cho công ty Thiên Lạc tới từ Đức Bình độc lập gánh vác. Thứ hai, khu kinh tế Lâm Tuyền vì thế chịu tổn thất lớn, mượn nhà máy giấy Lâm Tuyền mà nói, bởi vì chuyện này mà phải bỏ lỡ công trình một tháng. Một tháng này có thể sản xuất bao nhiêu trang giấy, có thể mang đến bao nhiêu ích lợi cho nhà máy. Nói thẳng ra, khu kinh tế chúng tôi ngay cả phí quản lý cũng có thể thu thêm một chút. Còn nữa, tập đoàn Phi Vân Hồng Kông hạn định cho chúng tôi trong vòng 25 ngày phải làm xong tất cả, tổn thất này tương đối lớn, ai? Hừ, xem ra cậu còn chưa xem tôi là chị Phí rồi. Người ta nói, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn chưa muộn. Chẳng lẽ khu kinh tế Lâm Tuyền không thể cho công ty Võ Thần thêm một cơ hội đền bù? Đương nhiên, đối với những cấp dưới có liên quan tạo thành chuyện này, công ty Võ Thần cũng sẽ nghiêm nghị xử lý. Tôi cũng đã nói với đồng chí của Ủy ban Kiểm tra, nếu phải chịu trách nhiệm luật pháp thì phải chịu trách nhiệm, quyết không chối bỏ. Đương nhiên, sau này trong một số công tác của chủ nhiệm Diệp ở Lâm Tuyền, tôi tin tưởng một số đồng chí trong đảng ủy vẫn ủng hộ có phải không? Phí Ngọc nghiêm mặt. Ý tứ là nói, trong đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền, Phí gia tôi đã chiếm mấy phiếu, anh nên suy nghĩ kỹ. Phí Tiểu Nguyệt của thị trấn Vũ Khê và bí thư Phí Quốc Tư của Khanh Hương đều là người của Phí gia, trái lại đoạt được 2 phiếu. Người phụ nữ này lại có thể đưa ra điều kiện như vậy, hình như điều kiện này cũng không tồi, nếu có thể nhận được 2 phiếu của Phí gia, cộng thêm phiếu vốn có của mình là có thể ổn định nắm trong tay khu kinh tế Lâm Tuyền rồi. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy khoản giao dịch này tuyệt đối có lợi. Chị Phí, không phải là em không tin công ty Võ Thần, chỉ là làm ăn cũng nên có thành tín có phải không? Về chuyện san bằng nền em đã thương lượng xong với công ty Thiên Lạc, bây giờ đột nhiên lại không để cho người ta làm, khu kinh tế Lâm Tuyền nói chuyện không giữ lời. Sau này còn có thương gia nào dám đến khu kinh tế Lâm Tuyền, tổn thất ít tiền chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ mất danh dự. Diệp Phàm khổ sở nói. Chú cũng không cần thiết giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt tôi, như vậy đi, chuyện này do công ty Võ Thần và công ty Thiên Lạc hợp tác san bằng nền đất căn cứ Quỷ Anh Than thì thế nào? Chi phí do công ty Võ Thần toàn diện gánh chịu, coi như là Võ Thần đền bù khuyết điểm trước kia. Phí Ngọc lui một bước nhỏ, nhưng là vẫn ép tới. Được rồi, chị Phí đã giao đãi, em còn lời gì để nói? Phía bên Thiên Lạc, em sẽ đi nói chuyện. Tuy nhiên tập đoàn Phi Vân Hồng Kông chỉ cho chúng ta thời gian 25 ngày, hiện tại chỉ còn lại hơn 10 ngày, phải nắm chặt thời gian, nếu không làm nhỡ chuyện này thì không ai đủ sức gánh nổi trách nhiệm. Còn có chuyện này, lần này chuyện san bằng nền đất công ty Thiên Lạc sẽ chịu trách nhiệm chính, công ty Võ Thần chỉ ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ. Nếu không, em sẽ không đáp ứng. Thái độ của Diệp Phàm vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Phí Ngọc gật đầu. Trên mặt lại lộ ra nụ cười hồ ly tinh, làm cho Diệp Phàm không khỏi có chút hoảng hốt. Tinh thần. Ai, lần này lại để cho Phí Vũ Vân tránh được tai kiếp. Tuy nhiên, coi như mình cũng có thu hoạch, thế sự vô thường, thật ra con người sống trên đời này có rất nhiều chuyện không thể tùy tâm, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Diệp Phàm thở dài, đột nhiên lại nhớ tới Phương Viên, trong lòng lại vui mừng, thầm nghĩ. Phải gọi Phương Viên đến gây chuyện một chút. Ít nhất làm cho Phí Vũ Vân lột ra mới được, nếu không tiểu tử này cũng quá khoa trương.
Trở lại Thủy Vân Cư, Diệp Phàm gọi điện cho Vu Kiến Thần. Anh Vu, thư ký trưởng Phí và anh có quan hệ gì? Tôi biết tiểu tử cậu không nhịn được, thật ra cô ta cũng không có quan hệ gì với tôi, đừng nghĩ sai lệch, người ta làm gì để ý đến một người thô kệch như tôi. Cô ấy là bạn học của bà xã tôi, hơn nữa còn rất thân, tôi chẳng qua cũng bị ép buộc, tối qua chị dâu cậu còn đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu tôi không giúp chuyện này. Đoán chừng về nhà ngay cả giường cũng không có mà ngủ, ai, làm đàn ông cũng có chỗ khó xử, huynh đệ ạ. Vu Kiến Thần kể khổ. Anh Vu, anh nói em làm như vậy có làm người của Ủy ban Kỷ luật thành phố bất mãn hay không? Trong lòng Diệp Phàm có chút bất an. Có gì phải sợ, Hoa Hạ chúng ta làm gì thiếu chuyện công ty xây dựng vì công trình vấn đề chất lượng mà làm lại còn thiếu sao? Chuyện này rất bình thường, tôi thật sự có chút lo lắng chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Chỉ sợ giữa lãnh đạo cấp cao trong thành phố phát sinh tranh cãi, những tiểu nhân vật như chúng ta bị kẹp giữa hai đầu cũng không hay gì. Vu Kiến Thần nhìn xa hơn Diệp Phàm rất nhiều. Cao tầng tranh cãi, được rồi. Muốn xé thì cứ để bọn họ xé đi. Chúng ta cứ quan tâm chuyện trước mắt là được, muốn thay đổi cái gì, có một số việc muốn tránh cũng tránh không được, giống như chuyện Phí Ngọc tối nay. Anh không trốn được bạn học của chị dâu, em không trốn được tình cảm huynh đệ của anh, dối như mớ bỏng bong. Diệp Phàm thuận miệng nói, dù sao cũng không muốn nghĩ nữa cũng vô dụng. Ai, chuyện này anh Vu làm có chút không thỏa đáng, có chút tổn hại đến cậu. Vu Kiến Thần thở dài, lộ ra vẻ khổ sở. Không có chuyện gì anh Vu, thật ra chuyện này em cũng có lợi, chỉ cần trong đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền người của Phí gia vì chuyện này có thể giúp em một tay coi như là có thu hoạch. Chuyện của Quỷ Anh Than đã thành sự thật, cho dù bắt Phí Vũ Vân nhiều nhất chỉ khiến y ngồi tù mấy năm. Chuyện này cũng vô bổ, còn không bằng cầm lại tổn thất, coi như làm một chuyện tốt cho nhân dân Lâm Tuyền. Diệp Phàm ngược lại an ủi Vu Kiến Thần. Được rồi, đều là chuyện hư hỏng. Tuy nhiên tôi tin tưởng sau khi Phí Ngọc đã tự mình nói ra, sau này người của Phí gia đối với cậu hẳn là khách khí hơn nhiều. Nếu như bọn họ còn trước sau như một, tôi đây cũng sẽ không bận tâm đến bạn học của bà xã nữa, mọi việc cũng phải có chừng mực, vượt qua thì không được. Khẩu khí của Vu Kiến Thần trở nên âm lệ. Y lại cười khan nói. Tuy nhiên, Diệp lão để cậu gọi một tiếng chị Phí cũng không có gì lỗ lạ, người ta dù gì cũng là thường ủy, tùy tiện phun ra một câu cũng có thể giúp đỡ cậu chút gì, có phải không? Chuyện đó có thể thật không anh Vu, trên bàn rượu làm gì có mấy câu nói thật, chỉ là đùa giỡn mà thôi, em còn chưa đủ cấp. Diệp Phàm tỏ ra không để ý. Chương 584, đường vòng. Nói đùa. Lão đệ cậu thật sự muốn ăn đòn sao? Cậu thấy Phí Ngọc nói đùa lúc nào, người phụ nữ đó 29 tuổi đã ngồi lên vị trí thư ký trưởng thị ủy, từ trước đến nay vẫn luôn cao ngạo, người bình thường cũng khó lọt vào tầm mắt của cô ta. Đừng bảo là cậu, chính là một số cán bộ cấp trưởng ban cũng chưa chắc lọt vào mắt xanh người ta, người muốn gọi cô ta một tiếng chị Phí nhiều như biển. Cho dù tính chất nói đùa, lão đệ cậu cũng tuyệt đối không thiệt, hơn nữa loại chuyện này cũng là tương đối. Đều có tính hai mặt, nói đùa cũng có thể biến thành sự thật. Hắc hắc, chỉ là lão đệ cậu có chịu cúi thấp đầu hay không, cho nên, lão đệ phải biết đủ. Vu Kiến Thần nghiêm túc nói. Có gì mà em không chịu cúi đầu, người ta là cán bộ cấp phó ban chính tông, hơn nữa còn là thường ủy thị ủy, ở trước mặt cô ta em có thể làm được gì chứ? Diệp Phàm thuận miệng đáp, cũng giật mình như có điều suy nghĩ, thật ra cũng có chút tâm động. Có một chị gái khí chất cao nhã như vậy hình như cũng không tệ. Huynh đệ, lão ca tôi nói với cậu một câu xuất phát từ đáy lòng, đây cũng là một cơ hội. Nếu thật sự có thể nhận được một người chị nuôi như vậy, còn lo Phí gia Ngư Dương không ủng hộ cậu sao? Đây chính là một lực lượng không thể coi thường, nếu cậu còn muốn lăn lộn ở Ngư Dương, đây cũng là một trợ lực đặc biệt lớn. Đợi đến khi lão để cậu làm được 2-3 năm sau này, khẳng định sẽ tiến thêm một bước vào đảng. Đến lúc đó yêu cầu tài nguyên nhân mạch sẽ cần sẽ nhiều hơn. Làm quan mà, chúng ta phải tạo ra càng ít đối thủ càng tốt, có được càng nhiều bằng hữu càng có lợi, phải giỏi về hóa thù thành bạn. Người ta nói trên thương trường không có bằng hữu, chỉ có ích lợi, khi địch nhân ở trước mặt ích lợi cũng có thể chuyển đổi thành bằng hữu. Thật ra quan trường không phải như thế, hút mắt lợi ích trên quan trường có lẽ có tính mịt mờ, nhưng kỳ thật tàn khốc hơn, âm hiểm hơn. Lấy trên thương trường mà nói, tổn thất chính là tiền vật, trên quan trường có khi tổn thất không chỉ là tiền vật, mà còn có thể vào nhà tù.
cho nên, có lẽ Phí Gia trước kia đối đầu với cậu, vẫn luôn thiết kế hãm hại cậu. Bây giờ bởi vì Phí Ngọc đã công nhận cậu, có thể chuyển đổi thành bằng hữu, bọn họ sẽ lập tức giúp đỡ cậu. Dĩ nhiên, có được tất có mất, cậu cũng phải bỏ ra một số thứ. Tựa như công trình Quỷ Anh Than lần này chính là lúc Phí Gia cần cậu, hơn nữa chuyện đó cũng không xem là chuyện gì lớn. Lão đệ, công trình bã đậu ở Hoa Hạ chúng ta cũng không ít. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một mảnh đất chưa sửa sang tốt mà thôi, lại không tạo ra thương vong nhân viên gì, bây giờ Phí Gia chịu cúi đầu xây dựng lại, cậu còn có gì từ chối. Thứ nhiều lợi ích như vậy, lão đệ cậu ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Dĩ nhiên, chúng ta không làm chuyện trái pháp luật là được. Nếu như công trình bã đậu của Phí Gia tạo thành tổn thất trọng đại về người và của cho quốc gia, vậy dĩ nhiên chúng ta cũng không nói gì cả. Chuyện này phải phân biệt rõ ràng, có chuyện có thể làm, có chuyện không thể làm. Giữa những chuyện này cũng không có giới hạn rõ ràng, bản thân cậu phải nắm rõ chừng mực bên trong. Nếu cậu nắm giữ được thì sẽ thuận lợi như nước chảy mây trôi, đi lại trên quan trường cũng có thể tự nhiên thoải mái. Nếu nắm giữ không tốt bất cứ lúc nào cũng có thể bị té nhào, chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tỷ như chuyện của Phí Gia, cho dù cậu cố chấp, bắt Phí Vũ Vân nhốt vào đại lao, niêm phong công ty võ thần của bọn họ thì có tác dụng gì? Đối với công trình Quỷ Anh Than của các cậu mà nói hoàn toàn vô bổ, hơn nữa còn tạo ra một kẻ đối đầu tương đối cứng rắn, nó chính là ngọn núi lớn chắn ngang trước mặt đối với con đường cất nhắc sau này của lão đệ cậy. Bây giờ Phí Gia tự nguyện bỏ tiền giải trừ tai họa, xây dựng lại Quỷ Anh Than, giúp cậu giải quyết phiền toái, dân chúng cũng nhận được lợi ích thực tế, mà cậu cũng để lại ấn tượng tốt cho Phí Ngọc, cớ sao mà không làm. Còn có một điểm, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, từ tin tức Lô Vĩ nghe thấy, có thể cảm giác bây giờ cậu đã tạo ra một số sầu lo cho lãnh đạo cổ bảo toàn. Đó là một hiện tượng tương đối không tốt, tôi chỉ tặng cậu mấy chữ, khiêm tốn làm người, làm việc chăm chỉ. Biến ảo tương thông, nắm giữ thời cơ. Lão đại Vu Kiến Thần nói rất nhiều chuyện với Diệp Phàm, thuận tay chỉ điểm cuộc sống quan trường cho Diệp Phàm. Cảm ơn anh Vũ, em nghe lời anh. Sau khi Diệp Phàm để điện thoại xuống liền trực tiếp gọi điện cho Ôn Bảo Linh của công ty Thiên Lạc, bởi vì đang chuẩn bị ký kết hợp đồng chính thức, đối với lợi ích mình có được tổn thất ba thành, tổng giám đốc Ôn Bảo Linh đương nhiên là có chút không muốn. Tuy nhiên nếu chủ nhiệm Diệp mở miệng cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất đáp ứng. Hơn nữa thúc giục chủ nhiệm Diệp lập tức ký hợp đồng, Ôn Bảo Linh sợ hãi nếu tiếp tục kéo dài lại toát ra công ty khác tới tranh giành chén canh thì phiền phức. Được, tôi lập tức phân phó trưởng phòng đoàn đại diện khu kinh tế Lâm Tuyển ký kết hợp đồng với các vị. Diệp Phàm cũng sảng khoái đáp ứng. Ngày 8 tháng 5, đại thông mạch Lâm Tuyển làm rất thuận lợi, nhiều đoạn đường đồng thời thẳng tiến. Các phòng của khu kinh tế Lâm Tuyển đều vận chuyển tốc độ cao, bận đến mức không phân biệt đâu là ngày đâu là đêm. Diệp Phàm từ sáng sớm đã đến huyện phủ, đầu tiên báo cáo cho chủ tịch huyện về chuyện san bằng nền đất công trình Quỷ Anh Than một lần nữa và chuyện sửa đường của khu kinh tế Lâm Tuyền, sau đó chuẩn bị tới phòng làm việc của cổ bảo toàn. Lúc này Vệ Sơ Tịnh nói, chủ nhiệm Diệp, chuyện tôi đã thương lượng với anh, gần đây các hạng mục công việc trong huyện cũng bề bộn nhiều việc, cảm giác rối loạn. Trong huyện tính toán triệu hồi phó chủ nhiệm Ngọc về huyện hiệp trợ tôi xử lý toàn bộ công việc trong huyện, anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý nghĩ gì, xin nghe theo điều hành trong huyện. Tuy nhiên nếu điều phó chủ nhiệm Ngọc đi, khu kinh tế Lâm Tuyền chỉ còn lại Trương Quốc Hoa phó chủ nhiệm thường vụ, sợ rằng bận không chịu nổi. Cho nên, ở đây tôi có chọn ra một người làm phó chủ nhiệm, chính là đồng chí Liễu Chính, bí thư thị trấn Quy Hồ. Đồng chí này mặc dù đang đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Quy Hồ cách xa huyện chúng ta. Tuy nhiên chưa bao giờ đề xuất điều kiện, yêu cầu gì. Lần này sửa đường biểu hiện đặc biệt xông xáo, dẫn dắt toàn bộ cán bộ công nhân viên chức, phát động dân chúng đóng góp sức lao động, không chờ đợi không dựa vào, tự lực cánh sinh, tăng thu giảm chi, tiết kiệm được một số lớn tiền chi trả thời kỳ đầu cho khu kinh tế. Diệp Phàm hết lòng ca ngợi Liễu Chính. Đúng, đồng chí Liễu Chính đúng là không tệ, chuyện này quá rõ ràng. Hơn nữa khi huyện ủy thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền cũng đã nói. Chỉ tiêu một phó chủ nhiệm còn lại sẽ do anh đề cử thậm chí quyết định. Nếu anh Das chọn được người ưng ý thì tôi có thể dựa theo phối hợp, anh tới chỗ bí thư cổ xin chỉ thị trước, sau khi phê duyệt trực tiếp đưa hồ sơ cho bộ phận tổ chức là được. Vệ Sơ Tinh rất cao hứng. Gần đây xu thế phát triển của khu kinh tế Lâm Tuyền tương đối tốt,
nếu cứ tiếp tục phát triển bình thường như vậy, đến cuối năm nhất định có thể thuận lợi lôi kéo kinh tế toàn bộ huyện phát triển, thúc đẩy giá trị GDP cả huyện tăng trưởng nhanh chóng. Tôi chỉ đề cử, chuyện quyết định đương nhiên phải do Ủy ban Nhân dân huyện ủy quyết định, cái này tôi không dám nhận. Tôi chỉ là người đứng đầu khu kinh tế, đối với phương diện nhân sự trong huyện tôi sẽ nghe theo chính quyền huyện ủy sắp xếp. Diệp Phàm khiêm nhường nói, bắt đầu thi hành làm người khiêm tốn mà Vu Kiến Thần nói. Kỳ quái, tiểu tử này hình như có vẻ là lạ, trước kia kiêu ngạo như vậy, bây giờ làm sao thoáng cái trở nên bắt đầu hiểu chuyện. Trong lòng Vệ Sơ Tỉnh có chút nghi ngờ, nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Anh cũng là một viên đại tướng trong huyện, là người đứng đầu khu kinh tế, chúng tôi dĩ nhiên cũng phải nghe ý kiến của anh, nếu không, xây dựng thành viên chủ chốt không tốt làm sao có thể có lợi khai triển mở rộng công việc. Tuy nhiên sau khi Liễu Chính đi, công tác của thị trấn Quy Hồ Cúc không thể ngừng nghỉ, hiện giờ là thời khắc mấu chốt xây dựng toàn bộ mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, đổi tướng Lâm Trận có phải có chút thiếu thỏa đáng hay không? Vệ Sơ Tỉnh đưa ra suy nghĩ của mình. Chuyện này thật ra không cần lo lắng, trong huyện có thể lập tức đổi một lãnh đạo tới chủ trì công việc của thị trấn Quy Hồ. Hơn nữa Liễu Chính cũng không đi xa, chẳng qua là đến khu kinh tế làm phó chủ nhiệm. Bất cứ lúc nào cũng có thể quan tâm đến thị trấn Quy Hồ. Diệp Phàm cười nói. Vậy anh cho rằng người nào tương đối thích hợp đảm nhiệm người đứng đầu thị trấn Quy Hồ? Vệ Sơ Tỉnh hỏi. Cái này, tôi nghĩ nên nghe ý kiến của Liễu Chính thì tốt hơn. Tuy nhiên đồng chí bí thư Triệu Đính của xã Xài Mộc cũng rất khá. Diệp Phàm thuận miệng nói ra, cũng không nhắc tới Hạ Giai Trinh. Hắn có chút bận tâm hoàn toàn ngược lại. Cho nên chọn lựa áp dụng phương thức đi con đường ngược lại, đánh bạc một trận với Cổ Bảo Toàn thử xem. Đối với chuyện bổ nhiệm Liễu Chính, Cổ Bảo Toàn không nói gì, nhấc bút trực tiếp phê duyệt. Y thuận miệng nói, cậu tới chỗ phó bí thư phí một chuyến, tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm, cậu là người đứng đầu khu kinh tế, cậu cho rằng người nào thích hợp nhất chủ trì công việc của thị trấn Quy Hồ sau này. Người thích hợp với vị trí này cả huyện tương đối nhiều. Phàm là cấp bậc đạt tới cán bộ trưởng phòng hình như đều được, sau khi tôi tốt nghiệp đã đến Lâm Tuyền làm việc, cũng không quen thuộc lắm với phương diện nhân sự cả huyện. Hơn nữa, phương diện này cũng không phải là công tác của tôi, cho nên, tôi phục tùng sắp xếp của huyện ủy. Diệp Phàm đánh thái cực quyền. Cậu thấy đồng chí Hạ Giai Trinh của xã Tây Bản thế nào? Cổ Bảo Toàn nheo mắt nhìn Diệp Phàm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Giai Trinh, một nữ đồng chí. Mặc dù văn bằng cao, nhưng dù sao phái nữ không quyết đoán bằng phái nam. Vào thời khắc mấu chốt sửa đường, chọn phái nam có quyết đoán chủ trì vẫn tốt hơn. Hơn nữa trong chuyện người chết đói ở xã Khanh Hương trước kia, bí thư Hạ xử lý một số chuyện chưa được thỏa đáng. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói là cô ấy thiếu năng lực. Dĩ nhiên, nhìn từ khách quan, đồng chí Hạ Giai Trinh cũng là một đồng chí có năng lực, tuy nhiên, tôi sẽ nghe huyện ủy quyết định chọn người làm bí thư thị trấn Quy Hồ. Diệp Phàm chỉ ra Hạ Giai Trinh là người rất khá. Có lẽ Hạ Giai Trinh đã bắt đầu hành động, rất có thể cấp trên đã có người đánh tiếng với Cổ Bảo Toàn. Bây giờ từ miệng Cổ Bảo Toàn nói ra, trên căn bản chuyện Hạ Giai Trinh đảm nhiệm bí thư thị trấn Quy Hồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, Diệp Phàm tự có tính toán của mình. Hắn đương nhiên hy vọng Hạ Giai Trinh lên chức, tuy nhiên chỉ sợ làm Cổ Bảo Toàn hiểu lầm. Chỉ sợ khu kinh tế Lâm Tuyền bị mình giơ tay che trời. Đối với một người lãnh đạo, thăng bằng là một chủ đề vĩnh viễn. Hắn không thể nào để chuyện chỉ tay che trời trở thành một đại tai họa ngầm của mình. Nếu như lúc này ủng hộ Hạ Giai Trinh có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Trong lòng Cổ Bảo Toàn sẽ cho rằng Hạ Giai Trinh cũng là người của mình. Liễu Chính lên chức vốn đã làm Cổ Bảo Toàn có chút không vui, nếu thêm Hạ Giai Trinh nữa tuyệt đối không ổn. Cho nên Diệp Phàm mới nói ngược lại như vậy. Diệp Phàm vừa nhấc mông ra khỏi phòng làm việc của Cổ Bảo Toàn, bên trong Cổ Bảo Toàn đã gọi điện cho Phó Chủ tịch thành phố Hạ. Chào Phó Chủ tịch Hạ, chuyện Hạ Giai Trinh đảm nhiệm chức phụ bí thư thị trấn Quy Hồ, phía bên huyện ủy cũng không có ý kiến gì, chuyện này đã quyết định, tuy nhiên. Cổ Bảo Toàn nói đến đây thì dừng lại. Anh nói đi, giữa chúng ta còn có lời nào không thể nói sao? Hạ Cẩm Tùng lo lắng hỏi. Chương 585, thừa cơ gây khó dễ. Giai Trinh trước kia khi nhậm chức ở Lâm Tuyền có phải từng xảy ra chuyện gì không vui với chủ nhiệm Diệp Phàm không? Tôi hy vọng cô ấy có thể cùng đồng chí Diệp Phàm xử lý tốt quan hệ đồng nghiệp, cùng xúc tiến thúc đẩy khu kinh tế Lâm Tuyền phát triển.
Cổ Bảo Toàn thuận miệng nói. Chuyện này tôi cũng không rõ, để tôi hỏi lại Giai Trinh. Tuy nhiên, tôi nghĩ, cho dù có chút va chạm nhỏ, người tuổi trẻ, lúc nào cũng dễ giải quyết có phải không? Tôi tin tưởng sau khi Giai Trinh đến thị trấn Quy Hồ nhất định sẽ xử lý tốt quan hệ với đồng chí Diệp Phàm, phối hợp với đồng chí Diệp Phàm, làm tốt công việc của khu kinh tế Lâm Tuyền. Hạ Cẩm Tùng cười nói. Vậy tôi an tâm rồi, có lẽ căn bản không có chuyện gì lớn, ha ha. Cổ Bảo Toàn cười ha ha để điện thoại xuống. Bí thư Cổ, tôi nghe nói mấy ngày trước chủ nhiệm Diệp có tiếp xúc với thư ký trưởng Phí Ngọc của Phí gia ở Tửu Lâu Ngư Dương, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Chủ nhiệm Diệp Phàm hình như không hòa hợp với Phí gia, thậm chí có thể nói là đối đầu. Phí gia nhiều lần cũng giơ đao lên, tuy nhiên chủ nhiệm Diệp vận khí tốt cũng tránh thoát được. Mấy ngày qua, công ty võ thần của Phí gia quay lại Quỷ Anh Than, nói là muốn đền bù khuyết điểm của mình, cùng công ty Thiên Lạc tới từ địa khu Đức Bình hợp tác xây cất lại Quỷ Anh Than. Phó chủ nhiệm thường vụ khu kinh tế Lâm Tuyền Trương Quốc Hoa nói. Được rồi. Công ty nhận thầu xây cất công trình xảy ra sơ sót chịu tới làm lại coi như là một thái độ tốt. Tuy nhiên Quốc Hoa, anh phải theo dõi sát sao, đừng để xuất hiện vấn đề gì khác, Lâm Tuyền cũng không chịu được rằng con nữa đâu. Sau khi để điện thoại xuống, Cổ Bảo Toàn nhíu mày. Y lẩm bẩm nói, quỷ dị, chẳng lẽ Diệp Phàm hòa hảo với Phí gia rồi, trở thành người cùng chiến tuyến. Bọn họ rốt cuộc làm giao dịch gì? Có lẽ Phí Ngọc lợi dụng thân phận thư ký trưởng áp chế Diệp Phàm bỏ qua cho công ty võ thần của Phí gia. Có một số việc, quan lớn một cấp là có thể đè chết người, huống chi Diệp Phàm kém Phí Ngọc vài cấp, ngay cả là mình cũng khó chống đỡ. Ba ngày sau, Chủ tịch thành phố, Bí thư Chu lên trường Đảng Trung ương học tập rồi. Bây giờ Bí thư Ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà khẳng định phải bãi miễn, không biết có thể sắp xếp cho tôi một người thích hợp để tương trợ tôi khai triển mở rộng công việc không? Gần đây Phí gia và Tiếu gia Ngư Dương lần lượt bị Bí thư Cổ chèn ép, có lẽ cách đồng chí Cổ Bảo Toàn toàn diện nắm trong tay hội nghị thường ủy không xa nữa. Nếu để Cổ Bảo Toàn tranh thủ nhận được vị trí Bí thư Ủy ban kỷ luật, vậy sau này bên tôi khai triển mở rộng công việc sẽ càng khó khăn. Mặc dù tôi cũng không phải muốn chống lại đồng chí Cổ Bảo Toàn, nhưng quyền phát ngôn bên trong thường ủy quá yếu cũng ảnh hưởng lớn tới quyết sách phương diện thi hành năng lực của chính quyền huyện. Vệ Sơ Tinh khổ sở báo cáo với La Hạo Thông. Mặc dù nói ngoài mặt cô ta làm việc rất hòa hợp với Bí thư Cổ Bảo Toàn, nhưng trên thực tế Vệ Sơ Tinh luôn cảm giác lực cản quá sâu, hạn chế hành động của mình ở chính quyền huyện. Vệ Sơ Tinh là tiến sĩ du học, cô ta có rất tính toán thi hành biện pháp chính trị và suy nghĩ đi trước của mình, thông qua một thời gian ngắn kết hợp với Cổ Bảo Toàn, luôn cảm giác Cổ Bảo Toàn khống chế quyền lực quá cường liệt. Hơn nữa ở phương diện quan hệ giao tế, y sắp biến thành mấy tháng nay chính quyền huyện hoàn toàn triển khai công việc dựa theo suy nghĩ của Cổ Bảo Toàn. Vệ Sơ Tinh có khi cũng nói lên một số ý kiến của mình, nhưng hơn phân nửa sẽ không được Cổ Bảo Toàn tiếp thu. Chuyện nhỏ Cổ Bảo Toàn sẽ buông tay, chuyện lớn tuyệt đối khống chế. Cho nên, Vệ Sơ Tinh cảm giác quyền nói chuyện của mình trong hội nghị thường ủy quá yếu, bất lợi cho khai triển mở rộng công việc, muốn thực hiện một số suy nghĩ của mình. Ở thời đại của Cổ Bảo Toàn hình như không có khả năng. Sơ Tinh, chuyện bên này tôi đã sớm sắp xếp xong xuôi, đoán chừng ngày mai sẽ có quyết định xuống. Lần này Chu Càn Dương đi Yến Kinh học tập, cũng là một cơ hội tốt. Bộ máy Ngư Dương muốn lật lại một lần nữa cũng quá khó khăn. Tứ đại gia tộc Phí, Ngọc, Tiếu, Tạ kia thế lực thâm căn cố đế, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến một số quyết sách, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tẩy bài một lần nữa. Đừng nói là tôi. Ngay cả Chu Càn Dương đoán chừng cũng đã sớm tính toán muốn khai đao với chính quyền Ngư Dương, tuy nhiên cuối cùng ngăn cản khắp mọi mặt quá nhiều. Lưới quan hệ các phương diện cứ ùn ùn kéo đến, từ trong tỉnh đến thành phố lại đến các xó xỉnh trong huyện vặn vẹo. Một cây đao muốn chém đứt những mạng lưới quan hệ này chỉ sợ không kịp. Tôi nghĩ hành động của Ủy ban kỷ luật thành phố lần này chính là trò chơi gõ núi dọa hổ của Chu Càn Dương. Y còn không phải muốn dùng cái này uy hiếp thư ký trưởng Phí Ngọc phải nghe lời một chút. Xem ra thật sự nhận được một chút hiệu quả. Vụ án của Ủy ban kỷ luật cuối cùng sẽ vô cớ mà chết, bắt mấy con tôm nhỏ là xong việc, đầu sỏ chân chính thì không ai động đến. Tuy nhiên, Cổ Bảo Toàn muốn lập tức toàn diện nắm trong tay hội nghị thường ủy huyện Ngư Dương cũng không dễ dàng như vậy. Tuy nói bây giờ Phí gia và Tiếu gia có hơi bình lặng, nhưng ngồi loạn cũng là thời cơ chúng ta quật khởi, loạn thế tạo anh hùng. Chủ tịch thành phố La Hạo Thông phân tích một số chuyện bí mật cho Vệ Sơ Tinh.
Chủ tịch thành phố, gần đây tôi phát hiện hình như cổ bảo toàn có chút đề phòng đồng chí Diệp Phàm nhân vật số 1 khu kinh tế Lâm Tuyền. Lần này điều chỉnh nhân sự trong huyện, chỉ đáp ứng vị trí phó chủ nhiệm khu kinh tế do Diệp Phàm tự mình đề cử. Còn Diệp Phàm phản đối Hạ Giai Trinh nhảy từ xã Tây Bàn đến thị trấn Quy Hồ làm bí thư. Tôi thấy sau này cuộc sống của chủ nhiệm Diệp Phàm sẽ khó khăn hơn, trong đảng ủy khu kinh tế căn bản không có ai ủng hộ hắn. Tôi rất coi trọng đồng chí Diệp Phàm, tiểu tử này rất có năng lực, là một cành củi khô có thể làm nên đại sự. Cổ Bảo Toàn vừa trọng dụng hắn, lại vừa sợ thực quyền của hắn phát triển lớn hơn, tạo thành hậu quả nuôi hổ gây họa. Có lẽ từ bây giờ Cổ Bảo Toàn đã bắt đầu phân hóa quyền lực của Diệp Phàm. Chuyện này rất bất lợi đối với phát triển kinh tế toàn bộ huyện. Diệp Phàm mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng lại là một cao thủ làm kinh tế. Tôi không hy vọng nhìn thấy khu kinh tế Lâm Tuyền cuối cùng bị chia năm xẻ bảy, kéo chân sau phát triển kinh tế toàn bộ huyện. Nói thật, khu kinh tế Lâm Tuyền chính là cây cỏ cứu mạng tôi. Vệ Sơ Tinh thực sự có chút lo lắng. Bởi vì Diệp Phàm cũng là một người tương đối cao ngạo, người này có một loại dũng khí ngé con mới đẻ không sợ cọp. Nếu như bị Cổ Bảo Toàn chèn ép quá mức chỉ sợ khiến cho bắn ngược. Cuối cùng sinh lòng hung ác, biến khu kinh tế Lâm Tuyền thành một bọc hỏng bét thì lớn chuyện. Đúng, bệnh đa nghi của Cổ Bảo Toàn quá nặng, nếu quyết định dùng người thì nên yên tâm dũng cảm sử dụng, chứ đợi đến khi người được dùng hiện ra một chút tài năng kinh thế, u lại lo lắng người đó chiếm mất hào quang của mình. Lòng ham muốn cá nhân quá lớn, người như vậy khó thành đại sự. Có thuộc hạ nào liều mạng bán mạng cho y, cuối cùng rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ, được chim quên ná. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi muốn điều chỉnh thành viên tổ chức của Ngư Dương, không thể để cho Cổ Bảo Toàn chỉ tay che trời, rất bất lợi cho phát triển kinh tế trong huyện. Sơ Tinh, cô nhất định phải đẩy nhanh tốc độ thành lập tổ chức thành viên của mình, Diệp Phàm chính là một người lựa chọn rất tốt. Quan hệ của tiểu tử này với Tề Chấn Đào hình như cũng có chút nói không rõ. Người như vậy đoán chừng không tới 2 năm là có thể dựa vào bản lãnh của mình, làm ra thành tích kinh người. Đường đường chạy vào hội nghị thường vụ huyện. Khu kinh tế Lâm Tuyền là một thí điểm của thành phố, tôi cũng tính toán để cho khu vực này trở thành kiểu mẫu có tác dụng dẫn đầu toàn thành phố, có lực kéo kinh tế toàn bộ thành phố tăng trưởng nhanh chóng. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Cổ Bảo Toàn chiếm được thành quả của khu kinh tế Lâm Tuyền, nếu chuyện đó do Diệp Phàm làm ra thì cứ buộc trên người hắn. Chúng ta không đi đoạt thành quả này, hơn nữa, còn phải giúp hắn một tay. Cho nên, cô phải nghĩ kỹ, là ủng hộ Diệp Phàm hay là lạnh lùng bàng quan, dựa vào trí tuệ của cô, chuyện này không khó quyết định. Một hạt mầm tốt, không thể cứ phá hủy như vậy, ai? La Hạo Thông bỗng nhiên thở dài, tuy nói mình là chủ tịch thành phố, tuy nhiên cũng cảm giác bị quản chế khắp nơi, khai triển công tác của chính quyền thành phố cũng không phải đặc biệt thuận lợi, bởi vì phía trên còn có một bà quản gia là hội nghị đảng ủy thành phố. Dĩ nhiên, La Hạo Thông cũng biết rõ. Chính là ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo đứng đầu cũng chưa chắc có thể thực hiện toàn diện phương hướng chiến lược của mình. Bởi vì thể chế quan trường Hoa Hạ quyết định dân chủ và tập trung lẫn nhau. Dĩ nhiên, sau khi có thể ngồi lên chiếc ghế lớn nhất có thể thể hiện ý đồ của mình lớn hơn, đây cũng chính là nguyên nhân mà ai cũng muốn làm lãnh đạo. Giai Trinh, cháu có phải từng đắc tội với chủ nhiệm Diệp Phàm người đứng đầu khu kinh tế Lâm Tuyền hay không? Phó Chủ tịch thành phố Mạc Hương Hạ Cẩm Tùng ân cần hỏi han. Hạ Giai Trinh là cháu gái của y, vốn vì chuyện lần trước có người chết đói mà Hạ Giai Trinh gặp xui xẻo, bị mất chức quan. Lúc ấy tính toán của Hạ Cẩm Tùng là chờ tai tiếng chuyện này đi qua mới đưa Hạ Giai Trinh quay về thành phố, tuy nhiên tính tình Hạ Giai Trinh rất bướng bỉnh, nói là từ chỗ nào ngã xuống thì phải từ chỗ đó bỏ dậy, không chịu đến cục thành phố làm một tiểu trưởng phòng. Sau này Hạ Cẩm Tùng đánh tiếng với Cổ Bảo Toàn, một lần nữa đề bạt Hạ Giai Trinh làm bí thư xã Tây Bàn. Tuy nhiên đó cũng là một xã nghèo nổi tiếng, không khác gì xã Khanh Hương mà Hạ Giai Trinh ở trước kia. Bây giờ Liễu Chính rời thị trấn Quy Hồ nhậm chức phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, hơn nữa mịt mờ lĩnh hội ý tứ của Diệp Phàm, sẽ đem tin tức này tiết lộ cho Hạ Giai Trinh. Hạ Cẩm Tùng một lần nữa mặt dạn mày dày chào hỏi Cổ Bảo Toàn, hơn nữa cũng bóng gió đáp ứng tận lực chiếu cố huyện Ngư Dương trong phạm vi phân quản của mình. Cho nên Hạ Giai Trinh chiếm được công nhận của Cổ Bảo Toàn. Tuy nhiên Cổ Bảo Toàn gần đây có chút đề phòng đối với Diệp Phàm, cho nên trực tiếp hỏi suy nghĩ của Hạ Giai Trinh. Lúc ấy Diệp Phàm cũng cố ý ra vẻ không thích Hạ Giai Trinh, cũng làm cho Cổ Bảo Toàn hạ quyết tâm, chuẩn bị đặt Hạ Giai Trinh làm bí thư thị trấn Quy Hồ.
mặc dù nói vị trí này cũng là cấp bậc trưởng phòng, tuy nhiên nhìn không giống nhau. Kinh tế của thị trấn Quy Hồ dĩ nhiên tốt hơn xã Tây Bản gấp mấy lần, hơn nữa bây giờ trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền, bí thư của thị trấn Quy Hồ còn là một thành viên trong đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền, thực quyền lớn hơn rất nhiều. Quan trọng là tiền cảnh rộng mở, một khi đại quy hoạch Lâm Tuyền được hoàn thành, đường đi của 6 thị trấn 2 thị xã trực thuộc khu kinh tế sẽ được cải thiện chưa từng có. Nếu muốn giàu có thì phải sửa đường trước, sau khi sửa đường xong dĩ nhiên sẽ đưa tới Kim Khổng Tước. Một con đường tốt sẽ có lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hạ Cẩm Tùng làm phó chủ tịch thành phố, biết rõ tầm quan trọng của khu kinh tế Lâm Tuyền. Nghe nói đã được thành phố xác định làm nơi thí điểm. Một khi triển khai, nếu tình trạng phát triển tốt đẹp sẽ trở thành mô hình của toàn thành phố. Nếu Hạ Giai Trinh làm tốt qua một năm sẽ nghĩ cách tiến vào đảm nhận chức vụ phó chủ nhiệm khu kinh tế, lại tiến thêm một bước thăng lên cấp phó chủ tịch huyện là chuyện không xa. Tuy nhiên từ trong khẩu khí của Cổ Bảo Toàn, Hạ Cẩm Tùng cảm giác hình như đồng chí Diệp Phàm lãnh đạo của khu kinh tế không thích Hạ Giai Trinh, cho nên mới hỏi như vậy. Chương 586, khẩu khí thật lớn. Không có đâu chú, trước kia khi làm việc ở Lâm Tuyền cháu và chủ nhiệm Diệp từng làm chung. Lúc ấy cháu luôn toàn lực ủng hộ công việc của hắn. Dĩ nhiên, đây cũng là xuất phát từ bản thân công việc. Chủ nhiệm Diệp là người rất có năng lực, hơn nữa khi cháu ở xã Khanh Hương, lúc đó chủ nhiệm Diệp chỉ là một phó bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, hắn cũng giúp cháu làm một vài chuyện. Khi cháu công tác ở xã Tây Bàn, lúc ấy hắn làm cục trưởng cục tôn giáo nghèo nổi tiếng cũng đưa cho cháu mấy vạn. Chú nhất định biết cục tôn giáo là một đơn vị như thế nào. Trong lúc kinh phí khẩn trương như thế, hắn còn giúp cháu làm sao lại đắc tội với hắn có phải không? Hạ Giai Trinh rất chán chán. Vậy chuyện này có chút kỳ quái. Hôm đó khi Cổ Bảo Toàn nhắc đến cháu, tùy ý nói khi nói đến chuyện muốn cháu nhậm chức bí thư thị trấn Quy Hồ, hình như đồng chí Diệp Phàm người đứng đầu khu kinh tế có vẻ không thích, trong lòng đoán chừng là chọn lựa người khác rồi. Hạ Cẩm Tùng cũng cảm thấy khó hiểu. Có chuyện như vậy sao? Làm sao có thể? Không thể nào, tuy nhiên có lẽ chủ nhiệm Diệp cho rằng có người thích hợp làm bí thư thị trấn Quy Hồ hơn. Cháu không thích hợp với vị trí này. Chú, được rồi, cháu sẽ tiếp tục ở lại xã Tây Bàn. Hạ Giai Trinh thiếu chút nữa kêu lên, niềm chua xót trong lòng thoáng cái dâng lên tận cổ, nước mắt đã bắt đầu long lanh. Hạ Giai Trinh thật sự không hiểu, mình lâu nay đối đãi với Diệp Phàm thế nào, hắn cũng sẽ đối đãi với mình như thế. Quan hệ giữa hai người Hạ Giai Trinh tưởng rằng tựa hồ còn có chút mập mờ, hôm đó trong phòng ca hát còn bị hắn hôn qua. Nếu không phải Hạ Giai Trinh cho rằng mình lớn hơn Diệp Phàm quá nhiều tuổi, có lẽ đã sớm phát triển trở thành người yêu. Cho nên, Hạ Giai Trinh cảm thấy tủi thân, thậm chí có vọng động lập tức xông tới Lâm Tuyền chất vấn Diệp Phàm, tuy nhiên cuối cùng vẫn kìm nén được. Cháu nói cái gì, có hiểu lầm thì giải trừ là được, có ngăn cách cũng có thể thông qua cấu kết để đạt tới hòa hợp. Mấu chốt là cháu phải làm rõ ràng nguyên do chủ nhiệm Diệp có hiềm khích với cháu. Thầy thuốc muốn trị bệnh, đầu tiên cũng phải tìm được căn bệnh, tìm không được bỏ thuốc lung tung cho bệnh nhân cũng không được. Lãnh đạo không thích cháu, chuyện này không cần sợ, mấu chốt là chúng ta phải tìm được nguyên nhân lãnh đạo không thích cháu, mới cố gắng đi hóa giải mâu thuẫn, cải thiện quan hệ. Chú nghĩ, chỉ cần thành tâm, lòng người cũng là da thịt, như vậy mới có thể sống chung với nhau. Còn có một chuyện cháu phải hiểu được, mặc dù lời nói của Diệp Phàm không thể quyết định bổ nhiệm của huyện ủy đối với cháu. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là người đứng đầu khu kinh tế, nếu quan hệ không tốt sau này sẽ bất lợi cho cháu triển khai công việc ở thị trấn Quy Hồ. Giai Trinh, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cần phải nhanh chóng tìm người. Lần này cháu nhất định phải tới thị trấn Quy Hồ, hơn nữa còn phải làm tốt công việc. Chú sẽ tranh thủ trong vòng 2 năm đưa cháu lên nấc thang cao hơn. Cháu chỉ cần làm ra thành tích, khi thăng lên phó chủ tịch huyện, chú cũng sẽ dễ dàng giúp cháu một tay. Hạ Cẩm Tùng nghiêm nghị phê bình cháu gái. Chú biết rồi chú, chẳng qua chủ nhiệm Diệp không vui khi cháu đi, chỉ sợ phương diện công việc sau này sẽ gặp phải một số phiền toái. Hạ Giai Trinh vẫn còn có vẻ chần chờ. Không sao, cháu cứ đi nhậm chức trước, lúc nào chú rảnh rỗi sẽ đến Lâm Tuyền hàn huyên với đồng chí Diệp Phàm. Chú tin tưởng Diệp Phàm có thể lên làm lãnh đạo khu kinh tế, lòng dạ của hắn sẽ không nhỏ hẹp như vậy, cháu cứ yên tâm. Còn nữa, sắp tới cháu cũng phải chủ động, thử cấu kết với Diệp Phàm, tận lực lấy được tín nhiệm của hắn,
có lãnh đạo ủng hộ công việc của cháu sẽ càng thuận lợi hơn. Hạ Cẩm Tùng dạy dỗ. Cháu biết rồi chú. Sau khi để điện thoại xuống, Hạ Giai Trinh nhào lên trên giường gào khóc ầm ĩ, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu mình đã làm gì chọc giận Diệp Phàm. Trong lòng vừa oán vừa giận vừa hận vừa. Diệp Phàm dĩ nhiên không biết những thứ này. Người thiếu gia nhìn thấy công ty võ thần của Phí gia một lần nữa gia nhập vào công trình sửa chữa Quỷ Anh Than, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội rất tốt này, lập tức sai phó chủ tịch huyện, thường vụ Tiếu Tuấn Thần giật dây, công ty Nhật Thăng của thiếu gia cũng bắt đầu khởi công làm lại. Một lần nữa dỡ bỏ ngôi trường tiểu học mới xây dựng, hơn nữa để cho lãnh đạo khắp nơi tiêu trừ nghi ngờ, lấy lại lòng tin đối với công ty Nhật Thăng. Bọn họ đặc biệt mời giám sát viên của ngành xây dựng thành phố tới trông coi, giám sát quá trình tiến hành xây dựng của công ty Nhật Thăng. Cách làm này thật sự chiếm được bình luận tốt của các nơi, mọi người đều nói công ty Nhật Thăng mất bò mới lo làm chuồng, biết sai sửa đổi. Hơn nữa khu nhà trường tiểu học sau khi xây lại, cái sau sẽ hơn cái trước, tiên tiến hơn, hợp lý hơn, đông đảo các thầy cô giáo và học sinh cũng vui mừng nhìn thấy loại cục diện này. Phía bên ủy ban kỷ luật cũng đang giả vờ kéo dài thời gian, đoán chừng đến cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Bọn họ cũng bắt mấy người, tuy nhiên tất cả đều là tôm nhỏ. Đầu sỏ của hai công ty cũng không sao cả, chỉ là bất cứ lúc nào cũng phải tiếp nhận điều tra của Viện Kiểm sát mà thôi. Tuy nhiên dưới sự xoay chuyển thế lực các nơi trong thành phố của Tiếu gia, Viện Kiểm sát thành phố cũng giả bộ dáng vẻ đang điều tra. Tất cả chuyện này, Diệp Phàm thông qua người phụ trách phương viên của Ủy ban kỷ luật bất cứ lúc nào cũng theo dõi được tiến trình của hai vụ án. Hơn nữa hắn dặn dò phương viên sưu tập tất cả chứng cứ có ích lưu giữ lại, nói không chừng sau này có thể lấy ra sử dụng. Đối với công trình hư hỏng mà hai công ty đã làm, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không tính toán nhất định phải đem bọn họ ra công lý xét xử, chỉ cần lợi ích của khu kinh tế không bị tổn thất là được. Hơn nữa từ trong suy đoán của phương viên cũng mơ hồ nghĩ tới khả năng bí thư thị ủy Chu Càn Dương muốn gõ Phí gia, tiến thêm một bước thu nạp quyền lực. Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ không đi thọc vào hai tổ ong vò vẽ này. Tiểu tử này có chút năng lực, nhiều mưu kế, hơn nữa có một chút lý luận và nền tảng thực tế, lại được phát biểu trên báo tỉnh. Xem ra mình đã xem thường hắn, xem chừng phải theo dõi hắn sát sao hơn mới được, nếu không sau này thành một con hổ lớn sẽ không dễ kiềm chế. Cổ Bảo Toàn đang nắm trong tay tờ Nhật báo Nam Phúc. Phía trên tờ báo là một tiêu đề rất bắt mắt, đại quy hoạch Lâm Tuyền một ngọn đèn sáng của khu vực nghèo khó tỉnh ta, phía dưới là một hàng chữ nhỏ, người sáng lập đại quy hoạch đồng chí Diệp Phàm phó chủ tịch huyện Ngư Dương. Hừ, người sáng tạo đại quy hoạch, khẩu khí thật lớn, toàn bộ chính quyền huyện ủy Ngư Dương chúng ta đều biến thành kẻ bất tài cả sao. Trưởng ban vũ trang huyện Ngư Dương Tạ Cường lạnh lùng ném tờ Nhật báo Nam Phúc lên bàn nói. Đúng, lần này báo tỉnh cho Ngư Dương chúng ta ló mặt, rất tốt. Có lợi cho phát triển đại quy hoạch Lâm Tuyền A. Vệ Sơ Tinh lẩm bẩm. Tuy nhiên dòng chữ người sáng lập nhắc lại mấy lần, hắn cũng không sợ đám thường ủy Ngư Dương phun nước miếng cho chết đuối à. Đúng là tuổi trẻ, muốn biểu hiện cũng phải mịt mờ một chút, hơn nữa nhất định chớ quên phía trên còn có huyện ủy, chính quyền, tuy nói hắn là người kế hoạch, chủ trì, một tay kinh doanh đại quy hoạch Lâm Tuyền. Tuy nhiên cũng phải hoàn thành dưới sự chỉ đạo của bí thư cổ mới được. Đúng là còn trẻ tuổi, ai? Vệ Sơ Tinh lắc đầu, cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở đồng chí Diệp Phàm mới được. Tiểu tử này, thật là ồn ào, Ngư Dương có thể tạo thế coi như có một phần của hắn. Hắn nói vậy cũng không sợ rụt lưỡi, người sáng lập gì chứ? Cây cao chịu gió lớn, những lời này xem ra hắn không có chú ý tới. Xem ra sau này tiểu tử này có chút khổ sở rồi. Tiếu Tuấn Thần bực tức nói. Cơ hội tốt, tiểu tử Diệp Phàm, dù sao cậu cũng còn quá non nớt. Đại quy hoạch là chuyện tốt, nhưng cậu cũng không thể bị nó làm cho đầu óc hôn mê. Đại quy hoạch không phải một mình cậu có thể làm được, mà là toàn thể cán bộ công nhân viên chức Ngư Dương cùng nhau cố gắng mới có thể hoàn thành, hơn nữa còn dưới sự lãnh đạo của bí thư cổ mới có thể hoàn thành. Phó chủ nhiệm khu kinh tế Trương Quốc Hoa cười lạnh, trong lòng cũng tương đối cao hứng. Tiểu Ngô, cậu lập tức gọi điện thoại cho bộ phận tuyên truyền, yêu cầu bọn họ tuyên truyền một chút cho đại quy hoạch Lâm Tuyền của Ngư Dương chúng ta. Báo tỉnh cũng đăng bài, đây là chuyện tốt, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Cổ Bảo Toàn nghiêm túc nói. Quái, chủ nhiệm Diệp được đăng trên báo tỉnh, theo lý mà nói bí thư cổ nên vui mừng mới đúng, làm sao vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy,
lẽ nào bài viết đó xảy ra vấn đề? Trong lòng thư ký Ngô cảm thấy, chủ nhiệm Diệp, tác phẩm của anh được đăng trên báo tỉnh. Xem ra không được rồi. Đinh Hương muội cầm một tờ nhật báo Nam Phúc kích động xông ào vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Tác phẩm gì, Hương muội, xem em cao hứng như vậy, có phải nhặt được nguyên bảo gì hay không? Diệp Phàm quỷ dị cười nói. Gần đây quan hệ của mình và Đinh Hương muội tiến thêm một bước hòa hợp. Đinh Hương muội đã hoàn toàn trở thành một đôi tai, đôi mắt khác của mình. Khu kinh tế Lâm Tuyền có bất cứ động tĩnh gì, cô ấy là chủ nhiệm văn phòng nhất định sẽ chuyển tới phòng làm việc của Diệp Phàm đầu tiên. Để liên lạc dễ dàng, Diệp Phàm lén sắm cho cô ta một chiếc điện thoại di động, đặc biệt dùng cho truyền tin tức. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có mục đích khác, dùng nó làm công cụ cho hai người thỉnh thoảng tán gẫu. Diệp Phàm cảm giác, Đinh Hương muội không giống như tình nhân của mình, mà là một tiểu thiếp đặc biệt hầu hạ mình, rất có khoái cảm. Dĩ nhiên, cơ hội để hai người gặp nhau buổi tối cũng không nhiều, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng chú ý tới ảnh hưởng. Người thứ hai ở thị trấn Lâm Tuyền còn có thể mang đến cho mình sung sướng, chính là Thái Tây thi Phạm Xuân Hương của Tửu Lâu Xuân Hương. Thời gian Diệp Phàm hẹn hò với Thái Tây thi dài hơn Đinh Hương muội rất nhiều. Dù sao Đinh Hương muội là người đã có chồng, Diệp Phàm cũng không nên tấn công cô ta dồn dập. Hơn nữa nếu có thể tiết chế tốt nhất vẫn nên tiết chế. Ánh mắt Diệp Phàm mơn trớn trên bộ ngực cao vút của Đinh Hương muội một lát rồi mới dừng lại trên tờ nhật báo Nam Phúc. Đinh Hương muội cũng không né tránh, hình như khi tiến vào phòng làm việc còn cố ý mở rộng thêm cúc áo để bộ ngực lộ ra ngoài, mặc cho đồng chí Diệp Phàm thỏa thích ngắm nhìn. Chương 587, hảo tâm làm chuyện xấu. Hương muội, chỗ đó của em dạo này hình như to hơn, có phải Cố Lăng tưới tắm đặc biệt không? Ha ha. Diệp Phàm trêu ghẹo. Diệp Phàm cũng không tránh khỏi bệnh phong lưu của đàn ông, thật ra đàn ông ai cũng vậy, chỉ có biểu hiện nhiều hay ít mà thôi. Ở phương diện này, Diệp Phàm biểu hiện tương đối thẳng thắn, dĩ nhiên không phải là chỉ ở trường hợp công cộng. Anh còn trêu nữa, chẳng phải là do anh sờ nắn mà vậy sao? Ninh Hương muội cũng lớn mật cãi lại. Tuy nhiên sau khi Diệp Phàm thấy tiêu đề bắt mắt trên nhật báo Nam Phúc thì biến sắc, đọc một lượt rồi, thầm nghĩ, hỏng bét, đây rốt cuộc là ai làm? Diệp Phàm như ngồi trên lửa, căn bản không hề cảm giác vui sướng khi được lên báo. Ninh Hương muội cũng chú ý tới, nhẹ giọng hỏi. Có phải bên trong có cái gì không ổn? Ai, bỏ đi, em ra ngoài trước đi, anh cần yên tĩnh. Diệp Phàm lắc đầu. Diệp Phàm đem chén trà nện choang một tiếng dưới đất, giận dữ. Lan Điền Trúc à Lan Điền Trúc, cô giúp tôi hay hại tôi vậy? Xong rồi, lão tử bị cô hại chết rồi. Nữ nhân. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Hắn rút điện thoại, tức giận quát. Lan Điền Trúc, cô làm gì vậy? Tôi chưa cho phép đã đem chuyện của tôi lên báo tỉnh. Tại sao? Gì mà ghê vậy? Muốn ăn thịt người có phải hay không? Hừ, không biết phân biệt, giúp anh nổi danh còn giống lên. Bao nhiêu người khóc hô tôi còn chưa làm cho đấy. Lan Điền Trúc cũng cho bị chọc tức, thanh âm cao thêm không ít. Tôi không nói gì, muốn đăng cũng phải trung thực với nguyên văn mới được. Tại sao cô lại xóa sạch công lao của huyện ủy? Ai, trước đó dù sao cô cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cô làm như vậy thử nghĩ lãnh đạo của tôi chẳng phải là phun nước miếng cho tôi chết sao? Còn thêm cái gì, người sáng tạo? Diệp Phàm khổ sở. Tôi là theo như sự thật khách quan đăng lên, cũng không có cái gì trái pháp luật, hơn nữa tình huống là thật. Lúc ấy đại quy hoạch Lâm Tuyền là do anh nghĩ ra. Lãnh đạo Ngư Dương các người lúc ấy còn phản đối khiến anh bất mãn cơ mà. Đây là tôi tạo thế cho anh, kinh tế Lâm Tuyền các anh bất quá chỉ là một huyện nghèo, sau khi được tôi tạo thế ít ra cả tỉnh đều biết là ở đó còn chỗ của anh không tệ. Biết đâu sẽ có vài người có tiền tới đó đầu tư, nhìn xem, bản cô nương là nghĩ cho anh, vậy mà người tốt khó làm, ngược lại còn quay ra chửi mắng. Sau này đừng mơ tìm được bản cô nương nữa, hừ. Lan Điền Trúc thở phì phì đang muốn cúp điện thoại. Chậm đã, tôi không phải là trách cô. Chủ yếu là cô đăng như vậy sẽ khiến lãnh đạo hiểu lầm đấy. Cô xem cái gì mà người sáng tạo, thật lợi hại, lãnh đạo nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Có phải thấy tôi là người sáng tạo thì toàn bộ lãnh đạo sẽ thành tín đồ của tôi có phải không? Diệp Phàm không ngờ sẽ được nghĩ là cướp vị trí bí thư huyện ủy rồi, ai? Diệp Phàm thở dài. Cô có thể vì kinh tế Lâm Tuyền tạo thế, nghĩ cho dân chúng,
điểm này tôi xin cảm tạ. Tuy nhiên cũng phải chú ý phương pháp đúng không? Ha ha ha, bản cô nương viết vậy còn chưa đủ sao? Cái này xác thực uy phong, cùng cấp bậc với S rồi, cứ gọi anh là Sáng Thế Thần nhé. Lan Điền Trúc cười khanh khách. Cô nãi nãi của ta, cô tha cho tôi đi. Ngay cả Sáng Thế Thần cũng gọi được, cứ gọi Thượng Đế hay Thánh Nhân đi, lợi hại hơn, tuyệt đối sẽ khiếp sợ cả nước, toàn cầu kinh ngạc đến ngây người, nổ luôn hệ ngân hà làm hơn 1 tỷ người Hoa Hạ mỗi người một ngụm nước miếng thì xong đời mạng nhỏ của tôi rồi. Diệp Phàm giận điên lên. Thật ra thì anh cũng không cần trách tôi, lúc ấy tôi đưa bản thảo cho chú Tống xem thì chú ấy cũng không nói gì. Nếu như không thể đăng thì nhất định chú ấy sẽ ngăn lại, hơn nữa còn khen anh 2 câu nhé. Lan Điền Trúc ném ra một quả đại bác khiến Diệp Phàm sửng sốt, kinh ngạc. Chú Tống, chẳng phải là cha của Trinh Giao? Ha ha ha, trừ ông ấy ra còn có ai có thể bắt tôi gọi một tiếng chú Tống? Xem anh khẩn trương kìa, có phải đang kinh ngạc, kích động, đắc ý, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đồng ý à, đại chủ nhiệm Diệp? Hừ, nếu không còn cho bản cô nương là trẻ lên 3, cái gì cũng không hiểu. Lúc ấy chú Tống theo cha tôi về nhà đánh cờ thì nhìn thấy bản thảo, tôi đem cho chú ấy đọc thì chú ấy cũng không nói gì. Tôi nghĩ chú ấy là một người lão luyện đã không nói gì nên cứ thế đăng lên. Các anh làm quan đơn giản là sợ đắc tội lãnh đạo. Sợ công cao chấn chủ, sợ tước đoạt quang huy lãnh đạo làm bọn họ trả thù, tôi nhìn thấu anh rồi, tiểu quỷ nhát gan, hừ. Lan Điền Trúc dài giọng. Tôi cảm ơn cô, tuy nhiên đúng là không ổn. Cô vừa nói trưởng ban Tống khen tôi, chú ấy khen tôi cái gì ha ha. Diệp Phàm cười gượng. Thầm nghĩ, điều này đúng là quái lạ, Tống Sơ Kiệt là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, là ngưu nhân Nam Phúc. Bài báo này người sáng suốt nhìn vào là thấy ngay tật bệnh, y đường đường là một trưởng ban tổ chức sao không nhìn ra, chắc trong này có mánh lới gì. Đừng nói là trưởng ban Tống thấy được tài năng của mình nên giúp đỡ, không thể nào, mình đã làm được bao chuyện đâu. Thật là quỷ dị. Làm người ta suy nghĩ không ra. Chú ấy, chỉ nói mấy chữ. Lan Điền Trúc ớm ở, Diệp Phàm biết cô nàng ra giá. Một viên hậu cung ngọc nhan hoàn có thể làm cho cô mở miệng không cô nãi nãi của ta. Diệp Phàm chịu đựng đau lòng ném ra hoàn thuốc, đây cũng là vật giết nữ nhân, tin tưởng Lan Điền Trúc tuyệt chịu không được hấp dẫn. Quả nhiên, Lan Điền Trúc nói ngay. Đồng ý. Vậy chú ấy khen tôi cái gì? Diệp Phàm hỏi gấp. Một con nghé có chút khí lực. Ha ha ha. Lan Điền Trúc nói xong thì cười sằng sặc. Một con nghé có chút khí lực, ý tứ gì? Diệp Phàm thuận miệng lẩm bẩm, cảm thấy rất mơ hồ, thầm nghĩ, xem ra mình ở trong mắt trưởng ban Tống cũng chỉ có thể là một con nghé con chưa trưởng thành, đây rốt cuộc là khen hay chế. Tuy nhiên nói có chút khí lực không phải là nói mình có chút năng lượng, có chút tài cán sao? Tôi làm sao biết? Muốn biết tự mình đi hỏi chú Tống đi. Lan Điền Trúc nói thêm. Điền Trúc, chẳng lẽ trưởng ban Tống không sợ nói tôi như vậy sẽ làm cho lãnh đạo trong huyện bất mãn sao? Đối với chú ấy thì lãnh đạo huyện Ngư Dương không tính là gì nhưng đối với tôi là quan hệ lợi hại trực tiếp rồi, cô có thể phân tích giúp tôi một chút không? Diệp Phàm hạ giọng. Chú ấy không nói, chỉ cười khẽ. Lúc ấy cha tôi ngồi đó nhìn qua rồi cũng vậy. Lan Điền Trúc thành thật. Diệp Phàm để điện thoại xuống lại càng buồn bực, vẫn đoán không ra ý tứ Tống Sơ Kiệt, lại không biết hỏi ai. Thở dài nói. Ai, tâm tư những đại lão trong tỉnh này thật sâu như đáy biển, một tiểu quan như mình sao có thể hiểu. Nếu như có thể cảm nhận được thì e là mình cũng sắp bằng bọn họ rồi, bỏ đi. Bất kể mặc cho số phận. Tuy nhiên có cơ hội vẫn phải đi giải thích với bí thư cổ, nếu không hiểu lầm càng lúc càng lớn. Lòng phòng bị của cổ bảo toàn đối với mình sẽ càng nhiều. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Diệp huynh đệ, chúc mừng cậu a, người tài ba. Triệu Bính Kiện gọi điện thoại. Tài năng gì, em không rõ. Diệp Phàm giả vờ, đoán chừng Triệu Bính Kiện nói là chuyện bài báo trên báo tỉnh. Huynh đệ, còn vờ vịt với anh nữa, báo tỉnh cũng đã đăng về khu kinh tế Lâm Tuyển chúng ta, còn nói cậu là người sáng lập, lúc ấy mấy phòng trên huyện cũng náo động. Tất cả đều bình luận về cậu, nói không tệ, chẳng qua là, ai. Triệu Bính Kiện thở dài. Cảm ơn anh Triệu, bài báo kia đúng là có chút không ổn. Bây giờ hối hận cũng không kịp, tuy nhiên cái gì mà người sáng lập là do phóng viên thêm vào, em làm sao dám như vậy. Diệp Phàm khổ sở nói. Anh cũng nghĩ vậy,
Diệp lão đệ đường đường tốt nghiệp Đại học Hải Giang sao phạm phải sai lầm căn bản như vậy. Tuy nhiên anh thấy nếu rảnh thì cậu phải hàn huyên với bí thư Cổ và chủ tịch Vệ một chút để xóa hiểu lầm. Tuy nhiên tôi vẫn phải cảm ơn cậu lúc đó trước mặt bí thư Cổ để bạn em trai tôi đảm nhiệm bí thư Quy Hồ. Tuy nói cuối cùng không được nhưng phần nhân tình này tôi vẫn nhớ kỹ. Triệu Bính Kiện nói vẻ chân thành. Ai, nếu như anh Triệu biết vậy thì em cũng nói thật, lúc ấy để bạt Triệu Đính cũng chỉ là ngụy trang. Trong lòng có thẹn a, không biết có phải vì em quá tư tâm không? Diệp Phàm nghe Triệu Bính Kiện cảm ơn thì trong lòng thấy bất an, Triệu Bính Kiện dù sao cũng là thâm giao. Chủ nhiệm Diệp, chuyện mở rộng đường đã thông báo, đa số tán thành, cũng đã ký hợp đồng, tuy nhiên trong đó có mấy hộ cứng đầu không chịu lùi nhà. Còn nói là nếu huyện cưỡng chế thì bọn họ chết cũng không đi, cuối cùng đưa ra điều kiện, nói là 1 m² trợ cấp 1.000 đồng có thể suy nghĩ lui. Trưởng phòng kế hoạch Thiết Minh Hạ lo lắng. Hừ, khẩu khí không nhỏ, cửa hàng mặt tiền sát huyện thành Ngư Dương cũng chỉ 700-800 đồng 1 m² vậy mà giá đó cũng dám nói ra. Đất của Lâm Tuyền từ bây giờ còn cao hơn cả đất ở huyện thành rồi, chỉ cần 10 mấy m² là phát tài. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, ném một điếu thuốc cho Thiết Minh Hạ, lại nói. Là những người nào, Tạ Đoan nói ra sao? Chương 588, xem mình là bùn đất. Người dẫn đầu một người tên là Mã Nhị Cẩu, một người tên là Hồ A Tam. Hai người đều có máu mặt ở đó, liên kết thân thích mấy nhà thành một đoàn giống như muốn làm to chuyện. Tạ Đoan nói là lấy giáo dục làm chủ, từ từ đả thông tư tưởng bọn họ, nhưng công trình của chúng ta cũng không thể vì con đường chủ đông tỏa dương mà dừng lại được. Theo quy hoạch thì con đường chủ đông tỏa dương sẽ là cổ họng của đại quy hoạch Lâm Tuyền, nếu như bị ách tắc sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Thiết Minh Hạ lo lắng. Y ngần ngừ một lát rồi nói tiếp. Tôi thấy Tạ Đoan và Bí Thư Mâu đối với chuyện mở rộng đông tỏa dương có kín đáo phê bình nên cũng không nhiệt tình. Bọn họ vẫn luôn lấy cớ là chuyện mở đường này do phòng xây dựng của khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta làm chủ. Bọn họ chẳng qua chỉ phái mấy người, đến lúc động đến không nói một tiếng, thậm chí có khi còn thì thầm với mấy hộ bị cưỡng chế kia, thật giống như xem náo nhiệt. Đáng ra chuyện này phải do bọn họ là chủ, chúng ta hiệp đồng. Thiết Minh Hạ nói tới đây thì dừng lại. Lão Hạ, tôi biết Tạ Đoan và Mâu Dũng vẫn phản đối chuyện mở rộng đường, lần trước họp đảng ủy cũng kiên quyết phản đối. Tuy sau đó bị tập thể đè xuống nhưng vẫn cam lòng không muốn, nhưng đây là xu hướng chung rồi, bọn họ đâu thể trì hoãn được gì. Như vậy đi, anh bảo Thiết Hải ra mặt nói chuyện với Mã Nhị Cẩu và Hồ A Tam xem sao. Diệp Phàm thản nhiên, cũng không ra vẻ khẩn trương. Không thể, chủ nhiệm Diệp, bảo đồn công an ra mặt có thể sẽ có hậu quả ngược, nếu bọn họ làm loạn lên thì phiền toái. Thiết Minh Hạ nóng nảy, thiếu chút nữa kêu lên. Nói cũng phải. Lấy cưỡng chế mạnh thì chính là lại lâm vào hạ phong, lực ép vào càng lớn thì đàn hồi càng mạnh. Cán bộ chúng ta sợ nhất là quần chúng kêu oan. Vậy thì nghĩ biện pháp khác đi, tối nay anh đặt một bàn ở Xuân Hương Tửu Lâu, tôi muốn mời người ăn cơm. Về phần Lâm Tuyền, anh gọi điện thoại cho Tạ Đoan, nói tôi yêu cầu trong thị trấn cử ra một phó chủ tịch hoặc phó bí thư cầm đầu tổ làm việc chuyên trách xử lý việc giải tỏa đông tỏa dương. Chuyện này tuyệt không cho phép kéo dài. Nếu như bởi vì kéo dài tạo thành chậm trễ với đại quy hoạch Lâm Tuyền thì sẽ tìm bọn họ để hỏi. Trong mắt Diệp Phàm đột nhiên bắn ra một tia hàn quang, thầm nghĩ. Xem ra trong lòng Tạ Đoan và Mâu Dũng không phục a. Không phát chút uy thì không được, lại xem chủ nhiệm mình là bùn đất. Lúc cần tiền thì mò tới, lúc có chuyện thì lẩn đi. Được rồi, tôi đi nói một chút. Thiết Minh Hạ cũng cảm thấy ánh mắt Diệp Phàm biến hóa, thầm nghĩ, kỳ quái. Ánh mắt chủ nhiệm Diệp làm sao đột nhiên trở nên sắc bén như vậy, thật giống như có ghim người. Cũng tốt, để cho tên kiêu ngạo Tạ Đoan và Mâu Dũng này thành hai con ếch bị ghim một chút cũng tốt. Tuyên Thạch, gần đây công trường khai thác đá làm ăn như thế nào? Diệp Phàm cười nói. Tốt vô cùng, bận đến nỗi đến cả ngồi một chút cũng không yên, cả đầu mối đập nước Thiên Thủy đều dùng đá chúng em, công ty Hải Thiên của Mạc Hương rất tốt. Dự cho khoản tiền 20 vạn vật liệu đá cho chúng em. Cái này em biết là nhìn vào mặt mũi Diệp ca. Chuyện này thật đúng là được cảm tạ anh, nếu như kiếm tiền thì người nào của thôn đập Thiên Thủy đều có phần, anh luôn ưu ái cho thôn đập Thiên Thủy. Lý Tuyên Thạch tương đối kích động. Vậy thì tốt, cảm tạ thì không cần. Tôi cũng là từ trong thôn đi ra, mẹ nuôi cũng cần các cậu thường xuyên chiếu cố,
nói ra tôi còn cần cảm tạ các cậu. Chút tiền này có là gì, sau này thông đường thì tôi sẽ làm cho Thiên Thủy giàu lên. Tuy nhiên có chuyện cần cậu làm, tối nay tôi mời khách ở Xuân Hương Tửu Lâu, cậu bảo Tiếu Hổ Thạch và Hồ Thất tới đó cho tôi sẽ chiêu đãi bọn họ, ha ha. Diệp Phàm nói rất bình thản nhưng Lý Tuyên Thạch nghe xong thì chấn động. Bọn họ chọc phải Diệp ca rồi phải không, để em ra mặt giải quyết là được. Hai con thỏ này cũng muốn phản rồi, hừ. Khẩu khí Lý Tuyên Thạch cũng lớn, trước kia Tiếu Hổ Thạch cùng Hồ Thất, Lý gia Lý Đức Quý xưng là Lâm Tuyền Tam Bá, dùng sức mạnh khống chế một chút tài nguyên cát đá của Lâm Tuyền, Lý Tuyên Thạch không có ý tứ về phương diện này nên cũng không chú ý. Bây giờ không giống với lúc trước, Lý Tuyên Thạch đứng đầu công trường khai thác cát đá nên dĩ nhiên không để cho hai người kia dính vào. Hơn nữa gần đây vì tranh đoạt quyền cung cấp cát đá sửa đường mà mấy nhà đã bắt đầu vọng động. Mắt thấy Lý Tuyên Thạch một nhà phát triển an toàn, Tiếu Hổ Thạch cùng Hồ Thất có chút tức tối, Lý Tuyên Thạch đã sớm thông qua Lý Ngưu biết được những biến hóa này. Lý Tuyên Thạch thân là cao thủ quốc thuật tam đoạn đỉnh cấp, so với Kháo Sơn Hổ còn lợi hại hơn. Bây giờ Lý gia Lý Hoành Sơn lại đã đi liệp báo làm lính, còn là thượng úy đại đội trưởng. Vào lễ mừng năm mới khi trở về thì đã hết sức có phân lược, nên thế lực Lý gia của thôn Đập Thiên Thủy vững bước bay lên. Cái này Lý Tuyên Thạch cũng biết, một phần công lao rất lớn là của Diệp Phàm. Đối với nhị bá của Lâm Tuyền hiện giờ là Tiếu Hổ Thạch và Hồ Thất, Lý Tuyên Thạch chỉ xem như tôm tép mà thôi. Lý Tuyên Thạch dĩ nhiên không sợ bọn họ, công trường khai thác đá của thôn Đập Thiên Thủy căn bản do người của Lý gia khống chế, trong đó có 3-4 hảo thủ nhị đoạn, không cần Lý Tuyên Thạch ra mặt, đám người Hồ Thất dĩ nhiên không thể nào lay động được. Nghe Diệp Phàm nói muốn chiêu đãi hai hung nhân này, Lý Tuyên Thạch cũng đoán được bọn họ chắc là chọc phải Diệp Phàm. Lý Tuyên Thạch dĩ nhiên âm thầm cao hứng, đang muốn tìm cớ cảnh cáo hai tên này, vừa lúc có được cơ hội. Có đại chủ nhiệm Diệp Phàm ra mặt còn có uy lực hơn, người ta chẳng những có quốc gia ở phía sau chống, chủ yếu nhất chính là Diệp Phàm là một cao thủ ngũ đoạn. Cho dù đứng một hàng Tiếu Hổ cũng chưa chắc đã sợ, đó là còn chưa nhắc tới đoàn trưởng Thiết Oai Phong của Liệp Báo sau lưng. Ở trong phạm vi thị trấn thì bọn đầu gấu có thể dựa vào cơ bắp kiếm chút tiền kinh doanh, ở đâu không nói luật pháp mà phải dựa vào quyền đầu ai lớn. Đơn giản mà nói, một thủ lĩnh chọn chúng đoạn suối nào thì bãi cát chỗ đó là của y. Mấy người dân lương thiện nào dám chọc những hung nhân này, mặc dù có là mình phát hiện ra trước cũng không dám lên tiếng. Hơn nữa chính quyền thị trấn cũng thu phí rất ít, đồng thời cũng không để ý mảnh đất đó là ai quản. Dĩ nhiên, những kẻ đầu gấu này cũng rất biết điều, thường xuyên hiếu kính với đồn công an và lãnh đạo chính quyền. Có khi mấy đồn công an thị trấn lại thành bảo kê cho bọn chúng. Không cần, chúng ta bây giờ là xã hội pháp chế, không thể tùy tiện động chân động quyền. Cứ phải không chiến mà thắng mới là thượng thừa, ha ha. Diệp Phàm cười cúp điện thoại. Tiếu Hổ Thạch và Hồ Thất nhận được điện thoại của Lý Tuyên Thạch lập tức sửng sốt, trong miệng nhắc tới ba chữ Hồng Môn Yến. Hồ Thất, anh nói chủ nhiệm Diệp mời khách sốt cuộc vì cái gì vậy? Tiếu Hổ Thạch bây giờ quan hệ với Hồ Thất cũng không tệ, có xu hướng kết minh để khai thác công trường đá cát. Chẳng phải là làm chỗ dựa cho Lý Tuyên Thạch sao, má nó, bọn họ ăn thịt dù sao cũng phải lưu miếng súp cho chúng ta chứ, chủ nhiệm Diệp cũng không thể khi dễ người như vậy. Nếu là đường cùng chúng ta dứt khoát liều mạng, ta nhổ vào. Hồ Thất nhổ tuẹt. Chém người, anh có thể chém vào người nào? Chủ nhiệm Diệp cũng không cần nói, ngày đó chuyện của Đại Xuyên anh chẳng lẽ còn chưa tỉnh. Tiếu Hổ Thạch mỉm cười, trong lòng cũng đang chửi Hồ Thất ngu xuẩn. Tiếu Đại Xuyên, là chém không được. Hồ Thất đột nhiên run lên, ngày đó Tiếu Đại Xuyên ở quán cơm Xuân Hương bị Diệp Phàm dùng một đôi đũa gõ gãy xương tay. Chuyện này y tận mắt nhìn thấy. Quyền đầu của Tiếu Đại Xuyên tuyệt sẽ không mềm hơn bao nhiêu so với Hồ Thất, nghe nói từ nhỏ luyện thiết xa trường, bàn tay dày như da trâu, có thể cắm vào trong chậu than mấy phút. Hồ Thất dĩ nhiên hiểu năng lực của Tiếu Đại Xuyên. Đã như vậy mà chủ nhiệm Diệp chỉ cần một đôi đũa tre là có thể đánh gãy xương tay của gã, chẳng lẽ đũa trúc còn lợi hại hơn sắt? Tiếu Hổ Thạch nhắc nhở làm Hồ Thất ngậm ngay miệng lại. Đừng bảo là chủ nhiệm Diệp. Chỉ cần Lý Tuyên Thạch thôi thì anh đã có được bao nhiêu phần thắng y. Tiếu Hổ Thạch nói thêm. Ai, tôi lầm rồi. Hồ Thất cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt xanh xao, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói. Hình như họ Lý kia có quan hệ rất tốt với Kháo Sơn Hổ,
nghe người huyện thành nói kháo sơn hổ còn phải gọi người ta một tiếng là Lý ca. Nếu quả thật có tầng quan hệ kia thì chúng ta nếu như muốn cùng hắn cứng rắn không có gì tốt. Tôi nói anh đấy, làm sao càng sống lá gan càng nhỏ. Trong huyện thành cũng không phải là chỉ có một kháo sơn hổ, Ngư Dương tứ đại gia tộc tất cả đều là hổ. Kháo sơn hổ nếu như giúp Lý Tuyên Thạch thì chúng ta phải đi tìm hổ khác, ví dụ như thổ lão hổ Phí gia kia tuyệt đối lợi hại hơn kháo sơn hổ Ngọc gia, Tiếu gia, Tạ gia. Ha ha! Tiếu hổ Thạch cũng là một người không ngu, phân tích rành rẽ làm hổ thất lại phấn chấn. Người này hô! Không sai, lần trước Vũ Vân của Phí gia có đi tìm tôi. Bất quá sau lưng chủ nhiệm Diệp là quốc gia, điểm này chúng ta cũng phải chịu thiệt một chút. Sợ cái gì? Chủ nhiệm Diệp chỉ bất quá là phó chủ tịch huyện, cấp bậc nghe nói còn thấp hơn Phí Mặc. Hơn nữa Phí gia trong tỉnh đều có người, chủ nhiệm Diệp là một người ngoài, chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi hắn như thế. Nếu đường cùng chúng ta liên hợp lại kêu oan đi, bây giờ làm quan chỉ sợ cái này, chúng ta viết lên mười mấy phong thơ nặc danh làm thối hắn, làm cho hắn không thể ở Lâm Tuyền phải cút đi. Con mẹ nó! Tiếu hổ Thạch chợt sầm mặt. Chương 589, điểm huyệt. Không sai, cùng lắm thì chúng ta mang mười mấy huynh đệ chém người, hừ. Hồ Thất cũng hò hét, hai người ra uy trong điện thoại, nước miếng văng tùm lum khiến cho máy điện thoại suýt chết đuối. Thị trấn Lâm Tuyền, Xuân Hương Tửu Lâu. Hồ Thất và Tiếu Hổ Thạch có chút câu nệ ngồi trên ghế, cười với Diệp Phàm vẻ nịnh nọt. Hai người này vừa thấy khí thế trầm ổn của Diệp Phàm thì hung khí vừa nổi lên đã lập tức biến mất. Tiếu Hổ Thạch, Hồ Thất. Những lời khác tôi cũng không muốn nói tới. Lâm Tuyền hiện tại tiến hành đại tu đường xá, hai người cũng được coi là người có máu mặt ở Lâm Tuyền, chắc là cũng nên đứng ra làm chút việc có ý nghĩa để cho dân chúng nhớ đến. Diệp Phàm phun ra một vòng khói, cười nói. Đúng thế, chúng tôi luôn ủng hộ chủ nhiệm Diệp. Tiếu Hổ Thạch và Hồ Thất liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Vậy thì tốt, Mã Nhị Cẩu và Hồ A Tam chắc hẳn hai vị đều biết. Hy vọng các anh có thể đả thông tốt tư tưởng cho bọn họ để cho công tác giải tỏa đường Đông Tỏa Dương được thuận lợi. Đương nhiên, chúng ta lấy thuyết phục tư tưởng làm chủ, không cho phép đe dọa người khác. Diệp Phàm nói. Mã Nhị Cẩu, đoán chừng có chút khó khăn, người ta cũng chưa chắc nghe tôi, ha ha. Tiếu Hổ Thạch vòng vo. Hồ Thất đã ở một bên tụ tập náo nhiệt diễn song hoàng. Chủ nhiệm Diệp. Hai chúng tôi thật muốn vì thị trấn làm chuyện tốt nhưng người ta cảm thấy không có lời không chịu lui thì chúng tôi cũng không có biện pháp gì, nếu như dùng sức mạnh lại thì xong rồi. Tuy nhiên chủ nhiệm Diệp vừa nói phải đả thông tư tưởng làm chủ, không thể dùng mạnh, chúng tôi đâu còn biết làm sao. Phải không? Ha ha! Diệp Phàm liếc nhìn hai người rồi quay sang Thiết Minh Hạ. Tôi hình như nhớ có một bãi cát lớn ở Vịnh Nguyệt Tử tại trung tâm giao thông của thị trấn Vũ Khê. Ừ. Không sai, bãi cát đó tương đối lớn, trước kia đứng đầu ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, cho dù là hiện tại cũng chiếm vị trí thứ hai. Thiết Minh Hạ ngầm hiểu, gật đầu nói, còn ngầm liếc Tiếu Hổ Thạch, phát hiện mí mắt người này nhảy mấy cái, biết nói trúng tim của y rồi bởi vì bãi cát này là do Tiếu Hổ Thạch. À, vậy thì không sai, lúc trước hình như có người đến thị trấn Lâm Tuyền báo cáo công tác, thuận miệng nói một câu. Nói là từ khi bắt đầu khai thác cát ở Vịnh Nguyệt Tử thì cũng chưa hề có giấy chứng nhận, giấy phép nào cả, phí quản lý cũng chưa từng nạp. Bên ngành quản lý đường sông cũng có ý kiến, đây là điển hình cho việc khai thác bừa bãi. Nếu là phát sinh lũ lụt làm tắc đường sông hay là ô nhiễm sẽ do Ủy ban Nhân dân chúng ta chịu trách nhiệm, ai? Tài chính thị trấn Lâm Tuyền chúng ta khó khăn như vậy, xem ra không thu chút thì không được rồi. Nếu như không làm chứng nhận vậy thì... Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Chủ nhiệm Diệp, hình như lãnh đạo đường sông nói đó là một bãi cát phi pháp, yêu cầu ngừng khai thác, công văn cũng đã chuyển đến khu kinh tế Lâm Tuyền rồi, chắc phải thi hành. Thiết Minh Hạ mới vừa nói ra mấy câu đã khiến Tiếu Hổ Thạch ngồi không yên. Phải biết rằng bãi cát đó đem lại cho Tiếu gia mỗi tháng mấy vạn, Tiếu Hổ Thạch không thể nào buông tha nên điều này thoáng cái đã điểm trúng huyệt y. Anh cứ nói đi, ôn chủ Tiếu, ha ha. Diệp Phàm ngay cả từ ông chủ cũng nói ra. Diệp, chủ nhiệm Diệp, bãi cát là do trong suối tự nhiên sinh ra, làm sao phải thu phí, hơn nữa lâu như vậy đâu cũng đã phát sinh chuyện gì. Có thể hay không? Tiếu Hổ Thạch đổ mồ hôi. Thấy Diệp Phàm cười nhẹ không lên tiếng, y biết không bảo được Mã Nhị Cẩu thì chắc bãi cát sẽ phải đóng cửa, đây chính là khoản tiền to nóng hổi, tuyệt đối không thể vứt.
nếu như bổ sung giấy chứng nhận đoán chừng Diệp Phàm cũng sẽ tìm ra cớ gì đó, ủy ban nhân dân muốn gây sự với anh thì lúc nào chẳng được. Trước kia các cán bộ chính quyền thị trấn đều sợ mình là bởi vì e ngại quyền đầu, tuy nhiên quyền đầu của mình trước mặt chủ nhiệm Diệp vô dụng, quyền đầu của người ta hình như còn khỏe hơn. Vì thế y cắn răng. Chủ nhiệm Diệp, tôi đồng ý giúp đỡ chuyện mở đường Đông Tỏa Dương, đám người Mã Nhị cậu cứ để đó cho tôi đi đả thông tư tưởng. Chẳng qua Hồ A Tam thì cũng có chút phiền toái. Tiếu Hổ Thạch nói xong thì ngầm liếc sang Hồ Thất, phát hiện người này thấy Diệp Phàm không động đến mình thì ngồi im ra vẻ vô can. Tốt, rất tốt, chuyện đả thông tư tưởng cho Mã Nhị cậu thì giao cho anh. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh là lấy thuyết phục làm chủ, không thể động quyền động chân. Diệp Phàm cười nhạt, quay sang Hồ Thất thì thấy người này còn đang giả bộ ngu. Hắn lắc đầu. Hồ Thất, Hồ A Tam cũng họ Hồ, có phải là người nhà các anh không, vậy chắc anh cũng nên đi làm công tác tư tưởng cho gã chứ nhỉ? Diệp, chủ nhiệm Diệp, Hồ A Tam tuy nói cũng họ Hồ, nhưng không phải người nhà tôi, cũng không quen lắm, họ Hồ trong huyện chúng ta rất nhiều. Hồ Thất lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc có lòng mà không giúp được gì. À, phải không, vậy thì bỏ đi, chúng ta biết nhau cũng đã gần một năm rồi, cũng có chút giao tình. Vốn là nghĩ bán Hồ A Tam một lần thể diện, hiện tại đã nói Hồ A Tam không phải là người nhà anh, cũng không quen, vậy thì tốt rồi. Diệp Phàm cười quỷ dị, nhất thời làm Hồ Thất hoảng hốt, tuy nhiên y chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cười nói. Ừ. Nghe nói Hồ A Tam công tác ở nhà máy tại núi Lưu Thạch, hình như còn là phó giám đốc. Diệp Phàm lẩm bẩm. Ừ, không sai, gã là phó giám đốc, hình như cả nhà máy đều do gã quản lý. Tiếu Hổ Thạch nói chen vào. Người này thật ra thì cũng không đần, biết ý tứ của Diệp Phàm, thầm nghĩ, con mẹ nó, lão tử đã bị thiệt thòi thì người của Hồ Thất ngươi cũng phải theo vào, nếu không cũng quá lỗ vốn rồi. Nga. Nghe nói nhà máy ở vào sườn núi bên cạnh đường giao thông của tỉnh, ban đầu chỉ là một ngọn núi hoang, theo lý thì là vật vô chủ. Chẳng qua vật vô chủ là thuộc quốc gia, đã là đất đai của quốc gia thì không biết lúc đầu ông chủ có trả tiền mua đất, còn có thuế đất, phí quản lý nữa. Minh Hạ, anh trở về điều tra xem nếu như là không thì ra lệnh cưỡng chế nhà máy, dừng hoạt động để chỉnh đốn đã, đem giấy chứng nhận và tiền mua đất giao cho quốc gia rồi hãy nói. Chúng ta làm nhân viên công vụ khu kinh tế Lâm Tuyền, là công bộc của dân, tuyệt đối không thể để cho quốc gia chịu thiệt, nếu phải thu hồi quốc khố nhất định phải thu hồi, nếu không sẽ thất trách với mười mấy vạn dân chúng khu kinh tế. Hơn nữa, hảo hảo tra xem nếu như nhà máy có cái gì trái pháp luật không tuân theo quy định hành động. Diệp Phàm cười nhạt, sắc mặt Hồ Thất tái nhợt, vặn vẹo cái mông, cuối cùng cúc đồng ý nhưng thiếu Hổ Thạch, đáp ứng đi làm công tác cho Hồ A Tam. Hảo hảo, hai vị đồng chí cũng là yêu thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, có thể suy nghĩ cho nhân dân. Tôi thật cao hứng, cùng cạn một chén. Diệp Phàm giơ chén rượu lên, nhìn hai người đang ỉu xìu mà cười thầm, Thiết Minh Hạ gờ âm thầm giơ ngón tay cái lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chẳng qua, đã là vì sửa đường khu kinh tế Lâm Tuyền, đương nhiên có thể sử dụng cát đá địa phương. Hồ Thạch, đoạn đường thị trấn Vũ Khê cũng cần rất nhiều cát đá. Tôi tin tưởng cát đá trong Vịnh Nguyệt Tử đều có chất lượng rất tốt. Minh Hạ, anh chào hỏi với ông chủ đây, có thể chiếu cố đến bãi cát địa phương thì chiếu cố. Yêu cầu vật liệu cũng có thể giảm xuống, dĩ nhiên giá thành cũng phải giảm tương ứng. Không thể làm loạn, nhất định phải làm đến công bình. Diệp Phàm hào hào đè ép Tiếu Hổ Thạch rồi vứt cho hắn một cục đường khiến Tiếu Hổ Thạch còn tưởng rằng mình nằm mộng. Người này lập tức đứng lên, kích động nói. Diệp, chủ nhiệm Diệp. Cảm ơn, tôi kính ngài một chén, sau khi xong chén này thì lập tức đi làm công tác tư tưởng cho Mã Nhị Cẩu, bảo đảm ngày mai bọn họ sẽ đến ký hợp đồng. Ừ, không tệ, chỗ nhà máy ở sườn núi Lưu Thạch hình như còn một đoạn đường 100 mét thì phải. Diệp Phàm uống một chén rượu rồi nói. Đúng vậy chủ nhiệm Diệp, con đường kia đến nay chỉ là một đường bùn lầy có trải qua một lớp đá, xe cộ đi qua rất nhanh chóng xuống cấp, bên cạnh đó còn có một thôn. Nhà máy trước kia cũng đã miễn phí mở rộng đường ra chứ nguyên bản thì ngay cả xe đạp cũng không thể đi. Hồ Thất cũng vội vàng đứng lên tố khổ. Ừ, là nên giải quyết, như vậy đi, khu kinh tế sẽ trải bằng mặt đường, còn thôn và công nhân nhà máy sẽ lát toàn bộ đường nhỏ vậy. Diệp Phàm cũng ném cho Hồ Thất một viên đường. Cảm ơn, chủ nhiệm Diệp, ngài thật là vị quan tốt,
Tôi mời anh, xong chén rượu này tôi cũng sẽ đi thông tư tưởng cho Hồ A Tam. Hồ Thất kiên quyết biểu lộ thái độ, cuối cùng hai người kích động mà đi. Cao Minh, chủ nhiệm Diệp thật là lợi hại, không cần dùng tới người thị trấn, trực tiếp cho hai bá hai cái bạt tai rồi lại ném cho hai viên đường khiến cho cả hai cảm kích. Đây chính là thủ đoạn làm quan. Chuyện tưởng khó như đông tỏa dương vậy mà giải quyết gọn ghẽ, xem ra làm việc phải nghĩ ngưu mới được, bắt được chỗ yếu của đối phương là có thể hạ thủ. Thiết Minh Hạ và Triệu Thiết Hải đều bội phục. Nhìn Diệp Phàm, thật ra thì việc quyền đầu của hắn trước kia ra oai cũng có tác dụng rất lớn, nếu không hai đầu lĩnh sẽ không ngoan ngoãn như vậy, đổi lại là người khác chắc sẽ vỗ bàn gây sự rồi. Quyền đầu lớn chính là đạo lý, ha ha, vĩ nhân nói không sai. Diệp Phàm nói thầm một câu. Chương 590, thay đổi thường vụ huyện. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm của huyện các anh sao lật lọng vậy, ngoài mặt nói không truy cứu chuyện của tiểu ba, sau lưng lại ngầm ra chiêu lấy mạng người, hừ. Nếu như đã nói như vậy thì những chuyện khác tôi cũng đành buông tay. Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng bực bội. Sau khi biết được cháu mình bị quân đội ở Thủy Châu mang đi, Vương Thiên Lượng trước hết liền nghĩ đến Diệp Phàm. Cục trưởng Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không hiểu ý của anh. Cổ Bảo Toàn hoảng hốt, chọc vào thần tài thành phố đúng là xui xẻo. Mấy ngày trước có người ở ngành bảo vệ ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu đến đem cháu tôi đi. Chuyện này nhất định là Diệp Phàm ở sau lưng làm ra, nếu không người của quân đội làm sao chạy tới chỗ xó xỉnh ngư dương. Vương Thiên Lượng tương đối tức giận nói. Cục trưởng Vương, anh đừng nóng vội, để tôi hỏi xem sao đã. Cổ Bảo Toàn sau khi cúp điện thoại thì gọi cho huyện đội trưởng Tạ Cường hỏi chuyện Vương Tiểu Ba, kết quả Tạ Cường cũng không rõ, chỉ nói là hình như có quan hệ với Cục trưởng Cục Công an huyện Lô Vĩ. Lô Vĩ, chuyện Vương Tiểu Ba bị bắt là làm sao? Cổ Bảo Toàn cũng hơi tức giận gọi luôn cho Lô Vĩ. Tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như là ngày hôm trước, mấy quan quân của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu đột nhiên tới, nói là thuộc ngành bảo vệ. Lúc ấy cục trưởng Vu của thành phố cũng tới kiểm tra công việc nên tiếp đãi bọn họ. Kết quả vừa hỏi, mới biết được là có người tố cáo thiếu tá Tề Thiên và tôi đã nổ súng bừa bãi làm bị thương dân chúng, cho nên ngành bảo vệ xuống để điều tra. Lúc ấy tôi không thể làm gì khác hơn là đem chuyện hôm trước vì cứu phó chủ tịch huyện Diệp, nổ súng đả thương Vương Tiểu Ba. Kết quả tình huống rất không ổn, ngành bảo vệ ở lại ngư dương mấy ngày để kiểm chứng, bảo là để truy cứu trách nhiệm của quân nhân. Hơn nữa thiếu tá Tề Thiên đang chuẩn bị đề bạt nên phải làm rõ ràng. Chẳng qua cha ra thì lại có rất nhiều chuyện như Vương Tiểu Ba cưỡng ép phụ nữ, đánh dân chúng và cán bộ chính quyền. Cuối cùng lãnh đạo ngành bảo vệ bảo là muốn đem Vương Tiểu Ba mang về Thủy Châu đối chất cùng thiếu tá Tề. Bởi vì nghe nói là thiếu tá Tề Thiên chuẩn bị thăng chức nên ngành bảo vệ phải tra rõ. Sau đó liền đem người mang đi, tôi cũng không dám ngăn trở, người ta là quân đội, nghe nói lai lịch rất lớn. Hơn nữa còn có giấy viết tay của thường vụ tỉnh ủy, tư lệnh quân khu trấn Thang Thành yêu cầu địa phương toàn lực phối hợp. Chuyện này nếu quả thật chọc tới tư lệnh quân khu thì phiền toái lớn, người ta là thường vụ tỉnh ủy, tùy tiện hừ một câu thì đủ cho chúng ta uống một bình. Tôi nghĩ chuyện này có phải là do Tề Thiên kết oán với người nào không? Chính quyền chúng ta chẳng phải cũng thường xuyên có chuyện như vậy, người nào trước lúc thăng chức thường có rất nhiều đơn tố cáo. Hơn nữa, ngành bảo vệ căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu nói sau khi tra rõ sẽ thả Vương Tiểu Ba, giao cho chính quyền địa phương, chỉ cần Vương Tiểu Ba không liên quan đến bí mật quân sự thì bên quân đội sẽ không can thiệp. Lô Vĩ đương nhiên thêm dầu thêm mỡ, đem toàn bộ chuyện xấu của Vương Tiểu Ba ra ngoài. Hơn nữa còn mang cái danh quân khu ra dọa, cho dù là Cổ Bảo Toàn còn muốn che nắp cũng phải cân nhắc xem phân lượng của mình có chống lại được quân khu không. Cổ Bảo Toàn nghe xong thì cũng nóng mặt. Đồ hư hỏng, chính sự không làm toàn làm chuyện xấu. Lần này chắc gã trốn không thoát, kỳ quái là ai kiện, có lẽ là có thủ oán với Tề Thiên. Cổ Bảo Toàn lập tức kể lại cụ thể cho Vương Thiên Lượng, tỏ vẻ mình cũng không thể ra sức, hơn nữa còn nói đỡ cho Diệp Phàm mấy câu làm Vương Thiên Lượng hận đến nghiến răng trèo trẹo mà không thể làm gì. Chẳng qua Cổ Bảo Toàn cũng biết, năm nay còn muốn từ mò thêm chút nào từ Cục Tài chính thành phố là không thể. Vương Thiên Lượng tuy nói bất đắc dĩ không thể làm gì Diệp Phàm nhưng trong lòng khẳng định đã ở thầm trách hắn là đầu mối gây ra chuyện này. Khu kinh tế Lâm Tuyền sửa đường đã triển khai rầm rộ, mặt đường cũng đã mở rộng, chỉ còn chuyện bến xe là không có tin tức.
Đây chính là một khoản đầu tư 200 vạn, tài chính khu kinh tế Lâm Tuyển gần như trống trơn, ngân hàng cũng còn thiếu mấy trăm vạn. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm chạy lên chạy xuống, vừa ở khu kinh tế thoát cái đã ở 6 trấn 2 xã, bận rộn suốt cả ngày. Vào đầu tháng, hội nghị thường vụ phát sinh một chấn động nhỏ. Trưởng ban tuyên giáo Ngọc Nhã Chi nhảy lên vị trí phó bí thư chuyên trách thứ hai, quyền lực xấp xỉ bí thư khối đảng Phí Mặc. Vị trí của bí thư ủy ban kỷ luật huyện Chu Trường Hà do ủy ban kỷ luật thành phố phái ra một người tên là Cố Đức Thành ngồi lên, nghe nói là thủ hạ tin cậy của chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Còn vị trí trưởng ban tuyên giáo huyện là do đồng chí Tạ Mạo Phát từ ban tuyên giáo thị ủy phái xuống, nghe nói là thân tín của bí thư khối đảng thành phố Tạ Quốc Trung. Cổ Bảo Toàn hết sức buồn bực, vất vả lợi dụng Diệp Phàm đánh đổ Chu Trường Hà nhưng lại để cho người khác hái đào, vốn y hy vọng bí thư Chu Cản Dương có thể phái đến vài người chống đỡ thêm cho mình. Vậy mà người định không bằng trời định, Chu Cản Dương tạm thời đến trường đảng Trung ương học tập, bởi vì thời gian gấp gáp nên đã đem chuyện giao lại cho phó bí thư thị ủy kiêm chủ tịch thành phố La Hạo Thông. La Hạo Thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để nhét người của mình vào nên liên hiệp với bí thư khối đảng Tạ Quốc Trung và phó bí thư chuyên trách thứ hai Ngọc Hoài Nhân để ép hệ của Chu Cản Dương xuống. Chu Cản Dương không có ở đây nên bộ máy Ngư Dương thoáng cái đã đảo bài nho nhỏ thêm lần nữa. Trải qua một lần như vậy, Ngọc gia ở Ngư Dương đã tăng thêm quyền lực, ba nhà khác cũng không thêm được gì. Vệ Sơ Tinh cuối cùng cũng có thêm đồng minh là bí thư ủy ban kỷ luật Cố Đức Thành, sau này trên hội nghị thường vụ sẽ có hai phiếu, quyền lên tiếng cũng lớn hơn không ít. Tạ Quốc Trung cũng nhét vào được một vị trí trưởng ban tuyên giáo Tạ Mạo Phát, cộng với trưởng ban tổ chức Miêu Phong trước đó, hai người hô ứng lẫn nhau. Bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn vốn là có hy vọng Chu Cản Dương sẽ phái người chiếm cứ vị trí của Chu Trường Hà, sau đó nắm vững hội nghị thường vụ trong tay, không ngờ vì chuyện Chu Cản Dương đi học mà hỏng hết mọi việc. Trước mắt trong tay Cổ Bảo Toàn cũng chỉ có tránh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy và bí thư ủy ban chính pháp Phương Sương Nhiên là thân tín, cộng thêm phiếu của y là 3. Vì thế thành viên Ngư Dương thoáng cái đã khó phân biệt, chia làm vài phái. Vệ Sơ Tinh có xu hướng đi lên, Miêu Phong và Tạ Mạo Phát thì có khuynh hướng hợp tác để đối chọi lại Bảo Toàn. Tứ đại gia tộc Ngư Dương mỗi nhà chiếm một phiếu, tản mát không rõ khuynh hướng, còn nguyên bí thư thành quan trấn Trần Húc Quang được điều đi. Cổ Bảo Toàn cảm giác rất đau đầu, thế cục thoáng cái đã đảo lộn, sau khi về nhà đập vỡ mấy chén trà báo hại vợ y phải ra sức thu dọn. Ai, chẳng lẽ là ông trời muốn bắt Cổ Bảo Toàn này thật bận rộn sao sao? Người định không bằng trời định, chuyện quan trường này không ai có thể nói rõ ràng, thay đổi trong nháy mắt. Mấy ngày bố cục vất vả để tước quyền lực của Ngọc Gia, Phí Gia vậy mà giờ Ngọc Gia lại nổi lên, quyền lực Phí Gia tuy nói yếu đi một chút nhưng cũng không thể khinh thị, ai. Ý tứ của lãnh đạo bên trên đúng là làm cho lũ tiểu nhân chúng ta khó đoán. Ai? Cổ Bảo Toàn khổ sở. Đối với biến hóa nhân sự của huyện, các cán bộ dĩ nhiên đều là nghe ngóng qua các kênh, đơn giản là muốn thiết lập quan hệ với các thường vụ. Những thường vụ mới tới huyện vì căn cơ chưa vững nên thái độ với cấp dưới cũng tương đối hòa nhã. Đặc biệt là Ngọc Gia tương đối náo nhiệt, Ngọc Nhã Chi lên vị trí phó bí thư chuyên trách thứ hai làm cho thế lực Ngọc Gia lên cao chưa từng thấy. Phí Gia bởi vì ảnh hưởng chuyện công trình Quỷ Anh Than vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ nên cũng tạm thời chưa có động tĩnh. Hơn nữa, Cổ Bảo Toàn nhân lúc Phí Gia và Tiếu Gia còn choáng váng đã đoạt về 3 xã và thị trấn, coi như là thắng lợi nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã vào mùa hè. Thời gian khai giảng lớp nhân tài xuyên thế kỷ của tỉnh chỉ còn cách mấy ngày, Diệp Phàm đã ở nắm chắc công tác, triển khai toàn diện mọi mặt khu kinh tế Lâm Tuyền. Chỉ là trước khi đi không thể nào yên tâm bàn giao. Diệp Phàm có chút bận tâm phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa của khu kinh tế cũng không phải người có thể toàn tâm tín nhiệm, sau này có khả năng thành phát triển trở thành làm đối thủ. Cho nên hắn phải giữ lại nhiều điểm, nếu không e là vừa đi thì ý đồ triển khai của mình sẽ bị loạn. Cho dù là Trương Quốc Hoa chỉ nắm quyền vài tháng thì chắc cũng sẽ ảnh hưởng đến mạng giao thông lớn Lâm Tuyền vì mấy tháng này là thời kỳ mấu chốt không thể qua loa. Chủ nhiệm Diệp, tôi muốn gặp anh. Trong điện thoại vang lên tiếng của Hạ Giai Trinh, nghe giọng của cô có vẻ chần chừ. Là bí thư Hạ A, xin chào, ở chỗ nào? Diệp Phàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi vội vàng hỏi. Phòng ca múa Lam Nguyệt Lượng. Hạ Giai Trinh la lớn, bên trong truyền đến tiếng nhạc chói tai. Kỳ quái, Hạ Giai Trinh hình như đang buồn,
chẳng lẽ là đi phòng ca múa mượn rượu tiêu sầu. Diệp Phàm nghĩ ngợi lan man rồi không lâu sau thì tới phòng ca múa Lam Nguyệt Lượng. Hắn mở cửa đẩy vào trong thấy sương khói mù mịt không thấy rõ một ai, vội vàng điều khí thi triển ưng nhãn mới nhìn rõ. Chương 591, nữ nhân điên cuồng. Trong ánh đèn màu mờ mờ, phát hiện trên mặt bàn là mấy chai rượu trắng cao độ, cho dù là đàn ông cũng không chịu được nếu uống nguyên một chai, huống hồ là phụ nữ như Hạ Giai Trinh. Trên ghế xa đang nằm nghiêng một người, trong miệng ngậm một điếu thuốc đang nhả khói. Diệp Phàm vội vàng bước vào nhìn lại thì chính là tân bí thư thị trấn Quy Hồ Hạ Giai Trinh. Hạ Giai Trinh lúc này đã ngà ngà, bởi vì sắp đến tháng 6 nên khí trời Lâm Tuyền tương đối nóng. Vì vậy Hạ Giai Trinh chỉ mặc một áo trắng ngắn tay, chắc là vừa uống xong một chai nên thân thể nóng rực. Hơn nữa còn bị khói thuốc sông mù mịt nên hai cúc áo trên bật ra từ lúc nào không biết, để lộ chiếc áo con hở hững bên trong. Bên dưới cô mặc một chiếc váy mà lam, vì đang nửa nằm nên hai chân mở ra, cảnh tượng dưới váy lộ hết ra, cặp mắt ưng của Diệp Phàm nhìn không sót một thứ gì. Cô làm gì vậy, sao phải uống rượu hút thuốc hành hạ mình? Diệp Phàm vội vàng rút điếu thuốc ra khỏi miệng Hạ Giai Trinh rồi đỡ dậy. Ha ha ha, hút thuốc, sao lại rút ra, chẳng phải đàn ông các anh nói sau khi ăn xong hút một điếu thuốc thì sung sướng tựa thần tiên sao? Khanh khách, tôi cũng vậy muốn làm thần tiên tốt, không có phiền não. Hạ Giai Trinh phun miệng đầy mùi rượu, liếc Diệp Phàm một cái rồi dựa hẳn vào vai hắn. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra đỡ, vừa lúc hai người cứ thế ôm nhau. Bí thư Hạ, có chuyện gì nói cho tôi nghe một chút đi. Diệp Phàm hỏi. Đừng gọi tôi là Bí thư Hạ, tôi không phải là Bí thư Hạ. Hạ Giai Trinh đột nhiên tức giận, vùng vằng muốn đứng lên. Giai Trinh, đừng cửa quậy. Diệp Phàm nói vẻ thân thiết. Giai Trinh là để cho anh gọi sao? Ha ha ha, Diệp đại chủ nhiệm, anh là đại chủ nhiệm của khu kinh tế Lâm Tuyền, uy phong lẫm liệt a. Tôi là lính của anh, là lính hiểu không? Đừng đụng vào tôi muốn. Hạ Giai Trinh vừa nói lại giãy giụa đứng lên. Cô vừa đứng lên thì lại té dầm một cái khiến Diệp Phàm hoảng hồn ôm lấy an ủi. Giai Trinh, cô uống nhiều quá rồi đấy. Có chuyện phiền lòng gì cũng không thể đày đọa thân thể mình. Buông. Hạ Giai Trinh luôn luôn văn nhã hôm nay giống như ăn đạn, cố sức đẩy Diệp Phàm ra. Đừng động, cô lại ngã bây giờ. Diệp Phàm ôm chặt khiến Hạ Giai Trinh căn bản không nhúc nhích được. Anh muốn làm gì, tốt lắm, anh không phải là muốn đỡ tôi sao? Vừa lúc, anh đưa tôi vào phòng vệ sinh đi tiểu. Hạ Giai Trinh ngay cả từ đi tiểu cũng nối ra, bình thường sao có thể vậy khiến Diệp Phàm trố mắt, xem ra hôm nay cô đúng là say thật. Diệp Phàm vội vàng. Tôi đi tìm nữ phục vụ viên tới giúp cô. Vừa nói lại muốn đứng lên đi tìm người. Làm sao, không dám á, không được, cần phải anh đỡ. Hạ Giai Trinh cũng không biết lấy đâu ra sức, ôm chặt lấy Diệp Phàm khiến hắn thở không nổi. Hu hu hu. Hạ Giai Trinh lại có thể khóc lên. Khóc đi, khóc khóc hữu ích cho khỏe mạnh. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ về Hạ Giai Trinh. Hạ Giai Trinh khóc một lúc chắc cũng mệt, rốt cục dần dần ngừng. Tôi đỡ cô. Diệp Phàm nói nhẹ. Ừ. Hạ Giai Trinh khẽ ừ. Thật ra thì không thể gọi là đỡ, dùng từ ôm thì đúng hơn. Cả người Hạ Giai Trinh được Diệp Phàm ôm vào phòng vệ sinh. Đương nhiên đây cũng là ngộ biến phải tòng quyền, không ôm thì Hạ Giai Trinh lại ngồi bệt xuống. Diệp Phàm đi ra, tuy nhiên vừa mới bước ra phòng vệ sinh thì bên trong lại nghe rầm một tiếng, hắn cuống quýt vội vàng đẩy cửa tiến vào. Thì phát hiện Hạ Giai Trinh đang kéo váy, chắc là vì không tìm thấy chỗ kéo ở đai lưng, cả người đang ngây ngất vì rượu nên trượt chân ngã lăn trên sàn nhà. Ai? Diệp Phàm thở dài nửa ôm lấy Hạ Giai Trinh. Thấy Hạ Giai Trinh tay còn đang tìm loạn đầu gút, chắc là đã nhịn không nổi, nếu không mở kịp sẽ tiểu trong quần, một bí thư đảng ủy thị trấn đi tiểu trong quần, vậy cũng có thể sẽ trở thành tin tức nóng hổi huyện Ngư Dương. Diệp Phàm vội vàng nói. Cô chờ đó, để tôi tới giúp cô. Anh giúp tôi, giải khai. Hai chữ phía sau thật đúng là làm người ta phun máu. Không, tôi tìm chỗ cho cô thôi. Diệp Phàm giật bắn mình, vội vàng lắc đầu. Hừ, đường đường đại chủ nhiệm Diệp mà chút đó cũng không dám làm, có phải Hạ Giai Trinh này không lọt vào mắt anh không? Tôi chưa sợ thì anh sợ cái gì, hừ. Cũng đúng, anh đường đường đại chủ nhiệm,
tôi coi là cái gì? Hạ Gia Trinh ai oán, xem ra đang giận dỗi nên lấy rượu làm loạn. Tôi cởi. Diệp Phàm lấy hết sức gật đầu, bàn tay run rẩy đặt lên, giống như chỗ eo lưng của Hạ Gia Trinh nặng đến ngàn cân. Trong lúc bối rối nên chỉ đơn giản cởi mối dây buộc cũng khiến hắn mất đến vài phút, mồ hôi trên trán toát ra. Diệp Phàm thấy Hạ Gia Trinh vặn vẹo, biết cô chắc đã nhịn không nổi, nếu không cởi kịp thì phiền toái. Hắn thầm mắng. Ngoá nó, chỉ là một cái nốt buộc thôi mà. Mắng xong hắn dụng nội kình kéo một cái khiến cả chiếc quần váy rơi xuống, hơn nữa là kéo theo cả quần lót. Đào nguyên thần bí tươi tốt có thể khiến người ta phun máu lổ lộ trước mặt Diệp Phàm, Hạ Gia Trinh đã sớm ngồi xổm xuống, lập tức nghe tiếng nước chảy xòe xòe, chắc là gấp gáp nên cũng không kịp trách cứ người khác. Diệp Phàm không dám rời đi, sợ cô không ngồi vững được nên dứt khoát cầm tay, mắt nhìn vào phòng vệ sinh không dám ngang ngửa, chỉ sợ Hạ Gia Trinh tỉnh rượu nhớ lại rồi về tính sổ thì chọc phải đại phiền toái. Chẳng qua thanh âm róc rách đó thật sự quyến rũ khiến Diệp Phàm phải dùng hết nghị lực mới không cúi đầu, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng liếc nhanh một cái nhưng không thấy gì, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hạ Gia Trinh sau khi xong việc thì không thắt lại được dây lưng, Diệp Phàm lại đành tự an ủi. Chuyện gấp phải tòng quyền, ta không phải cố ý muốn xem, Phật tổ a, tha thứ ta đi. Cánh tay anh chưa run run mãi mới buộc lại được đai lưng, Hạ Gia Trinh cũng là kỳ quái, lúc này thật giống như tỉnh rượu ngẩn người nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên mặt bắt đầu đỏ ửng. Chẳng qua không biết là do sức rượu đang còn hay là do thẹn trong lòng, tuy nhiên đều toát lên vẻ mê người động hồn phách. Nếu không phải đồng chí nam bên cạnh nghị lực cũng khá lớn, nếu không chắc là trong phòng vệ sinh sẽ phát sinh chuyện gì. Không lâu, Phạm Xuân Hương đưa canh giải rượu và một cái quần tới. Liếc nhìn Diệp Phàm có vẻ quái dị nhưng không lên tiếng. Đừng có nhìn anh như vậy, anh không làm gì, là cô ấy đi vệ sinh kéo hư. Diệp Phàm vội vàng nhỏ giọng giải thích, nếu không đúng là quá mất mặt đại chủ nhiệm, ở trong phòng ca múa cậy mạnh kéo rách quần nữ thuộc hạ, đây tuyệt đối là tin tức chấn động tỉnh Nam Phúc. Có Phạm Xuân Hương giúp đỡ nên giải quyết được vấn đề đổi quần. Diệp Phàm đưa Hạ Gia Trinh về khu kinh tế Lâm Tuyền, tạm thời ở trong dãy phòng ỏ. Nửa đêm, Hạ Gia Trinh tỉnh lại, phát hiện quần bị đổi sợ có người trông thấy nên gắng gượng bò dậy. Đừng động, là tôi gọi bà chủ Xuân Hương từ lâu đổi lại cho cô. Diệp Phàm cười giải thích một phen, nếu không sẽ sinh hiểu lầm. Nha! Hạ Gia Trinh thật giống như thở phào nhẹ nhõm, một hồi lâu mới thở dài. Chủ nhiệm Diệp, hôm nay tôi sao rồi, vừa rồi ở phòng vệ sinh đã làm phiền anh. Nói xong thì đỏ bừng mặt. Chắc là nhớ lại điều gì? Tôi, lúc ấy tôi không nhìn thấy cái gì, tôi, lúc ấy tôi nhìn lên trần nhà. Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng, vội vàng giải thích. Tuy nhiên hắn giải thích rất ấp úng, làm người ta không thể tin được. Không có chuyện gì, nhìn thì nhìn, thân thể phụ nữ chẳng phải để cho đàn ông nhìn sao, ai? Hạ Gia Trinh thở dài, suy nghĩ một chút, đột nhiên quay đầu cười hỏi khẽ Diệp Phàm. Xem được không? Tốt, đẹp mắt, không, tôi không nhìn thấy. Diệp Phàm hận đến mức muốn vả vào mặt mình, đúng là quá mất mặt. Không nhìn thấy có phải hay không, có phải có chút tiếc nuối, để tôi kéo cho anh nhìn. Hạ Gia Trinh đột nhiên bộc phát, bắt đầu kéo quần khiến Diệp Phàm giật bắn. Bình tĩnh một chút Gia Trinh, rốt cuộc là vì cái gì, nói cho anh nghe nào. Diệp Phàm cao giọng, tuy nhiên thấy Hạ Gia Trinh dưng dưng thì lại mềm nhũn, nhẹ giọng. Gia Trinh, em làm sao mà lại như vậy, hôm nay may là gặp anh nếu là người khác thì phiền toái. Diệp Phàm cười khổ vội vàng nói sang chuyện khác. Không có gì. Hạ Gia Trinh lắc đầu, thầm nghĩ còn không phải là anh gây ra, là anh xem nhẹ tôi, trước mặt bí thư Cổ kiên quyết tôi làm bí thư thị trấn Quy Hồ. Bây giờ lại ra vẻ thân thiết, tôi cũng đâu là gì của anh, thật khiến người buồn chán a. Chương 592, không nghe lời thì triệt hạ. Hạ Gia Trinh suy nghĩ linh tinh, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cũng không nói những chuyện đó, lo lắng nói. Sau này không biết làm thế nào, ai, chỉ là Tạ Trụ Sơn đó không dễ làm việc chung. Em đến thị trấn Quy Hồ mấy ngày, chỗ nào cũng bị quản chế. Trong năm đồng chí của hội nghị đảng ủy thì có 3 người nghe lời y. Sau khi tiếp nhận em muốn tiếp tục thi hành kế hoạch của đồng chí Liễu Chính, tuy nhiên Tạ Trụ Sơn hình như có suy nghĩ của mình. Y cũng không đặc biệt nhiệt tình với chuyện sửa đường,
thời gian trước khi Liễu Chính còn đang ở đấy, y cũng chỉ giả vờ, hiện tại Liễu Chính vừa đi, Tạ Trụ Sơn cho rằng em đoạt chiếc ghế bí thư của y, cho nên cứ gây khó dễ với em. Sáng hôm nay em chủ trì cuộc họp đảng ủy lần đầu tiên, thương lượng sửa đường làm thế nào phát động quần chúng, kèm theo một chuỗi các con đường nhỏ có liên quan đến mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, nếu đã có cơ hội tốt thì nên lợi dụng. Ai ngờ Tạ Trụ Sơn lập tức sai mấy đảng ủy viên khác của y nhảy ra ngăn cản, nói là thị trấn Quy Hồ đã không chịu nổi gánh nặng, có thể sửa con đường chủ đạo đã rất tốt rồi. Đường nhỏ ở nông thôn quan tâm đến làm gì? Cho dù là giải đá vụn, san bằng cũng không có bao nhiêu tác dụng để cao tốc độ kinh tế. Em giải thích hồi lâu cũng vô dụng, kết quả không khó tưởng tượng. Năm đảng ủy viên trong đảng ủy thị trấn, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu vứt bỏ quyền, ai, chủ nhiệm Diệp, anh nói xem, có phải em không thích hợp giữ vị trí bí thư của thị trấn nữa? Em là một cô gái, không có uy tín, không ai tin, có phải không làm được chuyện gì hay không? Hạ Giai Trinh lộ ra vẻ như đưa đám. Đừng nóng vội, em vừa tới, người khác còn chưa hiểu em, chuyện này là bình thường. Chúng ta có thể từ từ, thử cấu kết với các đảng ủy viên, tranh thủ thông cảm của bọn họ. Đương nhiên, đối với một số phần tử ngoan cố thì phải chọn lựa biện pháp cần thiết, hạ thủ tuyệt đối không hàm hồ gì cả. Diệp Phàm nói xong, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ai, đúng là khó khăn, Tạ Trụ Sơn là người của Tạ Gia Ngư Dương, nghe nói là em họ của Tạ Cường. Em làm sao dám hạ thủ với y? Hạ Giai Trinh lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, nếu như không dễ hạ thủ đối với y, chúng ta sẽ tìm cách khác, làm y mất quyền lực toàn diện là được. Giai Trinh, sau này anh không cho phép em dùng loại phương thức tự làm mình tổn thương để giày vò bản thân. Em tin anh đi, ở Ngư Dương em còn có anh đứng sau lưng ủng hộ, ngày mai anh sẽ tới thị trấn Quy Hồ, nói chuyện với 3 đảng ủy viên kia, hừ. Nếu bọn họ thật sự không thức thời, anh cũng phải suy nghĩ loại bỏ. Người muốn ngồi lên vị trí của khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta rất nhiều. Diệp Phàm lộ vẻ mặt lạnh lùng. Anh, ủng hộ em. Hạ Giai Trinh lẩm bẩm, trong lòng buồn bực, thầm nghĩ, anh không kéo em xuống là được rồi, còn chịu ủng hộ em. Ban đầu khi đề cử, anh đã phản đối em trước mặt bí thư cổ, làm sao chịu ủng hộ em, nhất định là nói lời dễ nghe dụ dỗ tôi. Cảm ơn. Hạ Giai Trinh nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khẽ nói. Chủ nhiệm Diệp, anh cho em dựa một lát được không? Dựa, được. Diệp Phàm hơi sững sờ, đỡ lấy Hạ Giai Trinh, để cô ta dựa vào bả vai mình, hai người dựa vào nhau trên giường, cứ im lặng như vậy, không ai nói chuyện, chỉ có một loại không khí khó hiểu bao phủ, không nói rõ được, hai người đều mơ hồ có cảm giác. Em gọi anh một tiếng Diệp đại ca được không? Hạ Giai Trinh lẩm bẩm nói. Tùy em. Diệp Phàm nói. Anh Diệp, anh nói phụ nữ lăn lộn quan trường có phải khó hơn hay không? Hạ Giai Trinh lo lắng nói. Nếu so sánh với đàn ông, đúng là khó khăn rất nhiều. Một số đàn ông sắc tính chưa đổi, thường xuyên quấy rầy các em. Tuy nhiên anh tin cùng với tiến bộ xã hội, vị trí của phái nữ đang từng bước đề cao. Hiện tại quốc gia không phải đã sớm đề xướng nam nữ bình đẳng, chẳng qua cũng cần phải có một quá trình tiến dần. Anh nghĩ mùa xuân của các em sớm muộn sẽ đến thôi. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi. Hy vọng như anh nói. Hạ Giai Trinh ấp úng, cuối cùng vẫn phải không hỏi Diệp Phàm tại sao phản đối chuyện mình đảm nhiệm bí thư thị trấn Quy Hồ. Sáng ngày thứ hai, Lôi Thản tiên sinh của Cổ Lưu Các Thủy Châu đến. Lôi tiên sinh, thứ màu trắng nửa đêm xuất hiện ở nhà ngài gần đây có làm loạn không? Diệp Phàm hỏi. Nó rất ít ra ngoài làm loạn. Thật ra thì cũng chưa tới mức gọi là làm loạn, chỉ lấy trộm một số đồ chơi trẻ con, cũng không nguy hại đến người nào trong nhà. Tuy nhiên có một thứ đồ thần bí như vậy, còn chưa làm rõ, người trong nhà lúc nào cũng lo sợ khối cương thi thần bí đó phát sinh biến hóa gì đó. Thật ra theo phương diện nghiên cứu khoa học mà nói chuyện đó không có khả năng, cương thi chỉ là một loại thi thể không thối nát mà thôi, cũng không thể sống lại thật sự. Ngoài mặt Lôi Thản nhìn như bình thản. Thực sự trong lòng tương đối lo lắng, có lẽ là sợ cha mình bắt y hỏa táng khối cương thi. Người này yêu đồ cổ điên cuồng, thật là hiếm có. Được, qua tháng này tôi sẽ đến Thủy Châu học tập, đến lúc đó phải xem rốt cuộc là đồ vật thần bí gì. Diệp Phàm cười cười, liếc mắt nhìn Lôi Thản cả người mặc đồ cổ trang lại nói. Không biết Lôi tiên sinh lần này tới chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Nhiều như vậy đủ chứ?
Lôi Thản xòe ra ba đầu ngón tay. Được, có 300 vạn, hơn nữa khu kinh tế Lâm Tuyển chúng tôi bỏ ra 100 vạn, tổng cộng 400 vạn mới có thể làm du lịch hình thức tìm tòi bí mật. Tôi tin tưởng tìm tòi bí mật Hoàng Tuyền địa phủ nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách yêu thích mạo hiểm tìm đến lúc đó Lôi tiên sinh cứ đợi mà đếm tiền, ha ha ha. Diệp Phàm cười sảng khoái. Tôi không có hứng thú đếm tiền, chủ yếu chỉ muốn làm rõ Mạc Châu Nhị Lang và Thủy Châu Nhị Phu rút cuộc là chuyện gì. Trong lịch sử, thật ra có rất nhiều chỗ truyền kỳ và thần bí, các nhà khảo cổ học tại sao luôn thích thú tìm kiếm cổ mộ và những bộ xương người chết không biết mệt, hay chỉ vì chữ bí làm cho thích thú. Từ sâu trong đáy lòng nhiều người luôn không yên bình, chưa tìm hiểu được rõ ràng sẽ không bỏ qua. Lôi Thản vừa nhắc tới tìm tòi bí mật đồ cổ thoáng cái hai mắt đã sáng bừng, giống như biến thành một người khác. Ai, người này chơi đồ cổ đến điên mất rồi. Diệp Phàm ngầm thở dài một tiếng, cười nói. Được, Lôi tiên sinh không để ý đến tiền bạc, nhưng tôi là người phụ trách khu kinh tế Lâm Tuyền, dù sao cũng phải lo lắng cho cuộc sống của mười mấy vạn dân chúng nơi này. Tôi cần tiền, có lẽ có người nói Diệp Phàm này là một người thô tục, điểm này tôi không hề để ý. Chỉ cần có thể giúp cho cuộc sống của mọi người tốt hơn một chút, cho dù là chuyện khó khăn, thô tục thế nào tôi cũng sẽ làm, ha ha ha. Chủ nhiệm Diệp không phải là tục nhân, hoàn toàn ngược lại, anh là một người có phẩm chất cao thượng, có thể chân chính làm một vị quan tốt lo lắng cho nhân dân. Có lẽ có người cho rằng chủ nhiệm Diệp chọn lựa phương thức không thỏa đáng. Thật ra tôi muốn nói một câu của vĩ nhân, bất kể mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt được chuột thì là mèo tốt. Ha ha ha. Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng cười thoải mái của hai người. Thật ra Lôi Thản nhìn qua cũ kỹ, kỳ thực rất hiện đại. Tuy nhiên khi nói với Tạ Đoan và Mâu Dũng ở Trấn Lâm Tuyền về chuyện tu sửa khai phá Trung Húc Thánh Quân Cung ở Quỷ Anh Than thành hạng mục du lịch, hai người đều ra sức ngăn cản, chính vì không muốn trả tiền. Chủ nhiệm Diệp, người Lâm Tuyền chúng tôi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, làm gì còn tốn công phu bỏ tiền mua vé vào Hoàng Tuyền địa phủ gì đó. Chẳng qua là một sơn động bình thường lại thêm mấy bộ hài cốt mà thôi. Vừa nghe nói thì Trấn Lâm Tuyền phải bỏ ra 100 vạn, Tạ Đoan đã biến sắc, thương lượng với Mâu Dũng một lát, nhất quyết giữ chặt túi tiền, không bỏ ra đồng nào. Tôi cho rằng chủ tịch thị trấn Tạ nói rất đúng, một số danh sơn Đại Châu cũng bởi vì ngư dương chúng ta quá vắng vẻ, căn bản không thu hút được du khách. Hạng mục này đầu tư mấy trăm vạn đến lúc nào mới thu hồi được vốn. Nếu không có ai tới mấy trăm vạn có thể bị trôi theo dòng nước. Chủ nhiệm Diệp, anh cũng biết, danh tiếng thị trấn Lâm Tuyền dễ nghe, cái gì là khu kinh tế, thị trấn trung tâm trấn. Thật ra tài chính cũng rất khó khăn, gần đây chuyện mở rộng đường, rồi xây mới trạm xe còn không kiếm đâu ra tiền, chứ đừng nói đến mù quáng đầu tư vào tìm tòi bí mật hang động gì đó. Mâu Dũng nói thẳng không ngại ngần, cũng không coi trọng hạng mục này. Diệp Phàm vốn tính toán khu kinh tế ra 100 vạn, thị trấn Lâm Tuyền bỏ ra 100 vạn, cộng thêm 300 vạn của Lôi Thản tổng cộng có 500 vạn là có thể làm được. Hơn nữa bởi vì nơi này ở thị trấn Lâm Tuyền, mặc dù Lôi Thản không để ý đến tiền bạc, cho nên khu kinh tế Lâm Tuyền và thị trấn Lâm Tuyền mỗi nơi chiếm 3 thành cổ phần, Lôi Thản trái lại chỉ chiếm 4 thành cổ phần. Sau này có thu hoạch thì đợi đếm tiền là được, ai ngờ ánh mắt Mâu Dũng và Tạ Đoan lại hẹp hòi như vậy. Chỉ nhìn thấy số tiền đầu tư trên 100 vạn trước mắt, không nghĩ đến lợi ích thu được lâu dài sau này. Có lẽ hai người bọn họ cũng nghĩ đến, một là hai người cũng không thể ở Lâm Tuyền lâu dài, đối với Mâu Dũng mà nói chỉ là tới đây tìm cơ hội, có lẽ không lâu nữa sẽ rời khỏi, cho nên càng không muốn bỏ ra 100 vạn. Còn Tạ Đoan cũng có tiền đồ rất tốt trước mặt, đương nhiên cũng không muốn đem một số tiền lớn đập vào hạng mục trong thời gian ngắn không có bao nhiêu thu hoạch. Thu nhập du lịch cần phải đầu tư lớn, nhìn thấy hiệu quả kinh doanh tương đối chậm. Hơn nữa ở thị trấn Lâm Tuyền làm hạng mục tìm tòi bí mật hang động như vậy nguy hiểm tương đối lớn, đến lúc làm tốt lại rơi vào tay người khác thì khóc không ra nước mắt, cho nên Tạ Đoan và Mâu Dũng căn bản không coi trọng hạng mục này. Bí thư Mâu, chủ tịch thị trấn Tạ, nếu thị trấn Lâm Tuyền các anh không muốn đầu tư vào hạng mục này, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là chọn lựa phương thức kinh doanh tiến cử hùn vốn. Tôi sẽ đi mấy nơi thu nạp tài chính, tuy nhiên lời không hay tôi xin nói trước, đến lúc đó nếu doanh lợi của hạng mục này không nhỏ, thị trấn Lâm Tuyền cũng đừng nói nhỏ sau lưng. Hôm nay Bí thư Hạ, Bí thư Tống, Bí thư Phí đều đang ở đây, cộng thêm hai phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi, chuyện này do chủ nhiệm Đinh ghi chép lại.
anh ấy sẽ ghi chép một tờ biên bản hội nghị chính thức, sau đó xin mời hai vị ký cho, biểu thị thái độ, tránh cho sau này lại thắc mắc. Đương nhiên, Trung Húc Thánh Quân cung trước kia do nhân dân Lâm Tuyền xây dựng. Chúng tôi sẽ bỏ ra 80 vạn mua đứt, các vị thấy thế nào? Diệp Phàm nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tạ Đoan và Mâu Dũng. Chương 593, ra mặt vì người đẹp. Được, Tạ Đoan và Mâu Dũng liếc mắt nhìn nhau nói. Tuy nhiên 80 vạn này rốt cuộc là thuộc về chính quyền thị trấn Lâm Tuyền hay là người ban đầu xây cung này, chuyện này khó mà chứng nhận. Bởi vì cung này nghe nói đã có hơn 200 năm lịch sử. Chúng tôi cũng điều tra tài liệu, hình như lúc ấy là do một số danh nhân địa phương dẫn đầu khởi xướng quyên tặng xây dựng. Tôi đã tìm được con cháu đời sau của bọn họ, thương lượng với họ sử dụng khoản tiền 80 vạn này. Tạ Đoan nói, có vẻ thoải mái, thầm nghĩ. Một phá cung hư hỏng không đáng giá một đồng, bây giờ có thể kiếm được 80 vạn, đúng là lời to. Được, tuy nhiên khi ký tên cũng phải tìm được đời sau của những người xây dựng có ghi chép để ký tên chứng nhận, tận lực làm thủ tục đầy đủ, tránh cho sau này gây ra chuyện gì không vui. Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên vẫn thận trọng. Các anh sử dụng 80 vạn đó nhất định phải thận trọng, phải lấy ý kiến của đông đảo quần chúng, tốt nhất là sử dụng xây dựng các công trình công cộng, tỉ như sửa đường, làm một số phương tiện giải trí, ví dụ thị trấn Lâm Tuyền chúng ta không có quảng trường hoạt động, làm sân bóng rổ cũng tốt, phong phú cuộc sống sinh hoạt của nhân dân Lâm Tuyền. Tuyên Thạch, bãi đá vụn các cậu có thừa tiền không vậy? Diệp Phàm hỏi, tiền vốn đã kiếm lại toàn bộ, hiện tại có 60 vạn để dành, sao vậy? Anh Diệp không phải là... Không phải, tôi không cần tiền, hiện tại trái lại có một hạng mục đầu tư tốt, chính là Trung Húc Thánh Quân cung của Quỷ Anh Than. Dưới đáy cung có địa đạo, nếu tiếp tục đi vào còn có một dòng suối dưới lòng đất, bên trong có kỳ nhông, còn có mấy bộ hài cốt người xưa, tôi nghĩ nếu làm tốt có thể thu hút một số du khách đến tìm tòi bí mật. Lôi Tiên Sinh tới từ Thủy Châu đầu tư 300 vạn, khu kinh tế bỏ ra 100 vạn. Vốn tôi muốn đề nghị thị trấn Lâm Tuyền bỏ ra 100 vạn, tuy nhiên hai người Tạ Đoan và Mâu Dũng không muốn. Cho nên, nếu cậu có tiền nhàn rỗi, trái lại có thể dành hạng mục này cho cậu. Diệp Phàm nói, em nghe lời anh Diệp, bên này có 60 vạn tiền thừa, nếu đi gom góp cho đủ 100 vạn cũng không thành vấn đề, lúc nào anh Diệp muốn, em sẽ mang tới. Lý Tuyên Thạch mù quáng tin tưởng Diệp Phàm, căn bản không suy nghĩ có thể kiếm tiền hay không, có bao nhiêu nguy hiểm. Chuyện này có nguy hiểm, Tuyên Thạch, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, trở về bàn bạc với mọi người trong đập thiên thủy. Ai, người ở đập thiên thủy muốn kiếm ít tiền lời cũng không dễ. Diệp Phàm thận trọng nói. Không cần suy nghĩ, em tin tưởng ánh mắt của anh Diệp, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa số tiền này dù sao cũng là tiền lời kiếm được, cho dù thua lỗ coi như nửa năm trước không làm gì là được. Số tiền này lại dùng để tu sửa Thánh Quân Cung, là làm chuyện tốt. Hơn nữa chờ sửa đường xong chúng ta còn có một khoản tiền vật liệu, cũng kiếm tiền được. Em nghĩ, không chỉ mở ra bãi cát đá vật liệu, còn phải phát triển một số ngành nghề khác mới được. Sau này khi mạng giao thông lớn Lâm Tuyền toàn diện nối liền, nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ ít đi rất nhiều, nếu dựa hết vào một hạng mục thì quá ít, nếu không miệng ăn núi lở. Lý Tuyên Thạch cười nói. Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi, cậu viết một lá đơn báo cáo giao cho trưởng phòng Thiết Minh Hạ. Tuyên Thạch, sau này nếu như làm lớn thì dứt khoát thành lập một công ty đi. Tôi thấy cái tên đập thiên thủy không tệ đâu, gọi là công ty thiên thủy. Diệp Phàm cười nói. Được, em nghe lời anh. Lý Tuyên Thạch gật đầu. Năm vị đảng ủy viên thị trấn Quy Hồ theo thứ tự là Bí thư Hạ Giai Trinh, Chủ tịch thị trấn Tạ Trụ Sơn, Bí thư đảng ủy khối Thái Mao Lợi, Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách công nghiệp Bạch Gia Sơn, Phó Chủ tịch thị trấn phụ trách nông nghiệp Phượng Bảo Sơn. Trước kia Liễu Chính ở thị trấn Quy Hồ, quan hệ với hai vị phó chủ tịch thị trấn cũng không tệ lắm, Tạ Trụ Sơn là người Tạ gia Ngư Dương, có quan hệ anh em họ với trưởng ban bộ chỉ huy quân sự Tạ Cường. Bí thư đảng ủy khối Thái Mao Lợi cũng có quan hệ tương đối tốt với y. Chẳng qua sau khi Liễu Chính được điều thăng làm phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, trong lòng Tạ Trụ Sơn cứ tức giận, y vốn cho rằng chuyện mình thăng nhiệm làm bí thư đảng ủy thị trấn là ván đã đóng thuyền. Ai ngờ sau lưng lại toát ra một ngựa ô, chính là Hạ Giai Trinh. Cho nên Tạ Trụ Sơn nghiến răng nghiến lợi trong mấy ngày Hạ Giai Trinh còn chưa tới cố gắng tiếp cận, lôi kéo hai phó chủ tịch thị trấn là Bạch Gia Sơn và Phượng Bảo Sơn, không muốn bọn họ giúp đỡ bí thư Hạ Giai Trinh.
Bọn họ thật sự thành công, khi Hạ Gia Trinh mở hội nghị thường ủy thị trấn lần đầu tiên có 3 phiếu phản đối, 1 phiếu tán thành, 1 phiếu vứt bỏ quyền, thành công bác bỏ đề nghị của Hạ Gia Trinh. Cho nên mới khiến cho Hạ Gia Trinh trong lòng buồn bực, lại nghĩ đến đồng chí Diệp Phàm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền ban đầu phản đối mình nhậm chức bí thư thị trấn Quy Hồ, lại càng buồn hơn. Cho nên mới diễn ra cảnh uống rượu say mềm trong phòng ca hát Lam Nguyệt Vịnh, kết quả đồng chí Diệp Phàm trái lại nhìn đã mắt tai nạn xấu hổ này. Bí thư Hạ, trong hội nghị đảng ủy đồng chí bỏ phiếu trắng là ai? Trên đường tới thị trấn Quy Hồ, Diệp Phàm hỏi. Phó chủ tịch thị trấn Bạch Gia Sơn phân quản công nghiệp. Hạ Gia Trinh nói. Xem ra đồng chí Gia Sơn cũng không bị Tạ Trụ Sơn lấn át, chứng tỏ em vẫn còn có một người có thể tranh thủ đồng minh, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Cũng không nhất định, có lẽ Bạch Gia Sơn còn đang treo giá, chờ Tạ Trụ Sơn cho y chút ích lợi gì cũng không chừng. Hạ Gia Trinh lắc đầu, cũng không thoải mái giống như Diệp Phàm. Chuyện này đúng là có chút làm khó em, Tạ Trụ Sơn có Tạ Cường chống đỡ, cho nên mới cuồng vọng như vậy. Em tuy nói cũng có thân thích trên thành phố, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tuy nhiên em cũng không lo lắng gì cả, em nghĩ, chỉ cần một thời gian, tạo dựng quan hệ với bọn họ. Hạ Gia Trinh lộ ra vẻ kiên nghị. Thời gian không chờ ai cả, chờ em giải quyết mấy người kia làm trì hoãn tiến độ xây dựng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền chúng ta thì đáng tiếc. Không được, chuyện này anh cần phải ra mặt rồi. Diệp Phàm lắc đầu. Nếu anh muốn ngay lập tức giải quyết những chuyện này thì quá khó khăn, kế hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền bình thường bọn họ cũng không kéo dài, hoàn thành theo như kế hoạch. Nếu dùng cái này áp chế bọn họ thì không có đạo lý, lúc ấy em chỉ muốn nhân cơ hội này san bằng mở rộng, trải đá vụn lên một số con đường nhỏ trong thôn nối liền với con đường chính mà thôi. Có lẽ chỉ cần chừng 100 vạn là đủ rồi, đương nhiên, kinh tế là một phương diện khác chính là tổ chức động viên người dân góp sức lao động. Chuyện này mọi người có chút lười nhác, không muốn làm. Các cán bộ như vậy, bọn họ có tích cực đương nhiên cũng không thể làm nên chuyện gì. Có khi vừa kêu gào, bọn họ cầm cuốc đi ra ngoài giả bộ, mặc dù nói không có tiền công, nhưng còn có thể kiếm được bao thuốc, kiếm chút cơm canh. Hạ Gia Trinh khổ sở nói. Ha ha, xem ra bí thư Hạ đã có biện pháp giải quyết tài chính rồi. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ. Cô có chú út là phó chủ tịch thành phố còn sợ không kiếm được 100 vạn. Nào có dễ dàng như vậy, thành phố đáp ứng cho 60 vạn, hơn nữa ít nhất cũng phải 3 tháng sau mới có thể cấp xuống, nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy, bọn người Tạ Trụ Sơn lấy tiền ra nói chuyện, nói là thu nhập tài chính một năm của thị trấn Quy Hồ vẫn chưa tới 100 vạn, phát tiền lương cho mình còn không đủ, làm gì còn tiền để sửa sang lại mấy con đường nhỏ cấp thôn. Chuyện này là bất chấp đến sống chết của nhân dân. Mù quáng làm công trình thành tích gì đó. Hạ Gia Trinh nói tới đây, ánh mắt có vẻ lo lắng oán trách liếc nhìn đồng chí Diệp Phàm. Em nhìn gì chứ, cô cũng không thể nói mạng giao thông lớn Lâm Tuyền của anh cũng là công trình thành tích. Đương nhiên, sau khi làm xong thể diện tuyệt đối là sáng sủa, tuy nhiên anh không có một chút suy nghĩ nào về chuyện này. Em cũng không cần oán anh gì cả, còn nữa, Gia Trinh, có phải em cũng muốn kiếm chút lợi ích từ mạng giao thông lớn Lâm Tuyền có phải không? Có lời nào em cứ nói thẳng. Diệp Phàm mỉm cười thản nhiên, đùa giỡn nói. Hừ, anh là đại chủ nhiệm, lãnh đạo của em nào dám. Hạ Gia Trinh tức giận, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Tối qua sau khi Hạ Gia Trinh tỉnh rượu suy nghĩ một lát, thiếu chút nữa xấu hổ muốn chết, càng nghĩ càng nhớ ra hình như mình còn được đồng chí Diệp Phàm bế vào nhà vệ sinh. Lúc ấy tuy nói mình còn chuyến choáng, hình như lúc ấy mình còn không cởi được thắt lưng và váy xuống. Còn bị Diệp Phàm ngăn lại, váy cũng bị xé rách, có lẽ phong cảnh gì đó bên trong đều bị Diệp Phàm nhìn thấy hết rồi. Chuyện này thật quá xấu hổ, tâm tư Hạ Gia Trinh tương đối phức tạp, có chút oán hận, tựa hồ trong lòng lại có một chút mừng rỡ không giải thích được, giống như nguyện ý cho Diệp Phàm nhìn thấy. Ha ha, lúc ấy khi em còn ở xã Tây Bàn cũng đã nói qua, một nụ hôn giá 5 vạn, anh cũng đã thực hiện. Diệp Phàm vừa nói, vừa cười liếc nhìn Hạ Gia Trinh nói. Nếu không như vậy, cứ một nụ hôn, anh cho cô em vạn thế nào hả? Chuyện này thật sự tiện nghi đấy. Hừ, anh nghĩ hay lắm. Hạ Gia Trinh tức giận, mặt nhất thời đỏ bừng, dứt khoát cúi thấp đầu xuống không muốn nhìn người nào đó. Em thật sự không muốn làm giao dịch sao, khoản giao dịch này em không hề thiệt thòi. Nếu anh mà đứng trên đường kêu gào như vậy,
có lẽ có bao nhiêu mỹ nữ la hét xông đến đòi tiến hành giao dịch rồi. Diệp Phàm mặt dày trêu ghẹo, đương nhiên là muốn trêu chọc Hạ Giai Trinh vui vẻ rồi. Trong xe trầm mặc, sau 5 phút, Hạ Giai Trinh đột nhiên nói. Được, một nụ hôn 10 vạn. Không đợi Diệp Phàm phản ứng tới đây, cảm giác trên mặt nóng lên. Hình như là có một đôi môi nóng bỏng dán lên mặt mình. Kê tê tê tê, tiếng thắng xe vội vàng vang lên, tránh để cho tai nạn chết người, loại tập kích đột nhiên này cũng quá chấn động lòng người. Chụt, chụt, chụt. Diệp Phàm sửng sốt, còn chưa phản ứng, Hạ Giai Trinh đã liên tiếp dành cho hắn 3 nụ hôn, xem ra rất nhiệt tình. Tuy nhiên cô ta chỉ hôn lên mặt, đôi môi đương nhiên không phải mục tiêu, Diệp Phàm đương nhiên nguyện ý ngay giữa đôi môi, chẳng qua đoán chừng Hạ Giai Trinh không muốn. Ngừng, Giai Trinh, em làm vậy là có ý gì? Diệp Phàm cố ý hỏi. Bốn rồi, anh phải đưa em 40 vạn, ha ha ha. Khuôn mặt Hạ Giai Trinh ửng đỏ như một cô bé cười ngây thơ, nụ cười thật ngọt ngào. Như vậy mà đòi 40 vạn, anh còn chưa chuẩn bị, đắt quá, không được, làm lại. Diệp Phàm giở trò ăn quỵt. Không được, nam tử hán nói chuyện phải giữ lời, một cô gái như em còn thực hiện hứa hẹn, một đại chủ nhiệm như anh lẽ nào muốn ăn quỵt. Hạ Giai Trinh bướng bỉnh cười nói, đôi mắt nhấp nháy, có vẻ kiêu ngạo. Được, được. 40 vạn thì 40 vạn, xem anh chị em như thế nào. Diệp Phàm cười khan một tiếng, thân thể bổ nhào tới. Trong xe nhất thời truyền đến tiếng thở hổn hển, hai đôi môi dung hòa, quấn chặt vào nhau. Chương 594, ăn chặn. Tuy nhiên khi Diệp Phàm cảm giác không khống chế được, đôi tay vừa chui vào trong làn váy, thuận thế vuốt lên, vừa chạm vào giải đất thần bí còn chưa kịp thị sát, móng vuốt sói đã bị một đôi tay khác ngăn cản. Không được. Hạ Giai Trinh theo bản năng, khẽ hừ một tiếng, tuy nhiên thật ra cô ta kháng cự cũng không kiên quyết lắm, chỉ là một loại phản ứng bản năng rất tự nhiên khi phái nữ gặp xâm phạm của phái nam. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng rất biết điều, từ trước đến nay hắn cũng không phải là người dùng sức mạnh cưỡng bức phụ nữ. Cuối cùng, đồng chí Diệp Phàm vô cùng lưu luyến, mạnh mẽ thò tay lướt nhẹ qua giải đất thần bí đó mấy cái mới rút lui. Đương nhiên, Hạ Giai Trinh chỉ hơi khước từ. Nếu như lúc này đồng chí Diệp Phàm thật sự muốn tiến thêm một bước gì đó, có lẽ Hạ Giai Trinh cũng sẽ không kịch liệt cự tuyệt, tuy nhiên Diệp Phàm cũng biết ý, không quấy rầy nữa. Sau đó, hai người cũng không nói gì, hình như tư tưởng còn đang nuối tiếc gì đó, đều cảm giác muốn thỏa mãn, Diệp Phàm buồn bực lái xe, nhắm thẳng hướng thị trấn Quy Hồ. Đến thị trấn Quy Hồ, Tạ Trụ Sơn và mấy phó chủ tịch thị trấn đều ra đón. Tạ Trụ Sơn là một người thô kệch. Nhìn qua không giống một chủ tịch thị trấn, trái lại giống một đồ tể chính tông. Ngoài mặt y có vẻ rất nhiệt tình, tuy nhiên sự kiêu ngạo trong xương cốt vẫn bị thuật xem tướng của Diệp Phàm cảm thấy. Xem ra người của Tạ gia cũng không hoàn toàn là tiếu diện hổ, Tạ Trụ Sơn chính là một kẻ bên ngoài lỗ mãng, kỳ thực khôn khéo, hơn nữa tương đối cao ngạo. Diệp Phàm thầm nghĩ, chủ nhiệm Diệp, tới phòng làm việc nghỉ ngơi một lát trước thì thế nào? Tạ Trụ Sơn cười nói. Không cần, sắp 2 giờ 30 rồi, chúng ta tới thôn có giao thông tương đối thuận tiện trước, lần này tôi chủ yếu muốn điều tra tình trạng sửa đường của thị trấn Quy Hồ các anh, để cung cấp chút ít căn cứ cụ thể cho mạng giao thông lớn Lâm Tuyền toàn diện triển khai. Diệp Phàm lắc đầu. Đoàn người đi cùng Diệp Phàm tới thôn Tiền Đường trước. Bởi vì trước đó có nhận được tin báo, chủ nhiệm Diệp muốn tới mấy thôn phụ cận điều tra tình hình, cho nên bí thư chi bộ Lý Hồi Phong của thôn này đã sớm tới nghênh đón. Người này là một ông lão chất phác, trên người mặc kiểu áo tôn trung sơn nhiều nếp nhăn, dáng vẻ rất quê mùa. Bí thư Hạ, chủ tịch thị trấn Tạ, các vị tới rồi, xin đến thôn ngồi trước. Lý Hồi Phong cười nói. Không cần, bí thư chi bộ Lý, có chuyện gì anh có thể trực tiếp nói với chủ nhiệm Diệp, anh ấy là lãnh đạo huyện phân quản thị trấn Quy Hồ chúng ta. Hạ Giai Trinh chỉ vào Diệp Phàm giới thiệu. Người này nhất thời hai mắt sáng lên. Sải bước đến trước mặt Diệp Phàm, đôi môi hơi run rẩy, nói. Đúng là khách quý, thôn chúng tôi trông ngày trông đêm rốt cuộc đã nghênh đón được một lãnh đạo huyện, từ lúc lên làm bí thư chi bộ tới nay, đã 4 năm cũng chưa từng thấy qua lãnh đạo huyện. Ha ha, bí thư chi bộ Lý, là chúng tôi làm việc không sâu sát, hiện tại mới đến thăm các vị được, gần đây 6 thị trấn 2 thị xã phụ cận đều đang sửa đường, tôi thấy con đường chủ đạo của thôn các vị hình như không tốt. Tại sao không nhân cơ hội này phát động mọi người tu sửa,
mở rộng mặt đường, giải thêm đá vụn, xe cộ đi lại cũng an toàn hơn. Nếu không trời mưa xuống xe sẽ trơn trượt, gây tai họa cho tài sản và tính mạng của người dân. Diệp Phàm cười, nắm chặt tay bí thư chi bộ Lý. Ai, không phải chúng tôi không muốn, chỉ là không có tiền. Chủ nhiệm Diệp cũng nhìn thấy, từ đường đi từ thị trấn đến thôn chúng tôi hư hỏng toàn bộ, vốn cũng do bọn họ tự phát tổ chức tùy tiện đào lên. Bởi vì không có tiền, ngay cả tiền thuốc nổ ngòi nổ cũng không đủ, cho nên, trên đường căn bản không có mấy khối đá, sau lại bị xe đè lên, vết xăm lốp rất dễ thấy. Hiện tại căn bản xe không thể đi qua được, làm hại lãnh đạo tới trong thôn còn phải đi bộ. Chúng tôi cũng muốn tu sửa, cũng sớm đề cập với thị trấn tới nhiều lần, thế nhưng. Bí thư chi bộ Lý nói tới đây nhìn Tạ Trụ Sơn đoán chừng có gì băn khoăn, không dám nói tiếp. Có lời gì anh cứ nói thẳng, hôm nay tôi tới đây không chỉ để xem xét, nếu như có thể giải quyết thì cho giải quyết. Diệp Phàm hòa ái nói. Chuyện này, bí thư chi bộ Lý ấp ấp úng không dám nói. Lúc này có một người thanh niên khỏe mạnh trong một đống thôn dân vây xem xung quanh cười khẩy nói. Bí thư chi bộ Lý, có gì không dám nói, có phải sợ chủ tịch thị trấn Tạ Hái mất mũ quan của ông không? Người thanh niên vừa nói nhất thời tạo ra một trận cười vang. Trương Khiêu Tam, cậu nói cái gì? Lý Hồi Phong bất mãn chừng mắt nhìn người thanh niên. À, cậu nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Xem chừng lá gan của cậu rất lớn. Diệp Phàm cười nói với người tên là Trương Khiêu Tam. Nói thì nói, sợ gì chứ? Nghe nói ngài là lãnh đạo huyện, vậy tôi nói luôn. Đường đi của thôn chúng tôi vốn đã sớm tu sửa rồi, tại sao chưa sửa chứ? Hừ, vì tiền đã bị các cán bộ thôn ăn sạch rồi. Nghe nói thượng cấp đã cấp xuống mấy lần tiền, nhưng lần nào cũng chỉ thấy bí thư chi bộ Lý đưa đơn xin báo cáo, có lần còn nói người dân thôn chúng tôi ký tên điểm chỉ, nói là quần chúng liên hợp ý kiến xin lãnh đạo coi trọng một chút, tuy nhiên cuối cùng cũng không nhìn thấy tiền. Trái lại bọn họ, ngài nhìn xem, ăn đến mức miệng bóng nhảy. Trương Khiêu Tam bĩu môi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Trương Khiêu Tam, cậu nói gì chứ, tôi ăn tiền lúc nào, đừng ở chỗ này ăn nói sằng bậy. Bí thư chi bộ Lý giận đến mức đôi môi run rẩy. Không ăn, vậy số tiền đó đem nuôi heo rồi, mười mấy ngày trước, cục trưởng Trương chú hai của Trương gia chúng tôi từng đến thôn chúng ta công tác, rõ ràng đã cấp xuống 15 vạn cho thôn chúng ta sửa đường, số tiền đó đi đâu rồi? Đừng tưởng Trương Khiêu Tam này là kẻ ngu, lần đó tôi tới thành phố vừa vặn gặp được nhị thúc Trương, chú ấy còn quảng ra điếu thuốc Trung Hoa cho tôi hút, lúc ấy còn thuận miệng hỏi đường trong thôn chúng ta sửa chữa thế nào rồi. Tôi mới biết được chuyện này, không phải là cán bộ đảng ủy thôn các người ăn thì ném xuống quỷ phủ sao? Trương Khiêu Tam hình như không sợ Lý Hồi Phong, không tiếc công đả kích. Khuôn mặt bí thư chi bộ Lý nhất thời trướng thành gan heo, thấy Diệp Phàm và Hạ Giai Trinh bắt đầu có chút âm trầm, người này nhất thời nóng nảy. Y cũng bất chấp tất cả kêu lên. Số tiền đó đến thôn chúng ta chỉ còn lại một vạn thôi. Một vạn, chuyện gì xảy ra? Bí thư chi bộ Lý, anh giải thích rõ cho tôi. Hạ Giai Trinh lạnh như băng hỏi. Số còn lại đâu? Chuyện này. Lý Hồi Phong ấp úng, lại len lén liếc nhìn đám người Tạ Trụ Sơn mấy lần, vẫn không dám nói. Hừ, bí thư chi bộ Lý, chuyện này anh trở về thị trấn giải thích rõ cho tôi, nếu không nói rõ ràng tôi không ngần ngại gọi đồng chí sở công an đến điều tra, hừ. Hạ Giai Trinh cảm thấy thích thú. Đoán chừng số tiền kia có quan hệ đến đám người Tạ Trụ Sơn, nếu có thể điều tra được gì đó từ chuyện này, tin tưởng Tạ Trụ Sơn khẳng định không dám làm khó dễ với mình như trước nữa. Lý Hồi Phong vừa nghe nói mặt đã sạm đen, giật giật miệng, nói. Số tiền còn lại vẫn đang ở thị trấn, chúng tôi không có cầm, lúc ấy chủ tịch thị trấn Tạ đưa cho chúng tôi một vạn, nói là số tiền còn lại phải đầu tư vào mạng giao thông lớn Lâm Thuyền. Hơn nữa yêu cầu chúng tôi phải tùng đại cục. Nghe theo thu xếp thống nhất của thị trấn, cuối cùng còn nói sẽ không quên con đường hư hỏng của thôn chúng tôi. Thật ra thì không riêng gì thôn chúng tôi, thôn Cổ Cầu, làng Ma Sơn gần đây, lúc ấy cục trưởng Trương cũng cấp xuống mỗi nơi 10 vạn. Tôi cũng đã đi hỏi bọn họ, họ đều nói chỉ nhận được 1 vạn làm kinh phí hoạt động cho đảng ủy thôn, còn những thứ khác. Lý Hồi Phong sau khi nói xong giống như một quả bóng cao su hết khí, cũng không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì gương mặt Tạ Trụ Sơn đã cau lại, bắp thịt trên mặt trướng lên như sắp sửa bộc phát. Trở về thị trấn, bí thư chi bộ Lý đi cùng, bí thư Hạ,
cô gọi trưởng thôn và bí thư thôn Cổ Cẩu và làng Ma Sơn đến luôn cho tôi. Diệp Phàm hừ một tiếng quay đầu bước đi. Lãnh đạo huyện, vậy đường đi thôn chúng tôi làm sao bây giờ? Trong đám người phía sau có người hô lên. Ngày mai sẽ tu sửa, tuy nhiên cần các vị đóng góp sức lao động, hơn nữa không có tiền công, các vị chịu làm không? Diệp Phàm quay đầu nói. Chịu, chúng tôi chỉ cần con đường này có thể sửa sang một chút, giải thêm đá vụn là chúng tôi hài lòng rồi. Trương Khiêu Tam dẫn đầu gật đầu. Tôi bảo đảm, các vị sẽ có con đường thượng hạng. Nếu không đi được các vị cứ đến Lâm Tuyền mắng tôi tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm ngữ khí kiên định, nhất thời nghênh đón chàng vỗ tay. Trở lại thị trấn. Diệp Phàm chỉ nói một câu. Chủ tịch thị trấn Tạ, khoản tiền sửa đường rút cuộc là thế nào? Tôi hy vọng các vị có thể giải thích bí thư hạ. Tôi còn chưa tới thị trấn Quy Hồ, tôi đi trước một chút. Diệp Phàm nói xong liền rời đi, giao đãi chuyện này cho Hạ Giai Trinh, mục đích đương nhiên giúp cô ta nhân cơ hội này dạy dỗ đám người Tạ Trụ Sơn. Thật ra chuyện như vậy ở thị xã cũng nhìn mãi quen mắt rồi, chuyện tham ô nhiều như cơm bữa. Diệp Phàm cũng không có ý nghĩ ra sức cắn chết Tạ Trụ Sơn không buông tha, chỉ là mượn cơ hội lần này đánh động y, để y thành thực một chút mà thôi. Buổi tối, Hạ Giai Trinh đến báo cáo công tác. Quả nhiên không ngoài dự liệu, số tiền đó bị mấy đảng ủy viên thị trấn tham ô đi một nửa. Chiếc xe trước kia của Tạ Trụ Sơn cũng quá hư hỏng. Lần này tổng cộng khoản tiền 30 vạn sửa đường của ba thôn bị y tham ô đi 10 vạn để mua xe. Phó Bí Thư Thái Mao Lợi chuyển đi 3 vạn dùng để tu sửa đường đi nhà mình. Đương nhiên, cũng lấy danh hiệu sửa chữa đường đi thôn xem. Chỉ có duy nhất Phó Chủ tịch Thị trấn Phân quản Công nghiệp Bạch Gia Sơn bỏ phiếu trắng là không tham ô, không phải là y không muốn tham ô, mà là lúc ấy y có chuyện sinh bệnh, quay lại mới biết được 30 vạn đã bị mấy đảng ủy viên chuyển đi gần 20 vạn. Còn dư lại 10 vạn Bạch Gia Sơn cũng muốn chuyển một chút để xử lý chuyện riêng của mình, tuy nhiên lúc đó Chủ tịch Thị trấn Tạ Trụ Sơn không đồng ý. Cho nên mới chọc ra chuyện khi Hạ Giai Trinh chủ trì cuộc họp đảng ủy thị trấn Quy Hồ lần đầu tiên, y bỏ phiếu trắng, không đi theo Tạ Trụ Sơn. Liễu Chính lúc ấy đã chuẩn bị đến thị trấn Lâm Tuyền nhậm chức, cho nên cũng không phát giác được chuyện hư hỏng này. Vậy em định xử lý thế nào đây? Diệp Phàm hỏi. Ý của anh là chứ? Hạ Giai Trinh không đáp hỏi ngược lại. Thái độ của mấy người bọn họ như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cũng được, đều rất thành khẩn, đương nhiên, bọn họ cũng kêu oan, nói là thị trấn căn bản là không có tiền mua xe, không có xe ảnh hưởng công tác hù đó. Thái Mao Lợi nói, nguyện ý bỏ ra 3 vạn để bù đắp vào chỗ bị thiếu. Hạ Giai Trinh nói liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Ừ, em gọi mấy người bọn họ vào đây. Diệp Phàm cười cười, thấy mấy người có chút bất an tiến vào, Diệp Phàm lúc này thu lại nụ cười, bày ra khuôn mặt giống như bao công. Chương 595, một cái tát khiến chủ tịch thị trấn Tạ hộc máu. Chuyện của các anh mới vừa rồi bí thư Hạ cũng đã báo cáo qua, cô ấy nói hy vọng tôi không báo lên cấp trên, xử lý nội bộ là được rồi. Vậy chúng ta hiện tại sẽ mở một cuộc họp đảng ủy tạm thời, không làm ghi chép chính thức. Chủ tịch thị trấn Tạ chuyển đi 10 vạn mua xe, vậy anh phải kiếm 5 vạn bổ sung vào chỗ còn thiếu. Còn dư lại 5 vạn bí thư Hạ đã lên thành phố kiếm được một chút tiền về cũng không cần bổ sung. Bí thư Thái mới vừa nói đồng ý trả lại 3 vạn, chuyện này coi như xong. Tối nay tôi nghiêm túc phê bình các đồng chí, sau này phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng xem chuyện của dân chúng như trò đùa. Các vị thử nghĩ xem, nếu quả thật để bọn họ thọc đến thành phố vậy cũng thì quá mất mặt, hậu quả chắc hẳn các vị cũng rõ ràng, tôi không nói nhiều. Lần này nhân cơ hội xây dựng mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, Bí Thư Hạ cũng nói với tôi rất nhiều chuyện, muốn nhân cơ hội này toàn diện mở rộng sửa sang lại những con đường nhỏ cấp thôn của thị trấn Quy Hồ nối liền với con đường chính đại lộ Lâm Tuyền. Đây là chuyện tốt, là một việc lợi nước lợi dân. Các vị đều là lãnh đạo trọng yếu của thị trấn Quy Hồ, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy dân chúng có cuộc sống yên ổn? Một khi kinh tế phát triển, cuộc sống người dân nâng cao, lãnh đạo thượng cấp cũng sẽ coi trọng. Các đồng chí có ý kiến gì với suy nghĩ này của Bí Thư Hạ không? Có thể mạnh dạn nói ra, bây giờ chúng ta coi như mở cuộc thảo luận dân chủ, nói thoải mái. Diệp Phàm mỉm cười tự nhiên. Thái Mao Lợi bày tỏ thái độ đầu tiên. Chủ nhiệm Diệp, tôi đồng ý với đề nghị Bí Thư Hạ. Lúc này không sửa đường còn chờ đến lúc nào,
thị trấn Quy Hồ chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Được, rất tốt, Bí Thư Thái nhiệt tình như vậy, đây là việc tốt, chứng tỏ nguyên tắc giai cấp của Bí Thư Thái còn rất mạnh, tư tưởng hiểu được sẽ biến thông, biết làm phúc cho dân chúng. Diệp Phàm thuận miệng tán dương nói. Diệp, chủ nhiệm Diệp, tôi cũng đồng ý. Tôi là người phân quản nông nghiệp, dân chúng có thể có đường tốt mà đi cũng có thể kéo nông nghiệp phát triển mạnh, có lợi cho công tác khai triển nông nghiệp mỗi thôn. Phó Chủ tịch thị trấn phân quản nông nghiệp Phượng Bảo Sơn hơi chần chờ một chút, mịt mờ liếc mắt nhìn khuôn mặt hắc khí của Tạ Trụ Sơn, cũng cố lên gân biểu lộ thái độ. Khi thấy nhìn tình hình này không biểu lộ thái độ nhất định là không được, nếu như chủ nhiệm Diệp báo cáo chuyện mình tham ô tiền sửa đường lên cấp trên, có thể không mất chức, bởi vì số tiền này không chảy vào túi riêng của mình, tuy nhiên, rất có thể bị xử phạt, nghiêm trọng có lẽ mất mũ cũng bình thường. Nghe nói chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình có Phí Mặc Cường đại chống đỡ, cuối cùng còn không phải bị chủ nhiệm Diệp báo cáo cho bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn lột mất mũ, bây giờ còn đang trong ngục giam hát nước mắt sau song sắt. Mình không thể so sánh với Hoàng Hải Bình. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của chủ nhiệm Diệp và bí thư Hạ, cuộc sống của nông dân quá khổ rồi, nếu như ngay cả đường cũng không có mà đi thì mấy đảng ủy viên chúng tôi không làm tròn trách nhiệm, trong lòng tôi thật sự hổ thẹn. Bạch Gia Sơn dứt khoát biểu lộ thái độ, lại len lén liếc nhìn Tạ Trụ Sơn. Xem ra Bạch Gia Sơn là một đối tượng có thể lôi kéo. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ. Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn chằm chằm chủ tịch thị trấn Tạ Trụ Sơn. Chủ nhiệm Diệp, mặc dù nói tôi đã điều động một phần tiền của thôn Tiền Đường, thôn Cổ Cẩu để đặt mua xe. Tuy nhiên chiếc xe Santana tôi lái trước kia vốn đã vượt qua niên hạn báo hỏng mấy năm rồi. Hơn nữa đường đi của thị trấn Quy Hồ chúng tôi thật sự hư hỏng, cho dù là xe mới cũng không dùng được mấy năm đã thành xe phế liệu. Tôi làm như vậy cũng là vì công tác, nếu như không có xe xuống nông thôn, đi huyện hội họp gì đó cũng không thuận tiện, nếu làm lỡ chuyện lớn thì phiền toái. Hơn nữa, cho dù có điều động một chút tài chính sửa đường cũng là có nguyên do. Chuyện này ở Ngư Dương chúng ta cũng không phải không có tiền lệ, có thể nói là nhìn mãi quen mắt, cũng không xem là gì. Tạ Trụ Sơn ỷ có anh họ Tạ Cường trưởng ban bộ chỉ huy quân sự chống đỡ. Y cũng không thèm đặt Diệp Phàm trong mắt, lời nói hết sức ngông cuồng, cũng bất chấp cảm giác của Diệp Phàm. Sắc mặt Hạ Giai Trinh nhất thời khó coi, khi đang muốn phát biểu Diệp Phàm đã hừ lạnh một tiếng nói. Chủ tịch thị trấn Tạ, xem ra anh tham ô khoản tiền của thôn Tiền Đường là có lý do phải không? Người ta khó khăn lắm dựa vào quan hệ tình cảm lấy được mười mấy vạn sửa đường, con đường đó anh cũng nhìn thấy rồi. Xe căn bản không cách nào đi qua được. Anh lại có thể đại ngôn phát biểu, nói là có nguyên nhân. Nếu như quan viên nào cũng làm việc giống như anh, vậy dân chúng làm sao mà sống, còn có hy vọng gì, anh căn bản không xứng làm chủ tịch thị trấn. Chủ nhiệm Diệp, anh nói quá nghiêm trọng rồi. Tạ Trụ Sơn này chẳng qua chỉ dịch chuyển 10 vạn, có người còn chuyển mười mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thì sao chứ? Hơn nữa số tiền này tôi cũng không nhét vào túi tiền của mình. Cũng là vì việc công. Nếu làm việc công cũng phạm pháp, vậy hóa ra toàn bộ Hoa Hạ này là tội nhân. Còn cái gì không xứng chức, Tạ Trụ Sơn này khảo hạch hàng năm đều là ưu tú, có chỗ nào không xứng chức chứ? Tạ Trụ Sơn lúc này thật giống một tên đồ tể, công khai chống đối Diệp Phàm. Xem ra một vài đồng chí nào đó trong chúng ta có thành kiến rất lớn về tư tưởng, các vị căn bản không đứng trên lập trường lợi ích của người dân. Đối với là chuyện này tôi vốn có ý nghĩ trị bệnh cứu người, muốn cho một số đồng chí phạm sai lầm cơ hội để thay đổi, cho nên chỉ muốn xử lý trong nội bộ là được. Nếu chủ tịch thị trấn Tạ đã đề xuất làm chuyện chung, vậy chúng ta cứ giải quyết công khai đi. Diệp Phàm càng nghiêm túc, quay đầu nói với Phượng Bảo Sơn. Phó chủ tịch thị trấn Phượng, anh làm người ghi chép, ghi lại toàn bộ những lời đồng chí Tạ Trụ Sơn vừa nói. Hừ, Tạ Trụ Sơn hừ một tiếng. Phượng Bảo Sơn khổ sở nhìn Diệp Phàm, lại len lén liếc nhìn Tạ Trụ Sơn, không dám nhích người đi lấy sổ ghi chép. Sao vậy, đồng chí Bảo Sơn không rõ thân phận của mình có phải không? Nếu quả thật như vậy, để tôi đề nghị đảng ủy khu kinh tế suy nghĩ bố trí công tác lại cho đồng chí. Ngôn từ của Diệp Phàm lại càng sắc bén, giống như kim châm hướng về phía Phượng Bảo Sơn vốn đang do dự. Diệp, chủ nhiệm Diệp, tôi đi lấy bút và sổ ngay. Phượng Bảo Sơn cũng không dám rông dài, lập tức chạy ra ngoài, không lâu sau cầm sổ ghi chép hội nghị trở lại.
họ Diệp kia, anh thật sự muốn giải quyết việc chung có phải không? Tính tình đồ tể của Tạ Trụ Sơn bộc phát rồi, y chưa từng bị tức giận như thế ở Ngư Dương, cho nên, người này cũng bất chấp tất cả, công khai chống đối lãnh đạo khu kinh tế Diệp Phàm. Anh cứ nói đi. Diệp Phàm rút ra điếu thuốc, sau khi châm lửa bình tĩnh liếc nhìn Tạ Trụ Sơn. Hừ, tôi xem anh có thể làm gì tôi. Ngoá nó. Tạ Trụ Sơn nhíu lông mày, còn mắng một câu lời thô tục, bắt đầu quyết ăn thua đủ rồi. Tôi có thể làm gì anh chứ? Chẳng qua. Diệp Phàm dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn mấy người, giọng nói đột nhiên lớn lên. Nếu đồng chí Tạ Trụ Sơn vẫn chưa nhận thức được sai lầm của mình, đồng chí đã không thích hợp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thị trấn Quy Hồ nữa. Tôi lấy thân phận bí thư đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền thận trọng tuyên bố, đồng chí Tạ Trụ Sơn tạm thời bị cách chức, tiếp nhận điều tra của Ủy ban Kiểm tra, Cục Công an, Phòng Tài vụ của khu kinh tế Lâm Tuyền. Chức vụ chủ tịch thị trấn chức tạm thời do đồng chí Bạch Gia Sơn đảm nhận. Diệp Phàm vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc. Tạ Trụ Sơn lại càng tức giận, quát. Mẹ kiếp, đồ nhãi danh chưa đủ lông đủ cánh cũng dám giáo huấn lão tử. Lão tử nhìn xem ai có thể bãi miễn chức vụ của lão tử, hừ. Tạ Trụ Sơn đột nhiên nghĩ đến bất mãn của Tạ Cường đối với Diệp Phàm, đương nhiên chính là chuyện Trang Hồng Ngọc được Diệp Phàm điều đến khu kinh tế Lâm Tuyền, cảm thấy nếu đối đầu với Diệp Phàm, anh họ Tạ Cường không thể không giúp mình. Cho nên, thoáng cái mạnh bạo lên, ngay cả lời thô tục cũng quăng ra. Chưa đủ lông đủ cánh, anh nói thêm câu nữa. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Chính là không có đủ lông đủ cánh chứ thế nào? Đoán chừng mẹ cậu cũng không dài lông, ha ha ha. Tạ Trụ Sơn đột nhiên cười sằng sặc, giống như người điên, đoán chừng bị Diệp Phàm chọc giận rồi. Bốp! Một tiếng vang thật lớn. Mọi người cảm giác như hoa mắt, thân hình khổng lồ của Tạ Trụ Sơn đã bay ra hơn 2 thước, trên môi đầy vết máu. Chủ tịch thị trấn Phượng, ghi chép lại, Tạ Trụ Sơn trong hội nghị đảng ủy công khai ô nhục lãnh đạo, không phục tùng khuyên can của tổ chức. Một mình tham ô khoản tiền 10 vạn cho mình hưởng thụ, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của dân chúng thị trấn Quy Hồ, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, tôi sẽ báo cáo lên bí thư huyện ủy cổ chuyện này. Diệp Phàm hừ nói, thu hồi quả đấm. Được, được, tiểu cầu Diệp Phàm, ngươi cứ chờ đấy. Tạ Trụ Sơn cố chịu đau, bò dậy, xông ra ngoài. Đêm khuya, bên trong phòng làm việc của Hạ Giai Trinh vẫn sáng đèn. Chủ nhiệm Diệp. Chuyện này càng làm loạn càng lớn, cái tát của anh không nhẹ, có thể tạo ra Tạ gia quần công hay không? Hạ Giai Trinh hơi có chút lo lắng, nhíu chặt chân mày. Quần công, có lẽ có, tuy nhiên anh tin tưởng, Tạ gia cho dù muốn công kích anh cũng không dễ dàng, anh là người bình sinh hận nhất người mắng mẹ mình, ai dám mắng mẹ anh cho dù là hoàng đế lão tử cũng phải tát y một cái, hừ. Diệp Phàm tức giận mắng. Sáng ngày thứ hai, tin tức lớn nhất Ngư Dương được truyền ra. Phó Chủ tịch huyện Diệp kiêm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền tát Tạ Trụ Sơn chủ tịch thị trấn thiếu chút nữa rớt răng cửa, có người nói Phó Chủ tịch huyện Diệp là người thô kệch, động thủ động quyền, đánh thuộc hạ. Cũng có người nói Phó Chủ tịch huyện Diệp là nam nhi thẳng tính, vì dân làm chủ, còn có người nói chân tướng thật ra là Phó Chủ tịch huyện Diệp và Tạ Trụ Sơn tranh giành nhân tình, cuối cùng không hợp mới tung quyền đánh nhau, cũng có người nói là chủ nhiệm Diệp xuống nông thôn kiểm tra. Khổ nỗi chủ tịch thị trấn Tạ Trụ Sơn chiêu đãi không chu toàn, bao tiền lì xì quá nhỏ, cuối cùng trong cơn tức giận. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn truyền ra càng ngày càng tà, đến cuối cùng đương nhiên là chấn động cả quan trường Ngư Dương. Đương nhiên, trái lại người của thị trấn Quy Hồ về căn bản đều hiểu được Tạ Trụ Sơn nuốt tiền sửa đường, bị chủ nhiệm Diệp chính trực giận đến mức tát một cái hộp máu, chủ nhiệm Diệp là vị quan tốt, vì dân làm chủ vị. Những điều này là do Trương Khiêu Tam tuyên truyền khắp nơi. Bởi vì ngày thứ hai sửa đường lại bắt đầu rồi, bọn họ vừa sửa đường vừa lẩm bẩm chủ nhiệm Diệp tốt. Chương 596, Tam đại gia tộc xem trò hay. Đa số các cán bộ Ngư Dương đều mỏi mắt mong chờ, đương nhiên là chờ xem kịch vui, nóng bỏng mong đợi Thiếu Diện Hổ Tạ gia đứng ra đối đầu với chủ nhiệm Diệp Phàm một phen. Đặc biệt là Ngọc gia, Thiếu gia, Phí gia huyện Ngư Dương lại càng nóng mắt. Ai nấy đều đợi xem Thiếu Diện Hổ Tạ gia mất mặt hay là tân quý quật khởi Diệp Phàm bị con cọp nuốt chừng. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đây là kết quả Tam gia muốn nhìn thấy nhất. Chị nói Tạ gia có tấn công hay không? Ngọc Xuân Thiền nhẹ giọng hỏi phó bí thư chuyên trách thứ hai của huyện ủy Ngọc Nhã Chi. Chuyện này rất khó nói,
đổi lại là Ngọc gia chúng ta nhất định sẽ xuất thủ. Tuy nhiên Tạ Cường là lão hồ ly, hơn nữa từ trước đến nay đều mặt cười đón người, đoán chừng là sẽ không công khai xung đột mãnh liệt với Diệp Phàm, làm ngầm thì khó nói. Chuyện như vậy tứ đại gia tộc chúng ta không thường chơi, ha ha ha. Ngọc Nhã Chi cũng không chắc chắn. Nếu có thể làm loạn là tốt nhất, nếu Diệp Phàm ngã, đoán chừng chức vụ chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền sẽ do Trương Quốc Hoa đảm nhận. Em cũng có thể kiếm được chức phó chủ nhiệm thường vụ. Hiện tại khu kinh tế Lâm Tuyền là một chiếc bánh ngọt lớn, nếu như nhà chúng ta có thể nắm nó trong tay vậy con đường phát triển của Ngọc gia chúng ta sau này ở Ngư Dương sẽ càng rộng rãi. Trong mắt Ngọc Xuân Thiền đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn không giống với vẻ ngoài của cô ta. Kết cục như vậy đương nhiên là tốt nhất, Ngọc gia chúng ta cũng không thích Diệp Phàm, đoán chừng bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương không có nhà nào thích người này. Trước mắt giống như không phát sinh xung đột kịch liệt gì với Tiếu gia, nhưng tam gia khác đều có mâu thuẫn với hắn. Ngọc Nhã Chi cười nói. Chị, nếu đã không thích chúng ta rượt dây lão gia tử ra mặt vuốt cái mũ của hắn xuống, thật là đáng ghét. Ngọc Xuân Thiền cũng không biết ôm tâm tư gì, ở bên cạnh cổ động chị họ Ngọc Nhã Chi, còn muốn lôi lão gia tử ra. Muốn vuốt cái mũ của hắn còn không dễ dàng, cần gì phải lôi ông chú trong tỉnh ra tay. Chỉ cần chú Hoài Nhân chịu ra mặt, một phó bí thư thị ủy muốn lột mũ của một phó chủ tịch huyện có khó khăn gì? Ngọc Nhã Chi thần bí cười cười. Cô ta làm cho Ngọc Xuân Thiền có chút nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Vậy tại sao không động thủ, nghe nói ông chú xử giới trong tỉnh còn bị tiểu tử họ Diệp đó sỉ nhục, tiểu muội Kiều Long của chúng ta nghe nói còn bị hắn đùa bỡn lưu manh, nỗi nhục này Ngọc gia chúng ta làm sao nhịn được, còn không phải bị những nhà khác chế giễu sao? Xuân Thiền, em nhìn tam gia Ngư Dương, phí gia không phải bị Diệp Phàm ép tới thảm hại hơn, ngay cả chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình cũng vì hắn mà mất chứ, bây giờ còn đứng trong ngục giam chứ. Đoán chừng phí mặc giận đến sắp hộc máu. Thời gian trước tập đoàn Phi Vân Hồng Công chi nhánh Tiếu gia không phải cũng bị hắn tìm được tập đoàn Bố Thăng kẻ thù lâu đời của bọn họ ám toán, thiếu chút nữa gây ồn ào khiến Tiếu gia chịu thiệt, chẳng qua cuối cùng bị Chu Trường Hà dở trò điều tra khôi hài quấy nhiễu, đáng tiếc. Còn bây giờ, lại tát Tạ Trụ Sơn chủ tịch thị trấn thiếu chút nữa rớt răng cửa, nghe nói miệng đầy máu. Em xem, Tiếu gia hận Diệp Phàm thế nào chứ? Còn phí gia, cháu trai của cục trưởng Vương cục tài chính thành phố bị dẫn tới quân đội Thủy Châu, đoán chừng không ra được rồi. Hiện tại Tạ gia sẽ đối đãi với Diệp Phàm như thế nào đây? Những gút mắc ở đây cậu phải nhìn rõ. Chẳng lẽ dựa vào năng lượng của Tiếu gia, Tạ gia, phí gia vẫn không thể bắt giữ Diệp Phàm hay sao? Ngọc Nhã Chi nói chuyện với em họ. Thật là có kỳ quái. Ngọc Xuân Thiền suy nghĩ sâu xa, đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói. Chẳng lẽ tất cả đều đang chờ người khác xuất thủ? Cũng đúng, cũng không đúng. Bất kỳ một nhà nào muốn bắt hạ Diệp Phàm khẳng định cũng sẽ đả thương gân động cốt. Diệp Phàm tuy nói chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ bé, nhưng bí thư cổ bảo toàn và chủ tịch huyện vệ sơ tinh đều rất coi trọng hắn. Hơn nữa, em không nhìn thấy, lần trước phó chủ tịch thành phố Lô xuống đây không phải cũng luôn khen ngợi hắn, xa hơn chút thời gian trước Diệp Phàm mời tới bốn cô nương Thủy Châu gì đó, nghe nói có một người họ Tống. Ông chú hoài nghi cô nương tên là Tống Trinh Ngọc chính là con gái của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Tống Sơ Kiệt. Nếu Tống cô nương chịu nghe Diệp Phàm từ tỉnh thành Phồn Hoa chạy tới xó xỉnh hẻo lánh Ngư Dương chúng ta phỏng vấn, nói là phỏng vấn, ai biết thế nào. Tiếu gia rước tượng Phật tổ tiên cũng không phải tin tức gì lớn, chuyện như vậy ở Nam Phúc chúng ta một ngày không thiếu gì, Tống Trinh Ngọc tại sao không tới chỗ khác phỏng vấn, lẽ nào cô ta có quan hệ với Diệp Phàm? Nếu hắn là bằng hữu với Tống cô nương, chúng ta đi vuốt con tiểu hổ, con đại hổ Tống Sơ Kiệt lẽ nào chịu ngồi yên? Bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương tuy nói đều có gần ngàn năm lịch sử, từ tỉnh đến thành phố rồi đến huyện đều có một mạng lưới quan hệ phức tạp, nhưng không xuất hiện một thường vụ tỉnh ủy. Chức quan chẳng qua cũng dừng bước ở cấp trưởng ban mà thôi. Nếu đối đầu với Tống Sơ Kiệt, rất không sáng suốt, gây chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới lợi ích cả gia tộc. Cho nên, các ông chú không phải không làm, mà là vì suy nghĩ cho gia tộc, bây giờ còn đang hỏi thăm nhiều mặt, kiểm chứng họ Diệp đó có quan hệ với trưởng ban Tống hay không. Nếu há thật sự không có quan hệ xem chừng bốn gia tộc lớn ở Ngư Dương sẽ nuốt sạch người hắn. Ngọc Nhã Chi phân tích toàn diện. Làm Ngọc Xuân Thiền cứ gật đầu không dứt. Cha, tiểu tử Diệp Phàm kia lại gây họa rồi, chúng ta có nên đổ thêm dầu vào lửa hay không, dứt khoát diệt tiểu tử đó. Hừ,
hắn quá kiêu ngạo rồi. Nghe nói cô cũng đến tìm hắn mà hắn không nể mặt. Cô là thư ký trưởng thị ủy, chỉ cần hắt hơi là có thể diệt hắn. Phí Vũ Vân tức giận nói. Hừ, hắt xì hơi cái gì, con đi thử xem. Phí Mặc nhức đầu nhìn con trai mình, cảm giác tiểu tử này có khi biểu hiện rất thông minh, nhưng có khi lại ngu xuẩn như heo. Hắc hắc, con chỉ nói đùa thôi. Con biết tiểu tử kia có Lô Trần Thiên chống đỡ, cô tạm thời chưa có cách nào trị hắn. Phí Vũ Vân lập tức cợt nhả rồi. Chuyện này chúng ta không dính vào, cô còn có ý thu nạp hắn. Ngay cả Tiểu Nguyệt và Quốc Tư cũng phải ủng hộ công tác của hắn ở khu kinh tế Lâm Tuyền. Cũng không biết trong lòng cô còn nghĩ như thế nào, tiểu tử này là con ngựa bất kham, không dễ thuần phục, làm không tốt còn làm mình bị thương, tuy nhiên cô còn nhất quyết không nghe. Cho nên, chúng ta chẳng những không thể thọc dao găm sau lưng, còn phải giúp hắn một tay. Phí Mặc nói. Tuy nhiên biểu hiện của Tạ gia thật khiến người ta thất vọng, không có một chút phản ứng nào, hình như có vẻ muốn cho qua. Hơn nữa Tạ Cường tự mình gọi điện cho Diệp Phàm, tỏ vẻ xin lỗi thay Tạ Trụ Sơn. Buổi tối, ở Tửu Lâu Ngư Dương, Tạ Trụ Sơn dùng uống liên tiếp 6 chén, xem như tạ lỗi với Diệp Phàm. Đương nhiên, Thường vụ Huyện ủy Tạ Cường đã đích thân làm người hòa giải, Diệp Phàm cũng không tiếp tục làm kiêu. Chuyện này coi như bỏ qua. Ngày thứ hai Tạ Trụ Sơn trở về tiếp tục đảm nhiệm bí thư thị trấn Quy Hồ. Chỉ là Tạ Cường giận đến phun máu, phải lau sạch sẽ cái mông cho Tạ Trụ Sơn, bỏ ra 10 vạn bổ sung vào số tiền sửa đường còn thiếu của thôn tiền đường mà thị trấn Quy Hồ đã lấy trước đó. Chuyện này cuối cùng không tạo ra nhiều sóng gió, tuy nhiên Diệp Phàm cũng biết Tạ gia không dễ dàng bỏ qua như vậy, mà sẽ chơi đòn ngầm sau lưng. Thủ đoạn này cũng phù hợp với cá tính Tạ Cường, mặt ngoài là tếu diện hổ. Sau lưng chơi đòn ngầm. Tối qua Tạ Trụ Sơn đầy bụng bực tức nói. Anh họ, Tạ gia chúng ta chẳng lẽ còn sợ một kẻ ngoại lai như Diệp Phàm? Khi nên sợ thì phải sợ, không nên sợ thì ai cũng không sợ. Tạ Cường ném ra một câu khó hiểu. Anh họ, tiểu tử kia cũng không ra gì, biết rõ Trang Hồng Ngọc từng có quan hệ với Tạ Đoan nhà ta, hắn còn cố ý cho cô ta tới Lâm Tuyền để sỉ nhục Tạ Đoan, ngày ngày lượn lờ trước mặt. Hiện tại có rất nhiều người đều ở sau lưng chê cười Tạ gia chúng ta. Tạ Trụ Sơn lại chuyển sang phương hướng vòng vo, bắt đầu cổ động anh họ. Hừ, không nói nữa, nhưng Trụ Sơn, hôm qua cậu đúng là quá vọng động rồi. Diệp Phàm dù gì cũng là lãnh đạo của cậu, cậu chửi người ta như vậy là không đúng. Huống chi tính tình của hắn vốn rất thẳng thắn, nếu chọc vào hắn thì không biết hậu quả thế nào. Cô không thấy, hai nhà Phí Ngọc đều bị hắn làm cho tức chết sao? Tạ Cường nói. Nhưng hắn đánh em, răng cửa thiếu chút nữa rụng sạch rồi. Khẩu khí này kêu em làm sao nhịn được đi, đồ con rùa. Tạ Trụ Sơn mắng, trong mắt hung quang lại chợt lóe rồi biến mất. Đáng đời, cậu nhìn xem cậu đã làm chuyện hư hỏng gì, cậu tưởng tôi không biết sao. Trương Xuân Lâm của thôn Tiền Đường 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 phó cục trường thứ nhất cục giao thông thành phố. Hắn đặc biệt nhổ tiền ra sửa đường. Cậu lại dám tham ô. Cậu còn nói cái gì xe rởm thay mới, cậu cho rằng Diệp Phàm là người ngu sao, chiếc xe Santana cậu mới lái được mấy năm, làm sao lại biến thành xe rởm. Chuyện này nếu quả thật Diệp Phàm cắn chặt không buông tay, cái mũ trên đầu kia có thể bay mất. Bài học của Hoàng Hải Bình cậu còn không biết tiếp thu. Hiện tại phân lượng của Diệp Phàm ở trong mắt Cổ Bảo Toàn tương đối nặng, trong mắt Vệ Sơ Tinh lại càng một khối bảo khố. Đương nhiên, Cổ Bảo Toàn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Diệp Phàm, nếu không sẽ không đặc biệt kêu Trương Quốc Hoa từ thị ủy tới kiềm chế Diệp Phàm. Còn Vệ Sơ Tinh, nhất thời cũng khó phán đoán. Loại người ngoài mặt cung kính, bên trong đang suy tính gì càng khó đề phòng. Tạ Cường trầm mặt dạy dỗ. Anh nói Diệp Phàm cũng chỉ làm không công, mai mối cho người khác. Tạ Trụ Sơn vội hỏi. Ha ha, chúng ta cứ chờ xem. Tạ Cường cười bí hiểm. Mẹ kiếp. Đoán chừng hôm đó Diệp Phàm đến thị trấn Quy Hồ chính là vì ra mặt giúp Hạ Giai Trinh. Hai người này có phải có quan hệ bất chính hay không, đừng để lão tử bắt được, nếu không nhất định sẽ để bọn họ đẹp mặt. Chương 597, Diễm Tình trên xe như ánh mặt trời. Cho ai đẹp mắt, Hạ Giai Trinh là một cô gái, Diệp Phàm cũng là một thanh niên, bắt được thì có chuyện gì, em đó, đầu to mà còn dại vậy. Tạ Cường nghiêm nghị giáo huấn, thở dài, lại nói. Trụ Sơn, vào thời gian này cậu phải thành thật một chút mới được, ngoài mặt còn phải phối hợp với Hạ Giai Trinh.
sau lưng cô ta còn có một phó thị trưởng hạ, không nên gây mâu thuẫn. Trời nóng rồi, mùa hè đã tới, trong nháy mắt đến ngày 1 tháng 6, là ngày quốc tế thiếu nhi. Khu kinh tế Lâm Tuyền cũng nghênh đón mùa thu hoạch lớn, vốn đầu tư vào khu công nghiệp Quỷ Anh Than đã đột phá 1 tỷ, trong vùng cũng là một khu công nghiệp tương đối, còn đối với cấp bậc thị trấn thì đúng là rất bắt mắt. Dĩ nhiên, thật ra thì chỉ tính riêng vốn đầu tư cho nhà máy giấy Lâm Tuyền và nhà máy dệt tơ đã chiếm đến 7.000 vạn, còn lại là các nhà máy nhỏ chiếm hơn 2.000 vạn. Đại quy hoạch Lâm Tuyền cũng tiến hành hết sức thuận lợi, con đường chủ đạo thông lên thôn đập Thiên Thủy đã sửa xong, việc mở rộng đường của các thị trấn và xã khác cũng đã căn bản hoàn thành, chỉ còn chờ tráng nhựa, chắc khoảng nửa năm nữa là sẽ thông toàn diện. Đồng thời, bản chấn Lâm Tuyền phát triển nhanh nhất, lấy con đường Đông Tỏa Dương làm chủ, phát triển chung quanh theo quy chuẩn xây dựng thành thị, công việc phê chuẩn rất nghiêm túc nên Lâm Tuyền bây giờ đã có dáng dấp ban đầu của thành phố. Biến hóa lớn nhất chính là người bên ngoài tràn vào Lâm Tuyền rất nhiều. Nhân số vốn chỉ chừng 2 vạn giờ đã tăng thành 4 vạn. Dĩ nhiên, trong đó có một phần là công nhân viên nhà máy và gia đình nhưng phần lớn là người của 6 thị trấn, 2 xã lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Diệp Phàm ở trên ban công nhìn một vòng, cảm thấy trong lòng cũng thỏa mãn vì đây chính là mục tiêu của mình, có lẽ là ước mơ tạo lập một chân trời mới. Làm một quan viên, nhỏ là xã, thị trấn, lớn đến thành thị, quốc gia, từ sự thay đổi phạm vi dẫn đến thay đổi về chức vụ, hùng tâm. Diệp Phàm cũng bất giác tăng lên. Hắn cầm một ly rượu đỏ, khẽ chẹp một tiếng rồi uống cạn, thét lên. Ta mặc kệ người trong thiên hạ, sẽ có một ngày Diệp Phàm này đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn toàn cầu, dõi mắt vũ trụ đấy. Vào 8 giờ sáng, Diệp Phàm chủ trì đảng ủy Lâm Thời tuyên bố công việc của khu kinh tế Lâm Tuyền tạm thời do thường vụ phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa chỉ đạo, hai phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền và Liễu Chính hiệp trợ bởi vì mình phải lên trường đảng của tỉnh học tập. Sau khi giao nhiệm vụ, hắn đi về phòng riêng thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Lúc này chủ nhiệm Đinh Hương muội khẽ đẩy cửa tiến vào, Diệp Phàm liếc một cái, cười nói. Chuyện gì vậy chủ nhiệm Đinh? Em muốn đi nhờ xe anh đi Mặc Hương một chuyến. Đinh Hương muội hơi có vẻ chần chừ, thấy Diệp Phàm nhìn mình thì hơi đỏ mặt. Em đi Mặc Hương, tối hôm nay cháu em đính hôn. Được, em thu dọn một chút rồi chúng ta lên đường. Diệp Phàm thuận miệng đáp, trong lòng cũng hơi dạo dực, hắn đã không thân mật với Đinh Hương muội nửa tháng nên cứ đến thành phố Phúc Xuân tìm một khách sạn thân mật một phen rồi hãy nói. Diệp Phàm lái xe, hai người đi theo đường về Thủy Châu. Tuy nhiên vận khí tương đối tệ, mà cũng có thể nói là tương đối may mắn. Vừa qua khỏi Lang Mã Đại Kiều vào địa phận thành phố Phúc Xuân thì xảy ra tai nạn giao thông, hai chiếc xe tải lớn đụng vào nhau làm đường tắc nghẽn, e là chỉ có xe hai bánh là có thể qua, cảnh sát giao thông còn chưa tới, chắc là trong vòng nửa giờ là chưa thể thông xe. Xui xẻo. Diệp Phàm nói thầm một câu, liếc sang Đinh Hương muội thì thấy hôm nay cô ăn mặc rất đẹp. Thật ra thì cũng không nói là đẹp hay không, chỉ có thể nói là rất dễ coi, bởi vì ghế xe có thể ngửa ra nên rãnh sâu trước ngực có thể nhìn thấy rõ ràng. Theo ánh mắt nhìn xuống thì làn da chắn ngần càng hấp dẫn. Đinh Hương muội chắc cũng thấy được ánh mắt của người con trai bên cạnh nên gò má ngày càng đỏ bừng, liếc sang một cái, sẵn giọng. Mắt anh sắp lồi ra đấy, anh giờ là đại chủ nhiệm rồi, cứ như vậy thì sau này nữ thuộc hạ sẽ gặp xui xẻo, ha ha ha. Xui xẻo tốt, tuy nhiên anh khát nước, có muốn để anh uống không? Diệp Phàm trêu đùa. Em đâu phải là nước, làm sao uống, khanh khách. Đinh Hương muội lườm một cái khiến anh chưa càng bạo gan. Nữ nhân như nước, em chưa nói sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Chán. Đinh Hương muội hừ một tiếng, vừa cười nói. Vậy nam nhân thì sao? Nam nhân chính là bùn rồi, bị nữ nhân như nước vừa nhu vừa cương, cuối cùng dính vào thành một. Cái này gọi là âm dương cách hợp, cũng có thể nói là thiên đạo. Trời đất tuy lớn, cũng là do âm dương tạo thành, từ thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung sinh nghiệp lớn. Thiên địa vạn vật ai cũng tùy âm dương tạo thành, tại sao có mặt trời thì trăng sáng, có núi thì nước, chính là điều này, ha ha ha. Diệp Phàm một phen xảo biện làm Đinh Hương muội nghe xong chỉ phì một tiếng. Không đứng đắn. Cái này em dần sẽ hiểu, đây là thiên địa đại đạo, có thể nói không đứng đắn không? Diệp Phàm cười nhẹ,
phát hiện bên cạnh có một con đường thôn giải đá nên rẽ vào. May mắn là xe của hắn đã được cải tiến theo tiêu chuẩn của liệp báo nên đi trên đường mấp mô cũng như đi trên đường bằng. Nửa giờ sau, xe đã đến giữa một sườn núi, bên cạnh là một cánh rừng rậm có một đường rẽ, Diệp Phàm thầm đắc ý, lái xe đi thẳng vào. Ninh Hương muội cũng không lên tiếng, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, chắc là cũng đoán được Diệp Phàm muốn gì. Gim gim gim. Diệp Phàm hạ hàng ghế xuống hết cỡ bởi vì là đặc chế nên ghế có thể hạ xuống đến 180 độ, căn bản giống như chiếc giường. Hương muội, giường xe cũng không tệ lắm phải không? Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn chung quanh thấy không có gì bất thường, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chim hót, bàn tay đã lần mò vào trong váy. Này, có người tới làm sao bây giờ? Ninh Hương muội khẽ giật giật chân kẹp lấy móng vuốt người kia vì cô sợ phía trước là cửa kính trong suốt, nếu như có người nhìn vào thì có thể thấy rõ. Vừa lúc, chúng ta biểu diễn cho mọi người xem. Diệp Phàm cười khan, kéo luôn Ninh Hương muội vào trong ngực, chiếc ghế trong xe này rất lớn, hai người nằm cũng chỉ hơi chật mà thôi. Ừ, Ninh Hương muội thật ra thì cũng rất động tình, buông lỏng hai chân, để cho móng vuốt người tiến quân thần tốc. Bên trên hai cặp môi gắn chặt vào nhau như nắng hạn gặp mưa rào, Ninh Hương muội đã sớm thở hồng hộc, toát lên mùi thơm nhàn nhạt thúc dục, Diệp Phàm lại càng hưng phấn, cung tên đã sẵn sàng. Dĩ nhiên, hắn bây giờ đã là một cao thủ trong chuyện này, hơn nữa còn kết hợp với thuật âm dương đông cung vô tình lấy được trong cổ một chiều đường, một phen tùy ý vỗ về chơi đùa cảm giác trong vùng đất thần bí đã róc rách như suối nhỏ. Phàm ca, mau vào, em. Ninh Hương muội đã sớm khó kìm lòng nổi, nói như trong mơ. Tuân lệnh. Diệp Phàm nhẹ giọng trả lời, nhẹ nhàng nhấn nút phía sau nhất thời một tấm màn buông xuống che kín bên trong. Không lâu, chiếc giường ghế rung lên bần bật như đang khiêu vũ. Một lúc lâu, sau trận giao tranh, trong xe chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ. Hai người ôm nhau nghỉ ngơi, cảm thụ được ôn tình khó phân, cả người rời rã. Sườn xe đột nhiên truyền đến chấn động. Lúc bắt đầu còn chậm chậm, sau đó càng lúc càng lớn. Người nào, muốn chết à? Diệp Phàm nổi giận, lại có người đang lúc này tới quấy rầy, đúng là muốn liều mạng, cao thủ thất đoạn tuy mệt nhưng cũng đủ để đánh ngã mấy tên mãng phu. Hạ chiếc màn xe xuống, hai người nhìn ra một cái rồi cười phá lên, trong đó còn đột nhiên kèm theo mấy tiếng trâu giống. Chương 598, sinh lão bệnh tử. Làm ra chuyện lại là một con trâu nước lớn. Con vật này chắc là muốn đòi đường vì cả mặt đường rộng rãi bị chiếc Wrangler chiếm hết nên thân thể khổng lồ của nó không thể nào đi qua, cứ thế ủi vào xe khiến động cơ rú lên. Thú vị à thú vị, Ngưu ca, ngay cả lão nhân gia ngài cũng thích xuân sắc khôn cùng ư, ha ha ha. Diệp Phàm cười phá lên, quay sang liếc Đinh Hương muội. Tìm cho nó một con trâu cái đi, nếu không cũng quá thiệt thòi rồi. Không đứng đắn, hừ. Ninh Hương muội hừ một tiếng, hung hăng, thậm chí có thể nói là nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cổ hắn nhéo mạnh làm hét lên một tiếng. Xem anh sau này còn dám như vậy không? Nếu như không phải là trâu bò mà là người thì mất thể diện chết rồi. Ninh Hương muội mắng. Có xá gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, anh là vậy đấy. Diệp Phàm nhăn nhở mấy câu rồi lái xe trên đường làm hại chú trâu nước không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác nhìn vào con cự thú bằng sắt, lắc lắc đầu. Nó đương nhiên không rõ, hiểu rõ thì thành tiên rồi. Sau khi Diệp Phàm đến Mạc Hương thì tới thăm hai vị lão ca Tào Vạn Niên và Vu Kiến Thần rồi tiếp tục đi Thủy Châu. Ninh Hương muội sau khi xuống xe thì nhìn hút về bóng xe Diệp Phàm thở dài. Anh Phàm, chắc thời gian thân mật giữa hai chúng ta cũng chẳng còn lâu nữa. Anh cũng chẳng ở mãi Ngư Dương, có lẽ lần đi học này trở về anh sẽ bắt đầu thăng chức. Khi đó chúng ta cũng sẽ kết thúc, ai? Ninh Hương muội có chút mất mát đánh xe trở về, cô đâu phải là đi tham dự lễ ăn hỏi của đứa cháu mà là đi đưa tiễn Diệp Phàm. Đến Thủy Châu thì đã buổi tối, Diệp Phàm tiện đường đánh xe về Sở Thiên Các Diệp phủ của mình. Hắn dừng xe ở dãy cửa hàng dưới chân núi, hai an ninh lập tức bước lên cung kính hỏi. Diệp Phàm cũng vui vẻ trả lời rồi ném cho hai bao trung hoa khiến hai an ninh liên tục cảm ơn không dứt. Nhìn phủ đệ thấp thoáng dưới bóng cây cổ thụ Diệp Phàm xuống xe, dứt khoát đi bộ lên trên núi. Từ rất xa đã thấy một bóng người động như thỏ chạy, lúc yên lặng như xử nữ, quyền cước biến hóa thuần thục đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Một lúc lâu, bóng người dần dần rõ ràng, là Trần Khiếu Thiên.
Quyền cước quả nhiên không tệ. Trần lão, chiêu thức của ông hình như càng tinh luyện, có phải đã có khuynh hướng khôi phục công lực? Diệp Phàm vỗ nhẹ tay tán thưởng. Công tử quá khen, ngài trở lại rồi. Trần Khiếu Thiên đang đứng trong sân múa thái cực quyền dưới một gốc cây, thật ra thì lão đã sớm phát hiện Diệp Phàm, chỉ là đang cao hứng nên không dừng tay nên dứt khoát biểu diễn cho hắn xem. Trần lão, sau này gọi tôi là Phàm tử được rồi, ngài là tiền bối, chúng ta còn phân biệt gì nữa? Diệp Phàm tương đối chân thành, tuy gặp gỡ với Trần Khiếu Thiên chưa lâu, nhưng bản tính của lão cũng làm hắn thấy gần gũi, lần trước Trần Khiếu Thiên nói là lại Diệp Phàm làm chúa công, lúc đó hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên bây giờ theo thời gian thì tình cảm càng lúc càng sâu sắc, cảm thấy Trần Khiếu Thiên giống như thân nhân của mình nên Diệp Phàm cũng không muốn duy trì quan hệ trước kia nữa. Không được, công tử, Trần Khiếu Thiên ta phải gọi ngài là chúa công, bây giờ có thể gọi là công tử đã là tiến bộ rất lớn. Làm người phải thủ tín, không thủ tín không thể đứng thẳng, tôi nghĩ công tử cũng không nên đẩy tôi vào bất nghĩa. Trần Khiếu Thiên tương đối trang trọng, còn đáp ứng gọi công tử. Vậy cũng tốt, tùy ông, thương thế của Trần lão khôi phục thế nào? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, đối với kiểu người thời xưa này, giải thích với lão cũng vô dụng. Lục đoạn khai nguyên coi như ổn định được rồi, chỉ là muốn khôi phục thất đoạn sẽ khó khăn, cả đời này chắc là vô vọng rồi, ai? Trần Khiếu Thiên thở dài. Đối với người si mê võ thuật như Trần Khiếu Thiên mà nói, thực lực thụt lùi quả thật là đau đớn. Tuy nhiên cũng không thể tránh được, may mà còn giữ được lục đoạn, nếu không thì còn thảm hơn. Trần lão, tôi biết ông không an lòng về lời ủy thác của sư phụ. Ông yên tâm, chuyện Trần Vô Ba tôi sẽ đi một lần. Nói thật với ông bây giờ tôi đã đạt tới khai nguyên thất đoạn, tin tưởng 10 năm nữa sẽ tới bát đoạn, thậm chí cửu đoạn. Đến lúc đó tôi sẽ khiêu chiến với Trần Vô Ba đại sư. Tuy nhiên không biết Trần Vô Ba bây giờ như thế nào. Trần lão có hỏi qua hay chưa? Diệp Phàm nói rất kiên quyết. Hắn lo là nếu chừng 10 năm nữa mình đi khiêu chiến thì lỡ ra Trần Vô Ba đã quy tiên rồi thì còn khiêu chiến cái gì nữa? Năm tháng không tha người. Cho dù là đại sư quốc thuật siêu cao cũng phải xuống suối vàng, sinh lão bệnh tử vốn là vòng tuần hoàn của thiên đạo, chẳng ai có thể tránh khỏi. Trần Vô Ba cùng đồng trang lứa với sư phụ của Trần Khiếu Thiên, Trần Khiếu Thiên đã 56 tuổi. Trần Vô Ba dù nói thế nào cũng phải trên 76 tuổi, 10 năm nữa là 86 tuổi, người có thể sống đến khi đó hay không cũng khó nói. Người có họa phúc sớm tối, chẳng có khi tròn khi khuyết. Trần Vô Ba năm nay tính ra cũng đã 80 tuổi, 10 năm nữa cũng 90 tuổi, với tình trạng sức khỏe của ông ta sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Công lực ông ta chắc cũng đã đạt tới bát đoạn tiệt lưu. Người tu luyện võ công lực càng cao thì năng lực thích ứng bản thân cũng càng mạnh. Tuy nói cơ thể biến chất nhưng nội kình tinh thuần làm chậm đi sự biến đổi của cơ năng. Đây chính là lý do vì sao Trần Vô Ba đã 80 tuổi nhưng nhìn mới như một ông lão 50 tuổi. Cao thủ bát đoạn trở lên thì xác suất sống đến 100 tuổi là rất lớn, chỉ có ngã bệnh hay bị thương nặng thì không nói. Cho nên ta tin tưởng với tài năng của công tử thì Trần Vô Ba sớm muộn cũng trở thành bại tướng dưới tay. Nói thật, công tử là người duy nhất trong thiên hạ mà mới 19 tuổi đã đạt tới thất đoạn, nếu như nói ra có thể chấn động hoa hạ. Ha ha ha! Trần Khiếu Thiên đột nhiên cười phá lên, chắc là thấy được hy vọng. Trần lão! Tôi nói chuyện này liên quan đến ông, nếu như muốn chiến thắng Trần Vô Ba, thì phải hiểu được sở trường của ông ấy. Cổ nhân từng nói, biết người biết ta trăm trận không nguy. Diệp Phàm thâm ý sâu sắc. Ha ha, công tử, đời này ta đã không thể chiến thắng Trần Sư Thúc, chỉ hy vọng ở công tử. Cho nên, về công phu ẩn tàng trong Trần Thị Thái Cực Quyền ta sẽ dần đưa cho cậu. Ta nghĩ Trần Thị Thái Cực Quyền chỉ có thể người thiên tài như công tử mới phát huy. Trần Khiếu Thiên cũng phóng khoáng, không hề tuân thủ môn quy. Ừ, cũng tốt, chẳng qua, tôi còn hy vọng có thể khôi phục công lực cho Trần lão đến thất đoạn đỉnh cấp. Ông nhìn xem cái này có thể khôi phục ông khôi phục cảnh giới không? Diệp Phàm mỉm cười lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là cái gì? Trần Khiếu Thiên chưa mở, tâm tình có chút kích động. Nếu như Diệp Phàm nói có trợ giúp khôi phục cảnh giới của mình thì đồ trong đó chắc chắn là chân bảo. Nghe nói là dao sâm ngàn năm, sinh ra trong đáy biển sâu ngàn mét. Theo truyền thuyết là mọc từ phân và nước tiểu dao long, là kỳ vật trong thiên hạ. Tuy nhiên dao long có lẽ chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi.
Diệp Phàm cũng không tin tưởng lắm. Giao sâm ngàn năm hẳn là vật chí dương. Tôi nghe sư phụ từng nói qua là trên thế gian làm gì có rồng. Chỉ là đáy biển có một loại động vật cũng có thể gọi là rồng, thật ra là khủng long thời cổ đại. Con vật này dài tới mấy chục mét, gần giống với rắn biển nhưng trên đầu có sừng nhỏ, giống như giao long mà người hiện đại vẫn nói. Đương nhiên là nó không thể bay lượn, chỉ là một loại rắn cường đại trong biển mà thôi. Toàn thân của nó đều là bảo vật, giá trị dinh dưỡng rất cao. Vì thế mà hải sâm mọc từ phân và nước tiểu của nó nhất định là đại bổ vật. Nhưng muốn khôi phục cảnh giới cho ta là không thể nào, còn phải phối hợp với rất nhiều loại thuốc mới được. Trần Khiếu Thiên chậm rãi, nói ra làm Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Trần Lão, ông nhìn hoàn thuốc này có thể giúp ông khôi phục cảnh giới. Diệp Phàm lấy ra lôi âm cửu long hoàn. Hoàn thuốc này giống như hoàn thuốc có thể trợ giúp đề thăng công lực trong truyền thuyết, xin hỏi công tử, nó tên là gì? Vẻ mất mát trong mắt Trần Khiếu Thiên bay sạch mà đột nhiên bắn ra tinh quang. Lôi âm cửu long hoàn, là do một dương một âm hai loại tinh hoa thái tuế hợp chế mà thành, đương nhiên, còn phải cộng thêm mười mấy dược liệu khác. Tôi đã thử qua rồi, từ cao thủ ngũ đoạn trở xuống có thể trợ giúp họ đột phá qua hai tiểu cảnh giới, lục đoạn thì chưa thử qua. Đương nhiên hoàn thuốc cho lục đoạn cũng yêu cầu rất cao. Diệp Phàm cũng không giấu giếm. Biết đâu hoàn thuốc này có thể giúp ta khôi phục đến thất đoạn, tuy nhiên ta đoán năng lượng ẩn chứa trong đó rất lớn. Đến lúc đột phá cảnh giới cần phải chuẩn bị rất tốt nếu không thân thể sẽ không chịu được. Kiến thức Trần Khiếu Thiên quảng bác, lập tức hiểu ngay tác dụng phụ. Không sai, Trần Lão nói hoàn toàn chính xác, chờ ông khôi phục đầy đủ thì tôi sẽ đưa một viên. Đương nhiên tỷ lệ cũng phải nâng cao mới có thể khôi phục công lực. Diệp Phàm cười nói. Chương 599, Viện Kiểm sát tỉnh bị châm biếm. Tạ ơn công tử, ta. Trần Khiếu Thiên kích động lắp bắp, từ chỗ tuyệt vọng thoáng cái lại có hy vọng, hiếm ai có thể giữ bình tĩnh. Không cần phải nói cái gì, chúng ta đâu cần khách khí có phải hay không? Ha ha! Diệp Phàm an ủi. Mai Tử có ở đây không? Diệp Phàm chuyển đề tài. Ở đây, cô ấy giờ đã chuyển đến đây. Mỗi sáng đều vào quét dọn phòng cậu và phòng khách, rảnh rỗi là luyện đàn, luyện ca. Cô gái này rất hiểu chuyện, công tử nếu như đem cô ấy thu làm phòng nhì cũng không tệ lắm. Tư tưởng của Trần Khiếu Thiên còn lưu rất nhiều điểm từ Triều Thanh, chắc là ảnh hưởng từ sư phụ, lại có thể cổ động Diệp Phàm cưới tiểu thiếp, trong nhận thức của lão điều đó là bình thường nhưng Diệp Phàm nghe cái thì chấn động. Hắn nhìn chằm chằm Trần Khiếu Thiên, một lúc sau mới cười khổ. Trần Lão! Bây giờ là xã hội nào mà còn có thể cưới tiểu thiếp? Luật pháp quy định một vợ một chồng, cưới phòng nhì là bị xã hội lên án đấy. Ha ha ha, công tử, chỉ là trên luật pháp quy định thôi, thật ra thì một số đại sư quốc thuật, hay trong các đại gia tộc đều có nhiều tiểu thiếp. Ví dụ như sư thúc Trần Vô Ba của ta cũng là người nổi tiếng trong giới quốc thuật. Bên ngoài thì ông ta chỉ có một phu nhân nhưng trong nhà của hắn còn có thêm bốn người khác. Ngoài xã hội chuyện này cũng không hiếm gặp, người Hoa Hạ chúng ta có tiền bao vợ bé cũng là thường. Có quan viên nuôi tình phụ cũng có thể đứng thành một hàng nên phàm là người có bản lĩnh đều không thỏa mãn với việc một vợ. Có lẽ đây chính là khí phách của hào kiệt thiên hạ. Tuy nhiên mỹ nữ trong thiên hạ đều yêu hào kiệt, người không có bản lĩnh thì cũng đành chịu, tất cả chỉ là vấn đề có thể mà thôi. Ha ha ha! Trần Khiếu Thiên cười phá lên, hiển lộ bản sắc hào kiệt. Thụ giáo. Diệp Phàm phun ra hai chữ, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Chẳng qua nghĩ lại, thật giống như cũng có chút đạo lý, nửa cười nửa không, hỏi. Trần Lão, vậy ngài làm sao không lập phòng nhì, ông là cao thủ thất đẳng, cũng là hào kiệt trong thiên hạ, cũng thiếu gì mỹ nữ vây quanh. Ha ha, ha ha, không nói, vào lúc ta nghèo túng nhất thì Tố Mai là một thiên kim tiểu thư một đại gia tộc đã đi theo ta. Cho nên, ha ha. Trần Khiếu Thiên lúng túng. Hiểu, thật ra thì hào kiệt cũng có chuyên nhất trung tình. Ha ha ha. Diệp Phàm cũng cười phóng đãng, thuận chân đi vào đại viện. Diệp tiên sinh, anh trở lại rồi, để tôi rửa chân cho anh. Mới vừa vào đại viện, Mai Tử đã khom người chào đón. Chẳng qua trong ánh mắt của cô cũng có một tia quái dị, khuôn mặt đỏ ửng hết sức mê người, chắc là đã nghe được chuyện vừa rồi mình nói với Trần Khiếu Thiên, Diệp Phàm đột nhiên trêu chọc. Mai Tử, mới vừa rồi cô nghe Trần Lão nói gì chứ?
Ừ, không, không nghe thấy, các ngươi nói cái gì? Mai Tử vội vàng lắc đầu, đương nhiên là cố ý giả bộ ngu rồi. Nghe thấy được là tốt, như thế nào đây? Suy nghĩ một chút. Diệp Phàm nửa cười nửa không, nhìn Mai Tử mặc bộ váy xanh trông hết sức xinh đẹp, đang nhớ lại mấy chữ sắc đẹp có thể ăn được. Không được. Mai Tử ấp a ấp úng rồi đột nhiên cương quyết. Ha ha ha, đây mới là một Mai Tử chân thật. Chuyện vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi, tôi đi tắm đây, cô chuẩn bị ca một khúc nhé. Diệp Phàm cười nhắm phòng tắm đi vào. Tắm rửa xong, Diệp Phàm mới đi ra đã nghe thấy Tề Thiên hò hét trong đại sảnh. Đại ca, em thật may mắn, có thể thưởng thức giọng ca của Mai Tử, ha ha ha. Như thế nào đây, chuyện bên Hồng Kông định rồi không vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Định ra rồi, mấy ngày sau lại phải xuất hành rồi. Tới vội vàng, ai? Sau này tới đây không dễ. Tề Thiên thở dài, có chút mất mát, tuy nhiên lập tức lại sáng mắt, chắc là vì người ở bên Hồng Kông. Vụ án Vương Tiểu Ba ra sao rồi? Diệp Phàm hỏi. Kết tội rồi, lần này tuyệt đối trốn không thoát á. Tề Thiên cười âm hiểm. À, nói nghe một chút, phán mấy năm. Diệp Phàm cũng thoải mái. Trưởng ban bảo vệ đại tá Tào Giới của Liệp Báo sau khi điều tra ra thì rất tức giận, trực tiếp chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát tỉnh. Lúc chuyển giao đại tá Tào còn bảo với người phụ trách của Viện Kiểm sát tỉnh. Chẳng lẽ Viện Kiểm sát Ngư Dương ăn phải cái gì mà để cho một tên lưu manh làm loạn, không lẽ bọn họ không phải là cấp dưới của Viện Kiểm sát tỉnh? Lúc đó làm cho bên Viện Kiểm sát tím mặt, hắc hắc, em ở bên cạnh còn tặng thêm cho một mồi lửa, cố ý hừ một tiếng, mắng. Nghe nói người bị tình nghi là cháu của Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, nếu không làm sao dám làm loạn như thế. Người ta có núi cao để dựa, tôi bị điều tra còn bị cha tôi mắng cho một trận, tôi bị oan, hy vọng tổ chức có thể cho tôi một câu trả lời để cha tôi yên lòng. Lúc ấy Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Vi Thuật Minh cười nói. Đồng chí Tề Thiên, chúng tôi biết đồng chí bị ủy khuất, không sao, Viện Kiểm sát tỉnh sẽ có câu trả lời thỏa đáng, cũng để cho đồng chí nói với người trong nhà. Ha ha ha. Sau đó y đột nhiên hỏi chắc là yêu cầu của cha em với em rất nghiêm khắc, còn hỏi cha em là ai? Tề Chấn Đào, chắc anh đã nghe nói qua. Lúc này trưởng ban bảo vệ Tào thuận miệng đáp. Tề Chấn Đào, cùng tên với phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, xem ra người trong thiên hạ trùng tên cũng không ít, lúc ấy phó viện trưởng viện kiểm sát Vi còn cười nói. Vốn chính là ông ấy. Em ở bên cạnh đế vào một câu làm cho Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Vi sặc trà, tuy nhiên lần này thì không cười nổi, ha ha ha. Ha ha ha. Diệp Phàm và Tề Thiên cười lên sằng sặc, Diệp Phàm lắc đầu. Tiểu tử cậu, lại có thể giơ đại kỳ của lão đầu tử để trêu chọc. Cha cậu thật hỏi đến chuyện này sao? Không có, lúc ấy anh bảo em tự mình kiện mình, sao em dám nói với lão đầu tử, đây không phải là tìm đánh sao? Tề Thiên kêu khổ. Ha ha, cậu mang tượng thần ra dọa vậy thì chắc chắn sẽ làm cho Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Vi cẩn thận rồi. Diệp Phàm cười khan. Khẳng định là vậy, nghe nói sáng sớm hôm sau cả Viện Kiểm sát huyện Ngư Dương và thành phố Mạc Hương đều bị Phó Viện trưởng Vi điểm danh phê bình rồi. Nói là Viện Kiểm sát huyện Ngư Dương bưng chén cơm quốc gia không làm hết chức trách, còn thành phố Mạc Hương làm cấp trên cũng vậy, tất cả đều bị mắng chửi một phen. Đoán chừng hiện tại Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố và Viện trưởng Viện Kiểm sát Ngư Dương đang khổ sở ngồi viết kiểm điểm, ha ha ha, thống khoái, chiêu này của đại ca thật đúng là thần. Em chẳng những không bị trách phạt mà còn được ngành bảo vệ và chính trị cấp cho lời nhận xét rất tốt. Cái gì vì dân trừ hại, gặp nguy không sợ, vân vân, buôn bán lời, buôn bán lời. Tề Thiên nói phun nước miếng làm Diệp Phàm cũng phải lùi lại. Tốt lắm, đừng chém gió nữa. Chẳng qua là tiểu tử ngươi tối nay lên đường rồi mà chạy tới đây chỉ vì chuyện này sao? Diệp Phàm cười nhạt. Đó là đương nhiên, hôm qua nói chuyện với lão đầu ở nhà nói tối nay anh tới Thủy Châu, ngày mai nhập học trường đảng. Nghe nói lớp các anh đều là thanh niên chưa tới 30, cái gì mà lớp nhân tài xuyên thế kỷ, tên còn là rất nghiêu khí. Tề Thiên nói. Ừ, tình huống chắc là như vậy, lúc ấy trong thành phố có 3 tên, tỉnh chúng ta có 13 địa khu. Cộng thêm một số phòng ban thì tổng cộng không quá 50 người. Diệp Phàm cười nói. Đại ca, lần này anh phát rồi, xong lớp chắc sẽ thăng một cấp nhỏ. Ngày cầm quyền một huyện chắc sẽ không còn xa, tốc độ thăng quan của anh đúng là làm cho người ta thán phục.
em có lão đầu tử trợ giúp mà còn lăn lộn thảm như vậy, đại ca có khả năng à? Tề Thiên nịnh nọt làm Diệp Phàm bất giác thấy kỳ lạ, nhìn Tề Thiên, cười nói. Tiểu tử cậu chắc có chuyện gì cần cầu rồi, nếu không thoáng cái biến thành tên nịnh hót, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hắc hắc, Tề Thiên ấp a ấp úng. Anh nói chúng rồi phải không? Có lời gì nói thẳng, chúng ta còn che giấu gì? Diệp Phàm trợn mắt nhìn Tề Thiên, cảm thấy buồn cười. Được, chính là dược hoàn, đại ca có thể cho thêm một chút. Tề Thiên mịt mờ nói. Cậu ăn thay cơm chắc, huynh đệ, cái gì cũng nên vừa phải, tuy nói đó là thuần thảo dược nhưng dùng nhiều cũng không nên. Diệp Phàm khuyên bảo. Làm nhiều, làm cái rắm. Tề Thiên tức giận. Chuyện gì xảy ra, lần trước không phải là vừa cho cậu hai viên rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu tử này xem Xuân Cung Hoàn ăn như đường vậy. Hai viên, thế nhưng, ai? Tề Thiên lại ỉu xìu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ậm ừ mãi. Diệp Phàm tức giận mắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền